cũng không biết ta Tống U U phân thân có thể hay không chịu ảnh hưởng. Nếu như nó có thể miễn dịch ảnh hưởng, nói không chừng có thể tại lần này mộng cảnh kết thúc về sau, đem ta tỉnh lại. Tống U U đại biểu cho Cửu U Chúa Tể quyền hạn, mà Cửu U Chúa Tể bản thân liền cùng thiên đạo đối ứng. Cho nên nói không chừng Tống U U có thể bảo trì thanh tỉnh. Còn có Bạch Tiền Bối cũng tại bên cạnh ta, may mắn đứng tại ta bên này. Liền xem như bảo quý hiểm trung cầu, ta cũng có sống sót khả năng. Trong bất chi bất giác, Tống Thư Hàng nguyên bản đang dần dần dừng lại suy nghĩ vậy mà lại lần nữa sinh động trở về, tựa hồ ngay cả nhìn thẳng bất hủ pháp tắc di chứng, cũng vô pháp triệt để áp chế bá tống cái kia nhảy vọt não mạch kín. Mộng cảnh hình tượng bên trong, bất hủ giả rốt cục đình chỉ hắn tản bộ hành vi. Thân hình của hắn đi tới cuối cùng dập tắt viên kia hằng tinh thi thể bên cạnh, ngừng lại. Tại bất hủ giả sau lưng, như là húc nhật công đức chi quang đột nhiên bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đoàn nhỏ hỏa diễm, bất hủ giả đưa tay vẩy một cái kia đoàn công đức chi lực biến thành ngọn lửa nhỏ rơi vào trong tay hắn. Hắn xoay người, chọn cái này đoàn công đức hỏa diễm, nhẹ nhàng đưa nó điểm tại viên kia dập tắt mặt trời phía trên. Hồng nguyên bản dập tắt hóa thành bạch hoài tinh vậy mà lần nữa bị nhóm lửa, một lần nữa bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng nóng. Bất hủ giả đưa tay, đốt lên dập tắt mặt trời. Theo bất hủ giả một lần nữa nhóm lửa hằng tinh cử động, chư thiên vạn giới tinh không bắt đầu chấn động. Chư thiên vạn giới tinh không bên trong, nguyên bản đã tắt hằng tinh một viên tiếp nối một viên phục nhiên, ấn lấy bọn chúng dập tắt trình tự, ngược lại đẩy trở về bắt đầu một lần nữa được thắp sáng. Ở trong quá trình này, Tống Thư Hàng mắt trái như muốn sụp đổ. Đó căn bản không phải nhóm lửa hằng tinh đơn giản như vậy. Mà giống như là thời gian tại quay lại, tất cả chư thiên vạn giới vũ trụ thời gian, bị cưỡng ép nghịch chuyển. Nếu như vị này bất hủ giả là lịch đại thiên đạo bên trong nào đó một vị, nói cách khác, kỳ thật chư thiên vạn giới tại một cái nào đó thời kỳ kỳ thật đã hủy diệt qua một lần, là vị này bất hủ thiên đạo xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, cũng đem toàn bộ chư thiên vạn giới thời gian quay lại. Đây chẳng phải là nói, chư thiên vạn giới chúng sinh kỳ thật tại chính mình không biết thời gian bên trong, kỳ thật đã tập thể đoàn diệt qua một lần, chỉ bất quá lại bị thời gian quay lại sống lại. Thậm chí, như thế nhiều nhậm thiên đạo bên trong, không thiếu giống thiên đạo bạch, thiên đạo cẩu đản cha như vậy nhảy thoát thiên đạo tồn tại. Nói không chừng, chư thiên vạn giới sinh linh cùng người tu luyện, tại chính mình không biết rõ tình hình thời điểm, kỳ thật đã chết một lần lại một lần, chỉ là lần lượt bị sống lại mà thôi. Nghĩ như vậy, ta mỗi tháng chết đến như vậy một hai hồi, ngẫu nhiên chết đến cái mấy chục lần, cũng không phải việc ghê gớm gì nha. Suy một ra ba là Tống Thư Hàng ưu điểm, hắn hiện tại luôn luôn có thể qua một cái đoạn ngắn, đẩy ngược ra rất nhiều khả năng. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, như muốn vỡ vụn mắt trái hình tượng, lại là biến đổi. Nguyên bản chư thiên vạn giới diệt tuyệt hình tượng, tại tất cả hằng tinh bị trọng điểm nhóm lửa thời điểm, đột nhiên bị chặt đứt. Bất hủ giả tự mình xuất thủ, cắt ra cái nào đó nhân quả. Bị chém ra đoạn, chẳng lẽ là chư thiên vạn giới diệt tuyệt tương lai, cái này nhân quả. Chờ chút, chẳng lẽ trước đó bất hủ giả một lần nữa nhóm lửa mặt trời một màn, cũng không phải là thời gian nghịch chuyển, mà là nghịch chuyển nhân quả. Lúc đầu có thể sẽ phát sinh chư thiên vạn giới diệt tuyệt tương lai, tại bất hủ giả can thiệp bên dưới, cái này tương lai nhân quả bị chặt đứt. Trong lúc đang suy tư, toàn bộ chư thiên vạn giới tinh không hình tượng, kịch liệt thu về. Hình tượng, một lần nữa khóa chặt tại vị kia bất hủ giả trên thân. Lúc này bất hủ giả đứng ở một mảnh công đức mạng lưới trung tâm, mà ở trước mặt của hắn, là một cái xa hoa đại mộ. Nói là đại mộ, nhưng nói đúng ra từ ngoại hình nhìn lại, đây là một tòa 100 tầng tả hữu tháp cao chân nam nhân liền lên 100 tầng, không mang theo thở dốc. Thân tháp mặc dù xa hoa, nhưng mỗi một chỗ trang trí vật đều vừa đúng, không có dư thừa phất nhanh cảm giác, chỉnh thể nhìn lại phảng phất như là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng chẳng biết tại sao, bất kể là ai chỉ muốn liếc nhìn tòa này chân nam nhân tháp cao, liền sẽ ngay lập tức đem hắn cùng mộ liên hệ tới, vô luận bề ngoài làm sao mỹ lệ, hắn vẫn là một tòa mộ, bên trong muốn xếp lên thi thể. Tống Thư Hàng ánh mắt tạm thời từ trên thân bất hủ giả dịch chuyển khỏi, quét về phía chân nam nhân tháp cao bên cạnh bia lớn. Nếu như tòa này tháp cao là bất hủ giả đại mộ, vậy cái này bia lớn rất có thể chính là mộ bia, trên đó nói không chừng sẽ ghi chép vị này bất hủ giả tên thật. Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên vị này bất hủ giả thân phận, muốn biết hắn đến cùng là thứ mấy đảm nhiệm thiên đạo.
Tại ngày nay chư thiên vạn giới bên trong, Tống Thư Hàng đại khái có thể tính là một cái thiên đạo lịch sử học chuyên gia, hắn biết được rất nhiều liên quan tới thiên đạo bí văn, nói không chừng liền rất nhiều trường sinh giả đối thiên đạo lịch sử giải trình độ, đều không có Tống Thư Hàng như vậy tinh thông. Theo Tống Thư Hàng biết, đời thứ nhất thiên đạo đã từ căn nguyên bên trên xóa đi tự thân hết thảy tồn tại tin tức, chư thiên vạn giới không có bất kỳ cái gì liên quan tới đời thứ nhất thiên đạo ghi chép. Không ai biết hắn dáng dấp ra sao, là chủng tộc gì, có được chỗ đặc thù gì. Thậm chí nếu như không phải hắn đã từng chiếm cứ lấy đệ nhất thiên đạo vị trí này, chư thiên vạn giới chúng sinh liền đã triệt để đem hắn quên. Trước mắt Tống Thư Hàng biết được liên quan tới đệ nhất thiên đạo duy nhất sự tích, chính là hắn không có đối ứng cửu u chúa tể, thậm chí ma hải thế giới về sau biến hóa thành cửu u thế giới cũng cùng hắn có quan hệ. Đời thứ hai thiên đạo, thì là tam nhãn thiếu niên tiền bối đối ứng thiên đạo. Từ tam nhãn thiếu niên tiền bối đối thiên đạo oán niệm đến xem, tam nhãn thiếu niên đối ứng thiên đạo đối cửu u chúa tể loại này tồn tại, rất có thể là ôm nghiên cứu, thí nghiệm các loại chờ tâm tính. Nói không chừng đã từng còn âm thầm cắt chém qua cửu u chúa tể. Đã từng giận đối Tống Thư Hàng mọc ra mắt tinh cầu, chính là đời thứ hai thiên đạo lưu lại đạo khí. Trừ cái đó ra, đệ nhị thiên đạo còn để lại không ít con mắt vật thí nghiệm. Từng cái phẩm cấp đều có, yếu chỉ có nhất nhị phẩm cảnh giới, mạnh thậm chí có cửu phẩm kiếp tiên trình độ. Chư thiên vạn giới trong mắt quái, trên cơ bản đều cùng hắn có quan hệ. Đời thứ ba thiên đạo thì là thiên đạo cẩu đản cha, trước mắt đến xem thiên đạo cẩu đản cha là đông đảo thiên đạo bên trong, tối đa tài đa nghệ một nhiệm kỳ thiên đạo. Quỷ thần Trình Lâm, cửu tu Phượng Hoàng Đao, Kim Liên, Tà Liên, hạch tâm thế giới, vật thí nghiệm thiên đạo phòng tối hình thức ban đầu, hắn là vị toàn tài, đơn thuần nghiên cứu trình độ vung phía sau thiên đạo mấy con phố. Thiên đạo cẩu đản cha lưu lại rất nhiều nghiên cứu hạng mục, phía sau thiên đạo đều đã từng có chỗ liên quan đến. Đệ tứ cùng đệ ngũ thiên đạo, tựa hồ tương đối là ít nổi danh, trước mắt Tống Thư Hàng chưa có tiếp xúc qua bọn hắn cửu u chúa tể, cũng không có bị bọn hắn lưu lại đạo khí đỗi qua. Đệ lục thiên đạo, thì là dùng chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa từ đã từng thiên đạo tay không bên trong đổi được thiên đạo chi vị kỳ lạ tồn tại. Cái này phi toa, Tống Thư Hàng tự tay sờ qua, còn mở qua. Lại sau này chính là Tống Thư Hàng quen thuộc nhất tùy hứng thiên đạo bạch, cùng bị từng một lần bị Nho Gia thánh nhân đè xuống đất ma sát nhưng cuối cùng lại thu được thắng lợi thiên đạo cầu. Sở dĩ, vị này bất hủ đạo nhân đến cùng là cái nào một nhiệm kỳ thiên đạo? Đệ nhất, đệ tứ hoặc đệ ngũ, lại hoặc là ta không tiếp xúc qua đệ lục thiên đạo. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn ánh mắt từ tấm bia đá kia bên trên đảo qua. Trên tấm bia đá khắc họa lấy 6 cái chữ lớn, từng chữ bên trong đều ẩn chứa rung động nhân tâm lực lượng. Tống Thư Hàng mắt trái nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, chăm chăm vào cái này 6 cái chữ lớn nhìn một lát sau, sâu kín thở dài hắn không biết mấy chữ này. Đây có lẽ là hắn chưa hoàn toàn nắm giữ viễn cổ văn tự bên trong mấy cái ít thấy chữ. Thậm chí có thể là càng cổ lão thái cổ văn tự. Bất quá không quan hệ, ta có thể đem mấy chữ này ghi lại. Quay đầu đi tìm bạch tiền bối giải đọc. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn một mực ghi lại cái này 6 cái chữ lớn về sau, ánh mắt từ khối kia bia đá bên trên rời. Nhưng khi hắn ánh mắt rời một cái mở lúc, nguyên bản rõ ràng nhớ cho kỹ 6 cái văn tự lại đột nhiên đã quên sạch sẽ. Tống Thư Hàng. Lấy hắn ngày nay trí nhớ, không có khả năng quên như thế nhanh. Trừ phi là cái này 6 cái văn tự bản thân liền có gì đó quái lạ. Tống Thư Hàng lại thử 3 lần. Mỗi lần ánh mắt của hắn rơi vào trên tấm bia đá lúc, có thể đem cái này 6 cái văn tự ghi lại. Nhưng ngẩng đầu một cái, cúi đầu xuống, vừa quay đầu, liền sẽ đưa chúng nó triệt để quên. Nếu như không cách nào giải đọc bọn chúng, liền không cách nào phá giải bia đá bí mật. Quay đầu ta nhất định phải học tập cho giỏi, tranh thủ đem viễn cổ văn tự cùng thái cổ văn tự đều tinh thu một lần. Tống Thư Hàng cắn răng ám đạo. Không hào hào học tập lời nói, coi như cho người ta rơi vách núi lấy được kỳ công cơ hội, xem không hiểu cũng không tu luyện được, chỉ có thể chết đói tại vách núi. Đang lúc trong đầu hắn phủ qua một cái ý niệm như vậy thời điểm, trong thân thể của hắn tu chân nói chuyện phiếm công năng bị xúc động, đồng thời có một đầu đang tại dung nhập tu chân nói chuyện phiếm pháp tắc, bị dẫn dắt. Đầu kia pháp tắc cùng ngôn ngữ, văn tự có quan hệ. Đang tại khung tu chân nói chuyện phiếm công năng cơ sở. Tại đầu này thần kỳ ngôn ngữ, văn tự căn nguyên pháp tác dụng dưới,
Tống Thư Hàng đột nhiên xem hiểu cái kia 6 cái văn tự một cái sát na. Sau đó, Tống Thư Hàng rơi vào trầm mặc. Cái kia 6 cái văn tự, hoàn toàn khác biệt, nhưng chúng nó chỉ hướng ý tứ lại đều tương tự. Nếu như muốn phiên dịch tới, đại khái là như thế một cái ý tứ ngã, ngô, dư, gia, yêm, mỗ. Không phải chính xác phiên dịch, nhưng dù sao chính là dùng 6 cái khác biệt chữ, biểu đạt một cái ta ý tứ. Cái này cần có bao nhiêu chứng đau mới được. Đại lão ngài tại bản thân trên bia mộ dạng này chơi, cái kia tương lai ai có thể biết thân phận của ngươi a? Mà lúc này, hình ảnh bên trong vị này bất hủ giả lại động. Hắn duỗi nhẹ tay chạm nhẹ sờ tấm bia đá này, chậm rãi nói, 6 cái. Đang khi nói chuyện, tại cái kia bất hủ bất diệt trên thân thể, có hừng hực nghiệp hỏa đốt cháy mà lên, đó là hắn xuất thủ chặt đứt cả cái chư thiên vạn giới tương lai nhân quả sở trả ra đại giới. Đây là ẩn chứa cả cái chư thiên vạn giới nhân quả chi lực nghiệp hỏa, bất hủ giả bên người không gian đều bị hòa tan, thời gian bị bóp méo, nghiệp hỏa phá hư phạm vi không ngừng mở rộng. Cái này đáng sợ nghiệp hỏa chi uy, cho dù là trường sinh giả, dính lên liền chết. Bất quá đối với bất hủ giả tới nói, nghiệp hỏa coi như lại tràn đầy, cũng không có chút ý nghĩa nào. Không có bất kỳ vật gì, có thể tổn thương đến bất hủ bất diệt cái này khái niệm. Ta đại khái là kéo thấp đại gia bình quân đáng giá. Bất hủ giả nói khẽ. Dứt lời, hắn duỗi tay tại công đức thế giới bên trong nhẹ nhàng nhấn một cái. Vô số chân quý kiến tạo vật liệu, đã sớm chế tạo tốt pháp khí hình thức ban đầu, trận bàn từ công đức chi giới bên trong hiển hiện. A, à, Tống Thư Hàng đột nhiên từ đó thấy được một kiện quen thuộc vật phẩm cửu tu phượng hoàng đao. Lúc này, bất hủ giả bắt đầu động thủ. Tại cái kia ngồi chân nam nhân tháp cao đại mộ bên cạnh, dựng một cái mới phần mộ. A, à, chân nam nhân 100 tầng cao tháp không phải vị này bất hủ giả phần mộ lớn. Đây là bổ trước kia thiếu đổi mới, mặt khác đề cử một bản ta nhìn thấy tên sách về sau, liền không nhịn được muốn đề cử sách mới nãi ba thánh kỵ sĩ, liền xông sách này tên, ta phấn. Trước đó vị này bất hủ giả hướng tòa kia 100 tầng tháp cao bên cạnh đứng một chút lúc. Không khỏi để cho người ta nghĩ lầm tòa này tháp cao chính là hắn đại mộ, đón lấy đến hắn liền muốn tiến vào 100 tầng tháp cao đại mộ đi ngủ đông. Kết quả vị này bất hủ giả đứng ở 100 tầng tháp cao bên cạnh cảm khái lão nửa ngày về sau, cứ nhiên quay người bắt đầu bản thân tạo lên mới đại mộ tới. Như vậy, tòa này 100 tầng tháp cao là của người nào tạo vật? Tống Thư Hàng trong lòng nghi ngờ nói. Tòa này 100 tầng tháp cao cũng thật không đơn giản. Lúc này bất hủ giả trên người cái kia chặt đứt chư thiên vạn giới nhân quả biến thành nghiệp hỏa, liền thời gian cùng không gian đều có thể vặn vẹo, nhưng gần tại bất hủ giả bên cạnh thân 100 tầng tháp cao nhưng như cũ cứng chắc, không hư hao chút nào. Mặt khác, vừa rồi bất hủ giả duỗi tay đè tại trên tấm bia đá nhẹ giọng đọc lấy 6 cái. Có phải hay không là tấm bia đá này bên trên nguyên bản chỉ có 5 cái đại biểu cho ta ý tứ phù văn, hiện tại tăng lên một cái, diễn hóa ra cái thứ 6. Tại Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, bất hủ giả đã đem tất cả kiến trúc vật liệu móc ra. Sau đó hắn duỗi tay hướng cửu tu phượng hoàng đao bên trên nhẹ nhàng vỗ. Dù cho thân là thiên đạo tạo vật, đang bị bất hủ giả trên người cái kia nghiệp hỏa nóng một chút lúc, cửu tu phượng hoàng đao phát ra kịch liệt đao minh âm thanh, tựa hồ tại lớn tiếng kháng nghị. Thật có lỗi không có ý tứ, bất hủ giả vội vàng thu hồi bàn tay của mình. Thuận tiện lấy đem dính trên cửu tu phượng hoàng đao nghiệp hỏa cũng hút trở về. Cửu tu phượng hoàng đao khẽ chấn động, sau đó xa xa bay khỏi bất hủ giả bên cạnh thân, không cho đối phương lần nữa tới gần nó cơ hội. Chớ sợ, ta sẽ chú ý sẽ không lại đụng đến ngươi. Bất hủ giả nói khẽ, mặt khác, còn mời đạo hữu giúp ta một lần cuối cùng, mượn tiền nhiệm bản vẽ dùng một lát. Hắn nơi này nói tiền nhiệm hẳn là chỉ là cửu tu phượng hoàng đao tạo vật chủ thiên đạo cầu đàn cha. Cửu tu phượng hoàng đao xa xa chém ra một đạo đao diễm. Cái kia nói đao diễm hóa thành một chương đại mộ kiến tạo bản vẽ, đây là lịch đại số tự tu nhóm tạo đại mộ cách cục hình thức ban đầu, bất quá bản vẽ này cũng chỉ là một cơ sở, ở cái này trên cơ sở có thể tiến hành rất nhiều tự do tổ hợp cùng biến hóa. Lịch đại số tự tu nhóm kiến hành đại mộ, ngoại trừ hạch tâm bên ngoài, đều có chỗ khác biệt. Tạ ơn đạo hữu, mặt khác, thật có lỗi, bởi vì vừa rồi ta sai lầm. Đạo hữu ngươi lần này có lẽ phải làm lại từ đầu. Bất hủ giả ngượng ngùng nói. Cửu tu phượng hoàng đao kịch liệt chấn động, từ trên chuôi đao của nó một cặp hỏa diễm cánh ngưng tụ ra,
hướng về phía bất hủ giả dùng sức đánh ra, hiển nhiên là khí đến cực hạn. Là vừa rồi cái kia không cẩn thận một dính nghiệp hỏa, dẫn đến cửu tu Phượng Hoàng đao muốn một lần nữa từ nhất tu bắt đầu sao? Tống Thư Hàng trong lòng là suy đoán. Khó trách rõ ràng là đệ tam thiên đạo cẩu đản tra tạo vật, kinh lịch cái này đến cái khác thời đại, cửu tu Phượng Hoàng đao nhưng cố không có tiến hóa đến cửu chuyển, tại nửa năm trước, còn dừng bước tại thất chuyển trình độ. Nguyên lai là nửa đường bị tẩy điểm, làm lại từ đầu. Cũng khó trách cửu tu Phượng Hoàng đao sẽ tức thành bộ dạng này, cấp đến liền cánh nhỏ đều biến ra, điên cuồng sử dụng bồ câu đánh ra. Đừng nóng giận, làm đền bù tổn thất, ta cuối cùng lấy thiên đạo thân phận vì ngươi chúc phúc, chúc ngươi ở sau đó cửu chuyển bên trong, có thể gặp được bên trên có được thiên đạo chi tư chủ nhân, ra sao? Bất hủ giả mỉm cười nói. Cửu tu Phượng Hoàng đao nghe vậy, hỏa diễm cánh nhỏ rốt cục thu về. Đứng ngoài quan sát Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, cái này hẳn là chính là cửu tu Phượng Hoàng đao lựa chọn Thông Nương trở thành bát tu nguyên nhân. Thông Nương thế nhưng là trải qua mấy vị đại lão chứng nhận, có được thiên đạo tiềm lực cực phẩm tài khoản, tương lai nàng đem chứng được bất hủ trở thành một đạ hành đạo, đến lúc đó ra, chư thiên vạn giới đem không ai dám gặm hành tây, hành lá cũng không được. Nếu như không có vị này bất hủ giả chúc phúc, nói không chừng ta sẽ trở thành bát tu. Đem cửu tu Phượng Hoàng đao một mực luyện đến bát chuyển cảnh giới, sau đó đem hắn giao cho có được thiên đạo chi tư Thông Nương, cuối cùng thành công cửu chuyển, hóa thành Thông Nương bạn sinh đạo khí. Ngẫm lại cũng cảm giác rất có hùng vĩ nội dung cốt truyện khí thế a. Tống Thư Hàng âm thầm suy tư. Tại gia trì thiên đạo chúc phúc về sau, cửu tu Phượng Hoàng đao thân hình xuyên toa không gian, biến mất không thấy gì nữa, lại bắt đầu lại từ đầu nó luyện cấp con đường. Mà bất hủ giả đưa tay, đem trong hư không tấm kia số tự tu phần mộ chế tạo hình cho phục chế xuống tới. Số tự tu phần mộ chế tạo hình, có thể dùng cho cấu tạo đại mộ địa bên dưới bộ phận, có thể trở thành ta đại mộ cơ sở. Sau đó, tham khảo 100 tầng tháp cao thiết kế tháp mộ thì có thể trở thành ta đại mộ trên mặt đất bộ phận. Cả hai hợp hai làm một, hư hư thật thật, hoàn mỹ nhất. Bất hủ giả nói khẽ. Nói, hắn duỗi nhẹ tay nhẹ nhàng ở trong hư không nhẹ nhàng một vòng. Lại có một chương đại mộ kiến tạo hình hiển hiện, chương này đại mộ hình phù ở số tự tu đại mộ bản thiết kế phía trên, hợp hai làm một. Chân nam nhân, không chỉ có nếu có thể bên trên 100 tầng, vẫn phải muốn tiếp theo 100 tầng. Thiên hạ địa hạ, liền không có chân nam nhân không thể đánh đến 100 tầng địa phương. Tống Thư Hàng mắt trái điên cuồng quét hình cái kia hình lớn bản thiết kế 100 tầng tháp mộ bộ phận, cùng địa thượng, địa hạ kết hợp bộ phận thiết kế. Đem hết toàn lực đem bộ phận này cho ghi chép lại. Vài ngày trước, Bạch Tiền Bối nhắc nhở qua hắn, nếu như có thời gian lời nói liền vì chính mình tạo một ngôi mộ lớn. Lúc đó, hắn còn chuẩn bị lấy Thông Nương bát tu mộ thiết kế vì hình thức ban đầu, vì chính mình cũng đóng một tòa tương tự đại mộ. Hiện tại, cái này trên mặt đất 100 tầng, dưới mặt đất 100 tầng đại mộ thiết kế không thể nghi ngờ càng thêm hoàn mỹ. Tốt tại! Cái này đại mộ bản thiết kế bên trên cũng không có túy hoàng kiếm thánh nhất hệ không cách nào ký ức thuộc tính, Tống Thư Hàng cưỡng ép đem hắn ghi lại về sau, liền không có quên. Sau đó là kiến tạo đại mộ vật liệu, cũng phải tiến hành một số cải biến mới là, bất hủ giả bình tĩnh nói. Hắn móc ra những tài liệu này là thế gian đỉnh tiêm cấp bậc, là chế tạo đạo khí vật liệu, bất quá cho dù là loại này đẳng cấp vật liệu, cũng vô pháp thời gian dài tiếp nhận nghiệp hỏa, nhất định phải tiến hành một số chuyển hóa. Cái kia vật hư ảo, đem hóa thành chân thực hư ảo, bất hủ giả nhặt chỉ, một mảnh hỗn độn đem hắn cùng những tài liệu kia bao phủ. Thất phẩm tôn giả năng lực đặc thù chân thực huyễn tượng. Tại bên trong thế giới này hết thảy đều là vật hư ảo, nhưng có thể sinh ra chân thực lực sát thương. Hư ảo cùng chân thực nghịch chuyển, hư giả chân thực. Bất hủ giả tiếp tục nói. Nghe nói có một bộ phận tu sĩ tại tấn thăng bát phẩm về sau. Có thể để chân thực hư ảo càng tiến một bước. Tại chân thực hư ảo thế giới trên cơ sở, trong thời gian ngắn làm đến nghịch chuyển chân giả hư thực. Mà bất hủ giả lúc này làm, chính là sửa đổi những tài liệu này đặc chất, để chúng nó tiến hành chuyển đổi, trở thành ở vào khoảng chân thực cùng hư ảo ở giữa tồn tại. Tất cả vật liệu tại hắn thao tác bên dưới, chuyển đổi thành công. Sau đó, bất hủ giả bắt đầu ngay trước mặt Tống Thư Hàng, tự tay chế tạo bản thân cái kia địa hạ 100 tầng. Địa thượng 100 tầng xa hoa đại mộ. Ở vào chân thực cùng hư ảo ở giữa vật liệu bị từng cây đánh vào lòng đất, khai ích dưới mặt đất mộ tầng. Lại có vật liệu được gấp đỡ dựng, đứng lên trên mặt đất 100 tầng hệ thống.
trên dưới các 100 tầng đại mộ rất nhanh liền chế tạo xong, thiên đạo tự tay thi công, thế gian này không còn có so đây càng mạnh công trình. Hoàn thành, bất hủ giả nói khẽ, dường như đang lầm bầm lầu bầu, lại như tại đối với người nào kể ra. Tống Thư Hàng nghe vậy trong lòng hơi động. Bất hủ giả hẳn là cảm ứng được hắn ở bên xem. Hắn dù sao cũng là từng có rất nhiều lần cùng loại kinh lịch nam nhân. Từ ban sơ Xích Tiêu Tử đạo trưởng nhập mộng truyền thụ phần thiên hỏa diễm đao bắt đầu, hắn tại nhập mộng bên trong liền từng nhiều lần bị đại lão nhóm bắt tại trận. Tiền bối, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Tống Thư Hàng thử nghiệm ở trong lòng dò hỏi, kinh nghiệm nói cho hắn biết, những đại lão này nhóm nếu như cảm ứng được hắn ở bên xem lúc, liền có thể cùng hắn tiến hành một trận vượt thời không đặc thù giao lưu. Nhưng là, bất hủ giả cũng không trả lời vấn đề của hắn. Tại ta trước đó, mỗi một đời thiên đạo đều vì bản thân núp qua đại mộ. Đã từng ta không thể nào hiểu được, nhưng bây giờ ta nhưng có thể hiểu được một số. Cái này núp mộ vừa là chôn quá khứ của mình, càng là đã từng bọn hắn theo đuổi siêu thoát bất hủ quá trình bên trong không thể thiếu một cái khâu. Bất hủ giả nói khẽ. Siêu thoát bất hủ, đây là thiên đạo tam nhãn, thiên đạo cầu đản cha, thiên đạo bạch cùng cửu u béo cầu đại lão đều đang theo đuổi sự. Trước mắt Tống Thư Hàng chỉ biết là, lịch đại thiên đạo bên trong, thiên đạo bạch đã từng thành công đã vượt ra nửa bước. Thiên đạo cầu đản cha cũng không có siêu thoát bất hủ, nhưng nó tựa hồ thành công từ thiên đạo chi vị bên trên toàn thân trở ra. Tam nhãn thiên đạo đến tột cùng ra sao, liền tam nhãn u cũng không rõ ràng. Đã từng có một nhiệm kỳ cùng bạch tiền bối hữu duyên công đức thiên đạo, nhưng theo thiên đạo bạch miêu tả, công đức thiên đạo đã triệt để tiêu tán. Béo cầu thiên đạo thì là không chống đỡ, triệt để sụp đổ. Liền cửu u béo cầu đại lão cũng tiêu tán vỡ nát, chỉ còn một cái phân thân bá cầu tại hỏa tinh bên trên chinh chiến tứ phương. Vì chính mình tạo một cái đại mộ cũng là siêu thoát một cái trọng yếu khâu. Tống Thư Hàng trong đầu hướng dẫn tra cứu cùng siêu thoát bất hủ có liên quan tin tức hắn một cái bát phẩm huyền thánh, nghiêm chỉnh tu chân tri thức biết đến không nhiều, nhưng các loại bí văn lại rõ như lòng bàn tay. Trong ký ức của hắn, cùng siêu thoát có liên quan tin tức manh mối, còn không chỉ một kiện. Siêu thoát bất hủ là rất mâu thuẫn sự tình. Muốn siêu thoát bất hủ đầu tiên khẳng định phải chứng đạo bất hủ, nhưng một khi chứng đạo bất hủ về sau, tại siêu thoát quá trình bên trong, thiên đạo quyền hành lại giống dây thừng. Giữ chặt siêu thoát quá trình, đem siêu thoát người ngạnh sinh sinh kéo trở về thiên đạo bạch chính là như thế bị hố. Nửa bước siêu thoát về sau, thiên đạo bạch đã từng lưu lại trọng yếu manh mối, hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, là siêu thoát trọng yếu một bước, là siêu thoát bất hủ chìa khóa. Mặt khác thiên đạo bạch còn nhắc tới bạch muội muội kế hoạch kia nguyên bản cũng là hắn hậu bị từ thiên đạo chi vị bên trên thoát thân chín đại kế hoạch một trong, kết quả lại thất bại. Sau đó là sáng lập không gian đặc thù, đây là thiên đạo cầu đản cha từ thiên đạo vị bên trên thoát thân phương án 1. Nhưng về sau hắn chân chính thoát thân phương án lại là cửu tu phượng hoàng đao, phối hợp cửu tu phượng hoàng đao phương án chính là quỷ thần trình lâm phương án, bảo vệ u cầu đản cha. Thiên đạo béo cầu tại không sụp đổ trước, cũng đang nghiên cứu quỷ thần trình lâm cùng kim liên, tà liên phương án. Mặt khác, thiên đạo béo cầu viễn cổ thiên đình kế hoạch tựa hồ cũng cùng thoát thân có quan hệ. Cuối cùng là hiện thế bạch tiền bối tại cấp bách nghiên cứu thành thần kế hoạch này tựa hồ cũng phi thường trọng yếu, mơ hồ trong đó tựa hồ cũng cùng siêu thoát nhắc lên quan hệ. Hai cái khác biệt cá thể chứng đạo, cũng không biết hai cái khác biệt cá thể muốn làm sao lý giải, là hai cái hoàn toàn không liên quan tồn tại đồng thời chứng đạo bất hủ. Vẫn là giống bản thể, phân thân, sắt thép phân thân Thury, u tống pho dạng này khác biệt cá thể. Siêu thoát loại sự tình này với ta mà nói quá xa xôi, bất quá. Trước mắt, cửu tu phượng hoàng đao ta chỉ ít cũng là dự bị cửu tu, sáng tạo không gian phương án ta lại có hạch tâm thế giới, viễn cổ thiên đình kế hoạch lời nói đại lượng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ còn tại ta hạch tâm thế giới bên trong để đó. Quỷ thần trình lâm phương án lời nói, ta chính là nhị đại trình cầu đàn. Vậy bây giờ, nếu như có cơ hội, đóng cái đại mộ tựa hồ cũng không sao. Tống Thư Hàng trong lòng suy tư nói. Nói thật, đối với thiên đạo chi vị, hắn cũng không có cái gì chờ mong cảm giác. Chí ít từ trước mắt đến xem, thiên đạo chi vị cũng không phải là muốn lên liền lên, muốn rời đi liền có thể rời đi vị trí. Nhưng xuất phát từ hắn thực chất bên trong loại kia đại sự cẩn thận tâm thái, trước làm chút dự bị chuẩn bị tổng không sai. Dù sao người cuối cùng cũng có một chết, mà hắn bá tống tương lai rất có thể còn sẽ có rất nhiều lần chết.
Nếu như vận khí không tốt gặp gỡ đọc đầu phục sinh lời nói, sớm điểm chuẩn bị cái phần mộ dùng để đọc đầu cũng không tệ. Không sai biệt lắm, chờ ta trở ra, liền kết thúc đi. Bất Hủ Giả nói khẽ. Dứt lời, hắn duỗi tay đẩy ra hư ảo lại chân thực cửa mộ, nhanh chân bước vào trong đó. Tại hắn một cước bước vào đại mộ thời điểm, trên người hắn tồn tại cảm giác bắt đầu suy yếu bắt đầu. Bất Hủ Giả trạng thái biến cổ quái, phảng phất tùy thời muốn biến mất một dạng. Mà hình ảnh màn ảnh lần này nhưng không có cùng theo một lúc tiến vào mộ tháp bên trong, phảng phất như là có người tại thu lấy một màn này. Mộ tháp chi môn chậm rãi quan bế, Tống Thư Hàng mộng cảnh hình ảnh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Chi cửa mộ khép kín. Đúng lúc này, đột nhiên Bất Hủ Giả bỗng nhiên quay người, bàn tay của hắn đâm vào đến khép kín đại môn khe hở bên trong, cứng rắn là đem mộ tháp chi môn một lần nữa kéo ra. Bất Hủ Giả trên người nhân quả nghiệp hỏa hóa thành màu đen kịt, nghiệp hỏa che đậy khuôn mặt của hắn. Nhưng một đôi không tình cảm chút nào, tựa như là máy móc một dạng tỉnh táo con ngươi, lộ tại nghiệp hỏa bên ngoài. Bất Hủ Giả ngắm nhìn mộng cảnh ảm đạm màn ảnh, sau đó thân hình của hắn đột nhiên hướng nơi xa chạy như điên, biến mất không thấy gì nữa. Thật vất vả tạo tốt mộ tháp cũng dạng này vứt bỏ. Tại Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong, mộng cảnh kết thúc. Đây là đang đập hệ liệt hình phim kinh dị đi, tại phiến đuôi còn muốn đoạn cái lo lắng. Mà lại, cái kia trên dưới các 100 tầng mộ tháp tọa độ cũng không có lộ ra, lớn như vậy một cái bất hủ chi mộ, vứt bỏ tại vậy nhiều đáng tiếc. Quy ra xuống tới, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Tống Thư Hàng đau lòng đến không thể thở nổi. Bởi vì không thể thở nổi, sở dĩ hắn ngạnh sinh sinh từ trong mộng cảnh ngạt thở tỉnh lại. Con mắt vừa mở lúc, Tống Thư Hàng liền phát hiện mình mù. Mắt phải đã hóa thành lưu ly, hoàn toàn vỡ vụn, mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn cũng tiến vào tắt máy nghỉ ngơi trạng thái. Tốt tại ta đã không phải hàng lởm huyền thánh, đã sớm không cần kháo con mắt đi nhìn đồ vật. Tống Thư Hàng thầm nghĩ thần thức quét qua, nhìn so mắt thường càng thêm rõ ràng. Thế là, Tống Thư Hàng thần thức nhẹ nhàng như vậy quét qua tối om. À, làm sao còn như thế đen? Chẳng lẽ thần trí của ta cũng mù, trong mộng cảnh nhìn thẳng bất hủ pháp tắc di chứng đáng sợ như vậy. Dù sao cũng là bất hủ pháp tắc, nhiều bức điểm có thể lý giải. Tống Thư Hàng thầm nghĩ tốt tại hắn còn có thủ đoạn cuối cùng. Xem ta thứ ba thần nhãn. Chỗ nghi tâm, thứ ba thần nhãn mở ra, thay thế hai mắt cùng thần thức hướng bốn phía nhìn lại đen, là ban ngày không hiểu đêm cái chủng loại kia đen. Nương mở mắt cùng nhắm mắt đều là hắc ám lúc. Tống Thư Hàng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chính mình có phải hay không cần hảo hảo ngủ một giấc. Đợi đã, cái này trạng thái không đúng. Thần trí của ta vì cái gì bị hạn chế ở một cái chật hẹp phạm vi bên trong. Liền ngay cả thứ ba thần nhãn cũng chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối. Đầu óc chịu đến bất hủ pháp tắc rửa sạch, tư duy tốc độ rớt xuống Tống Thư Hàng, rốt cục đã nhận ra mình bây giờ sở xử vị trí dị thường. Tống, sọ não lại đứng máy rồi. Thư Hàng. Công đức xà Mỹ nhân thu nhỏ hiển hiện sau lưng Tống Thư Hàng, học tạo hóa tiên tử giọng điệu hát nói. Đồng thời nàng duỗi tay, móc đi Tống Thư Hàng mắt phải bên trong cái kia đã triệt để xong đời trong mắt. Sau đó, lại đem tay nhỏ đặt tại Tống Thư Hàng mắt trái chỗ, liên tục thi triển chữa trị pháp thuật. Cái này chật hẹp không gian bên trong chỉ có nàng và Tống Thư Hàng, liền ngay cả Tống Thư Hàng thể nội linh quỷ tiên tử hiện tại cũng chạy đến Tô Thị A thập lục thể nội đi xem náo nhiệt. Sở dĩ công đức xà Mỹ nhân lười nhác diễn kịch, khó được sử dụng bản thân vốn âm phát ra tiếng. Đương công đức xà Mỹ nhân xuất hiện về sau, kim sắc công đức ánh sáng trở đi, chiếu sáng Tống Thư Hàng bên người. Tống Thư Hàng phát hiện mình đang đứng ở một cái dương bên trong dương còn lưu lại nhàn nhạt hoa quả mùi thơm, là bạch tiền bối thích ăn cây dương mai hương vị. Hắn chỉ độn đầu óc quay lại nửa ngày về sau, nói, nguyên lai công đức tiên tử ngươi vẫn có thể nói chuyện cẩn thận đó a. Đồng thời, hắn rốt cục phát giác được mình bây giờ trạng thái dị thường liền đuổi theo về đầu óc một hơi tiếp thu quá nhiều tin tức về sau, đại não đứng máy di chứng một dạng. Lúc này thụ thiên đạo bất hủ pháp tắc ảnh hưởng, trong đầu của hắn một mảnh trắng xóa, vận chuyển cực độ chậm chạp, mỗi khi hắn muốn suy nghĩ thời điểm, cái kia thiên đạo pháp tắc tin tức liền sẽ chiếm cứ đầu óc của hắn CPU, cọ rửa hắn phản xạ thần kinh. Mà lần này thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng hiệu quả càng bá đạo, di chứng càng mạnh. Đúng rồi, công đức tiên tử, nếu như lần sau ta sọ não lại đứng máy lúc,
người đừng gọi ta bản danh, như thế cảm giác rất mất mặt. Lần sau ta đầu óc đứng máy lúc, người gọi ta Trình Cẩu Đản. Trình, sọ não lại đứng máy rồi. Cẩu Đản, Tống Thư Hàng nói bổ sung. Công đức xà mỹ nhân. Nàng yên lặng đem câu nói này thâu xuống tới, chuẩn bị trở về cửu u thế giới lúc, gửi đi cho Cẩu Đản cha. Tống Thư Hàng gần nhất quá bì, cần tước một tước. Lại nói, ta đây là bị chứa vào đến quan tài bên trong đi sao? Tống Thư Hàng duỗi nhẹ gõ cái dương cái nắp. Bạch Tiền Bối phân thân tại khi đi tới, là cưỡi Bạch Tiền Bối đưa Tống Thư Hàng lễ vật phi kiếm hình quan tài qua tới. Tống Thư Hàng đoán chừng mình lúc này hẳn là bị chứa vào đến chuôi này cự hình phi kiếm quan tài bên trong. Nhưng là, Bạch Tiền Bối phân thân tại sao phải đem ta chứa vào đến phi quan tài? Mà lại, ta hiện tại hẳn là vẫn còn huyền thánh giảng pháp trạng thái a. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Hắn ổn định lại tâm thần lời nói, có thể cảm ứng được mình và chư thiên vạn giới tu luyện giả công đức liên hệ vẫn còn, chư thiên vạn giới tu luyện giả còn tại thông qua hắn cùng cái gì đều có thể bán đại lão tại giao dịch tà vọng hạch tâm. Chẳng lẽ là nhìn thấy ta đột nhiên ngủ thiếp đi, vì phòng ngừa ta tại chư thiên vạn giới tu luyện giả trong mắt xấu mặt, sở dĩ Bạch Tiền Bối phân thân quan tâm mà đem ta chứa vào đến phi kiếm quan tài bên trong. Tóm lại, chúng ta trước liên hệ Bạch Tiền Bối phân thân đi. Tống Thư Hàng dứt lời, dùng sức đập động vách quan tài, đồng thời sử dụng quần thể truyền âm nhập mật chi pháp kêu lên, Bạch Tiền Bối, cái gì đều có thể bán đại lão, các ngươi có ở đây không? Tại, vội vàng đây, cái gì đều có thể bán đại lão dẫn đầu trả lời. Tại, ta cũng tâm lấy, Bạch Tiền Bối phân thân trả lời. Tống Thư Hàng hỏi, các ngươi đang bận cái gì? Đang lúc hắn nói chuyện ở giữa, mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn rốt cục khởi động lại hoàn tất. Sau đó, chư thiên vạn giới tu luyện giả phản hồi mưa đạn lần nữa từ Tống Thư Hàng trước mắt phiêu qua. Bạch Thánh một hơi thu nhiều tài liệu như vậy, là tại tạo một chỗ ngọn nguồn khung. Cái này khung đến cùng có làm được cái gì? Ta nhìn thấy bá Tống Đại Lão bị Bạch Thánh chứa vào đến to lớn phi kiếm bên trong, bị vùi sâu vào đến lòng đất khung bên trong. Gợi cảm bá Tống, tại tuyến bị chôn. Lại nói, bá Tống tiền bối bây giờ còn đang huyền thánh giảng pháp không gian bên trong a. Cái kia một hồi cái này từ Bạch Thánh dựng đi ra to lớn khung có thể từ nơi này huyền thánh giảng pháp không gian bên trong chuyển ra ngoài. Có người hiếu kỳ hỏi. Tại hắn bên cạnh có đồng bạn trả lời ngay, nhân tiền hiển thánh cùng huyền thánh giảng pháp cái này quá trình sớm đã bị bá Tống Đại Lão đè xuống đất ma sát, lấy bá Tống Đại Lão thủ đoạn, cái này huyền thánh giảng pháp không gian hắn khẳng định là muốn tiến liền tiến, muốn ra liền ra. Nói không chừng giới sau huyền thánh lên đài giảng pháp lúc. Bá Tống Đại Lão lại đột nhiên xuất hiện, cho đại gia một kinh hỉ. Tống Thư Hàng. Ta không phải, ta không, chớ nói lung tung a. Ta lúc nào đem nhân tiền hiển thánh cùng huyền thánh giảng pháp quá trình án lấy ma sát. Rõ ràng là ta mỗi lần ngoài ý muốn, bị ép buộc kéo vào tới. Về phần đem huyền thánh giảng pháp không gian xem như nhà mình hậu viện muốn vào liền vào chính là Bạch Tiền Bối, không phải ta à, ta trước mắt là thật không có chức năng này, chớ oan uổng ta. Mặt khác tại cái kia chậm mấy nhịp tư duy tốc độ chậm rãi chuyển động một vòng về sau, hắn bắt đầu suy đoán Bạch Tiền Bối phân thân có phải hay không đang cho hắn mân mê đại mộ tới. Nếu thật là tại mân mê đại mộ lời nói, hắn nhất định phải nhúng một tay. Dù sao hắn người mang một chương thiên đạo mộ tháp bản thiết kế, cùng cửu tu phượng hoàng đao số tự tu đại mộ hình khung. Bạch Tiền Bối, người tại đúc mộ sao? Nếu như là, vậy ta đây có hai tấm đại mộ bản thiết kế. Người có muốn hay không ngó ngó? Tống Thư Hàng lần nữa truyền âm nhập mật phát ra tiếng nói. Bạch Tiền Bối phân thân, ngươi chừng nào thì được đến qua đại mộ bản thiết kế? Vừa được đến không lâu, ta nhập định thời điểm ngộ nhập đến một giấc mơ bên trong. Cái kia mộng cảnh ta gặp được một vị không quen biết bất hủ đạo nhân. Hắn ở trong giấc mộng lúc lưu lại một cái hiện trường tạo mộ dạy học video, ta từ nơi đó được đến bản vẽ. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Bất hủ giả dạy bảo tạo mộ, Bạch Tiền Bối phân thân nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, nghe nói đây cũng là bất hủ giả nhóm siêu thoát một cái khâu. Sở dĩ, Bạch Tiền Bối người có muốn hay không cũng thay bản thân đúc cái mộ, đến lúc đó chúng ta cửu châu nhất hào quần tất cả thành viên mộ cho chuyển đến cùng một chỗ, ngẫm lại liền hùng vĩ. Đang khi nói chuyện, hắn đem bất hủ đạo nhân đại mộ bản thiết kế thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng copy một phần, chuyển cho Bạch Tiền Bối. Bản thể.
muốn đem trong đầu bản vẽ sao chép được, thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng là thuận tiện nhất thủ đoạn. Sở dĩ, Tống Thư Hàng trực tiếp sử dụng loại thủ pháp này. Dù sao Bạch Tiền Bối được đến bản vẽ, chẳng khác nào Bạch Tiền Bối phân thân cũng đã nhận được. Vội vàng, ta không phải phái phân thân đi ngươi nơi đó sao? Có trước đó liên hệ ta phân thân, Bạch Tiền Bối bản thể rất mau trở lại phục. Tống Thư Hàng lúc này phản ứng có trì hoãn, hắn cố gắng tập trung tinh thần, muốn hướng Bạch Tiền Bối bản thể giải thích một chút. Nhưng rất nhanh, Bạch Tiền Bối bản thể lại phát tới tin tức, cái này bản vẽ là đại mộ bản thiết kế. Ngươi từ chỗ nào lấy được? Trong mộng cảnh từ một vị bất hủ đạo nhân cái kia khảo xuống. Tống Thư Hàng cố gắng hồi phục. Bạch Tiền Bối bản thể nói, bất hủ, thì ra là thế, Thư Hàng, đem phần này đại mộ bản thiết kế tái phát một phần cho ngươi cửu u Bạch Tiền Bối, sau đó nhượng hắn phối hợp ta, chúng ta lập tức chuẩn bị tiến vào tạo thần kế hoạch cuối cùng một vòng. Tà vọng hạch tâm số lượng, cũng không xê xích gì nhiều. Mà cái này đại mộ bản thiết kế, vừa vặn giải quyết kế hoạch cái cuối cùng vấn đề nhỏ. Bạch Tiền Bối hắn ngủ thiếp đi, mà lại, có thể là trong thời gian ngắn kêu không tỉnh loại kia. Nếu như ngươi thật sự cần hỗ trợ, cái kia để ta tới làm thay đi. Ta hiện tại nói thế nào cũng là cửu u chúa tể cộng tác viên. Tống Thư Hàng nói. Đi, Thư Hàng ngươi trước liên hệ cửu u Bạch, nếu như hắn không tỉnh, ta liền để ngươi thử một chút. Bất quá ta trước cùng ngươi nói xong, một hồi ngươi chỉ có cơ hội thất bại hai lần, lần thứ ba nếu như ngươi còn không thành công. Ngươi khả năng đến hóa thân thành mặt trời nhỏ, tạm thời lưu tại cái kia trấn áp mộng giới, mãi cho đến ta xoay sở đủ lần tiếp theo thí nghiệm cần vật liệu mới thôi. Yên tâm đi, hóa thân mặt trời nhỏ sau tự quay quỹ tích, ta sẽ dùng duy nhất một lần phi kiếm thôi động ngươi tiến hành. Đồng thời, ta cũng sẽ mau chóng xoay sở đủ chuyến lần sau thí nghiệm vật liệu. Bạch Tiền Bối bản thể trả lời. Tống Thư Hàng. Hóa thân mặt trời nhỏ, hơn nữa còn đến bị Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm đỉnh lấy thận trong hư không tự quay. Đây là cái gì thuyền tân bản trừng phạt. Lại thêm Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm tốc độ cùng tẩu vị đều quá phong tao, Tống Thư Hàng lo lắng cho mình thật vất vả khôi phục một chút sợ nhanh chứng có thể sẽ lần nữa chuyển biến xấu. Tống Thư Hàng vội vàng hồi phục, thu đến, Bạch Tiền Bối. Ta sẽ hết sức đi tỉnh lại Bạch Tiền Bối, tỉnh lại Bạch Tiền Bối loại sự tình này ta am hiểu nhất. Ân, bất quá ngươi tỉnh lại cửu u Bạch thời điểm chú ý đừng đùa quá lửa, ta cũng không muốn tại về sau quan sát ngươi nhân tiền hiển thánh tiếp sóng lúc, lại nhìn thấy ngươi bị cửu u Bạch thăng thiên bắn pháo hoa, ở giữa không trung bạo tạc. Bạch Tiền Bối thân mật nhắc nhở nói, từ vừa rồi ngắn ngủi đối thoại bên trong, Bạch Tiền Bối cũng cảm giác Thư Hàng tiểu hữu thụ cửu u chúa tể quyền hạn ảnh hưởng. Giống khí cầu một dạng không ngừng tại thổi phồng bành trướng. Tống Thư Hàng tại một lát sau trả lời, Bạch Tiền Bối không cần lo lắng ngón tay cái biểu lộ, hôm nay ta tại cái kia nhân tiền hiển thánh khâu thời điểm, liền đã nổ qua. Mặc dù không giống yên hoa rực rỡ như vậy, nhưng lại đặc biệt huyết tinh. Mộng giới bên trong, Bạch Tiền Bối đang tại lắp ráp trận pháp tay nhỏ không khỏi cứng đờ. Bành trướng Thư Hàng tiểu hữu mặc dù vẫn rất có ý tứ, nhưng cảm giác lúc trước cái kia chú ý cẩn thận Thư Hàng tiểu hữu càng thú vị a. Tại hắn bên cạnh, Vân Tước Tử tiên tử ha ha cười nói, a Bạch, người bây giờ có phải hay không có loại cậu tử dưỡng thục, biến thành husky cảm giác. Bạch Tiền Bối. Nói lên cậu tử, các người chú ý tới Thư Hàng tiểu hữu tu chân nói chuyện phiếm ghi chú tên sao. Trung gian kẹp lấy cái trình cậu đản danh xưng. Ta kỳ thật rất hiếu kỳ trình cậu đản cái này từ kẹp ở Thư Hàng tiểu hữu ghi chú tên bên trong. Rốt cuộc là ý gì? Thất tu thánh quân xoa cằm nói. Trường sinh giả Trình Lâm, Bạch Tiền Bối suy đoán nói, bởi vì cùng Thư Hàng có liên quan, họ Trình, có cải biến tu chân nói chuyện phiếm lực ảnh hưởng, tựa hồ cũng chỉ có vị kia âm thầm cùng Thư Hàng có liên hệ Trình Lâm tiên tử. Tại Bạch Tiền Bối suy đoán ra Trình Cẩu Đản chân thực thân phận sát na, Trình Lâm tiên tử đột nhiên cảm giác mình tâm can đau đớn một hồi. Trong lúc mơ hồ cảm giác mình bị đâm tâm dù sao nàng khi còn sống là hàng thật giá thật trường sinh giả, tại trong phạm vi nhất định, nàng đối một ít gây bất lợi cho nàng tin tức, trong lúc mơ hồ sẽ sinh ra cảm ứng. Một bên khác, hồi phục xong hiện thực Bạch Tiền Bối về sau, Tống Thư Hàng lại cố gắng tập trung tinh thần, đem bất hủ đạo nhân đại mộ bản thiết kế copy một phần cho Bạch Tiền Bối, cũng phụ lời nói, Bạch Tiền Bối, ngươi nhanh tỉnh một chút, nhìn xem ta phát ngươi bản thiết kế. Vì để tránh cho bản thân biến thành mặt trời nhỏ,
bị Bạch Tiền Bối dùng duy nhất một lần phi kiếm mang theo tại trong vũ trụ bão tố xe, Tống Thư Hàng bắt đầu liều mạng kêu gọi Bạch Tiền Bối. Đồng thời hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bạch Tiền Bối có thể thuận lợi tỉnh lại. Đáng tiếc, hắn lần này cầu nguyện mục tiêu là hàng thật giá thật cửu u chúa tể, cầu nguyện lực lượng không cách nào đối cường đại như vậy tồn tại có hiệu lực. Bạch Tiền Bối đã triệt để ngủ say, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Xem ra phổ thông tỉnh lại phục vụ căn bản là không có cách đối Bạch Tiền Bối có hiệu lực. Tống Thư Hàng trầm tư một lát, lo lắng lấy muốn hay không xâm nhập kích thích một chút Bạch Tiền Bối. Tỷ như quát to một tiếng Bạch u u Bạch, nhìn xem Bạch Tiền Bối có thể hay không trả lời. Lại hoặc là, dừng lại, hắn hôm nay đã bạo tạc qua một hồi, không thể lại bị Bạch Tiền Bối thăng thiên bắn pháo hoa. Thời khắc mấu chốt, Bạch Tiền Bối nhắc nhở vẫn là phát sinh tác dụng. Tống Thư Hàng suy nghĩ cưỡng chế phanh lại, không tiếp tục hướng chỗ sâu đi suy tư. Sở dĩ, chỉ có thể dùng bình thường điểm thủ đoạn tới gọi Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối cứu mạng, Tống Thư Hàng gửi đi tin tức. Bình thường tại bước ngoặt nguy hiểm hô to cứu mạng lúc, có 50% tỷ lệ tỉnh lại Bạch Tiền Bối, bất quá một nửa tỷ lệ có chút thấp, Bạch Tiền Bối vẫn không có phản ứng. Bạch Tiền Bối, chúng ta tìm được béo cầu đại lão tàng tư tiền thuê nhà địa điểm. Nhắc lên Bạch Tiền Bối cả đời chi địch béo cầu đại lão lúc, sẽ có 70% tỷ lệ để Bạch Tiền Bối giữ vững tinh thần. Bất quá, có thể là bởi vì béo cầu vong nguyên nhân, hôm nay Bạch Tiền Bối vẫn như cũ bất phi sở động. Bạch Tiền Bối mau tỉnh lại, có người muốn chứng đạo bất hủ, tấn thăng thiên đạo. Tống Thư Hàng nghĩ, lại đề một kiện làm Bạch Tiền Bối cảm thấy hứng thú sự. Tựa hồ là chứng đạo bất hủ mấy chữ này, xúc động Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối bên kia rốt cục truyền đến hồi phục, khò khè. Tống Thư Hàng, đây là ý gì? Bạch Tiền Bối đây là cái gì trạng thái? Tỉnh, ngủ. Trong lúc đang suy tư, lại có một đầu tin tức truyền lại trở về. Làm sao đột nhiên mơ tới đại mộ bản thiết kế? Đáng ghét, Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên, lần này hồi phục là một đầu giọng nói. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối cái này tựa hồ là đang giảng chuyện hoang đường. Nhưng mình truyền tới đại mộ bản thiết kế tựa hồ trực tiếp truyền đến Bạch Tiền Bối trong mộng. Nếu như vậy, có lẽ có thể bằng đây là điểm vào đến tỉnh lại Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối ngươi lại nhìn kỹ một chút, cái này đại mộ bản thiết kế có phải hay không vừa lớn vừa tròn. Kỳ thật hắn có lai lịch lớn, đây là ta ở trong giấc mộng lúc nhìn thấy bất hủ đạo nhân vì chính hắn thiết kế đại mộ bản vẽ, ngài nhìn xem hắn có hay không chỗ đặc thù. Tống Thư Hàng thử thăm dò gửi đi tin tức. Muốn nhìn một chút tin tức của mình có thể hay không đưa vào đến Bạch Tiền Bối trong mộng đi. Một lát sau, Bạch Tiền Bối thật sự lại hồi phục, vẫn như cũ là dùng giọng nói phát tới tin tức, khò khè bất hủ đạo nhân. Tựa hồ hữu hiệu. Đúng, ta tại cái kia trong mộng cảnh còn chứng kiến vị kia bất hủ đạo nhân nghịch chuyển chư thiên vạn giới nhân quả, đã nhận lấy giá cả to lớn. Tống Thư Hàng đem mình tại trong mộng cảnh nhìn đến hình ảnh, đơn giản miêu tả một lần. Bạch Tiền Bối. Bất hủ đạo nhân, nghịch chuyển chư thiên vạn giới nhân quả, là hắn à, hắn từng làm qua dạng này thí nghiệm. Năm đó hắn chỉ để lại công đức võng lạc cùng một số công đức sinh vật. Nhưng không có thoát thân thành công, lấy cả cái chư thiên vạn giới nhân quả là thật nghiệp, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Mỗi một đời thiên đạo lý trí khẳng định đều chuyển rời đến cửu u chúa tể trên người, không một nhiệm kỳ là bớt lo, đều là hố hàng. Nói, Bạch Tiền Bối lời nói lại gãy mất. Không có tiếp tục hồi phục. Từ Bạch Tiền Bối lời nói đến suy luận, cái kia bất hủ đạo nhân là đệ lục thiên đạo. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, trì hoãn nửa ngày sau trả lời, Bạch Tiền Bối, kỳ thật ta cảm giác bất hủ đạo nhân nghịch chuyển nhân quả sự, khả năng không phải làm thí nghiệm đơn giản như vậy, luôn cảm giác hắn lúc đó có chút bị động. Khò khè bản text tiếng lẩm bẩm, từ Bạch Tiền Bối cái kia truyền đến. Bạch Tiền Bối vẫn như cũ đề không nổi kinh. Tỉnh lại thất bại. Mà cùng một thời gian, Tống Thư Hàng huyền thánh giảng pháp thời gian kết thúc. Cái gì đều có thể bán đại lão trầm giọng nói, giảng pháp đã đến giờ, đại mộ khung mới dựng một nửa, làm sao bây giờ? Không có việc gì, chúng ta trực tiếp đem giảng pháp không gian mặt đất cũng cắt ra mang đi. Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói. Vô luận là cái nào Bạch Tiền Bối, đều có một tay tông sư cấp phá mặt đất tay nghề. Lúc trước hiện thế Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng tại cái nào đó bí cảnh mạo hiểm lúc,
gặp được một chỗ thú vị bí cảnh cạm bẫy tử vong xâm lâm, Bạch tiền bối nhất thời hưng khởi, liền đem cái kia tử vong xâm lâm cắt chém thành khối, tính cả mặt đất cùng một chỗ rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong. Hiện tại cái kia tử vong xâm lâm còn tại tươi tốt trưởng thành, cái này tử vong xâm lâm bây giờ là Tống Thư Hàng dùng để soát quần thể tiểu quái tuyệt chiêu. Sau đó là Bạch tiền bối, hắn tại một lần nào đó đi dạo lúc, đột nhiên phát hiện một tòa béo cầu sắt thép hang ổ, càng xảo chính là béo cầu lại còn không ở nhà. Thế là, lấy không cái béo cầu hang ổ, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị lột chọc lỗ mì. Bây giờ, Bạch tiền bối phân thân cũng không ngoại lệ. Tại chư thiên vạn giới người tu luyện ánh mắt khiếp sợ bên trong, Bạch Thánh thi triển một môn kiếm thuật thần thông, mấy trăm đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, kiếm quang xuống đất 3 mét, trực tiếp tại huyền thánh giảng pháp không gian bên trong cắt ra một khối to lớn khối đất. Cái này to lớn khối đất bên trong, có Bạch tiền bối phân thân cùng cái gì đều có thể bán đại lão hợp tác cổ đảo đại mộ giàn khung. Có thấu thị thần thông người tu luyện còn có thể nhìn thấy cái này đại mộ giàn khung bên trong chôn lấy chuôi phi kiếm quan tài bá tống đại lão hiện tại liền được chôn cất tại cái này phi kiếm trong quan tài. Vậy mà thật bị đào ra khối đất, cái gì đều có thể bán đại lão mặc dù mặt ngoài một mặt bình tĩnh biểu lộ, nhưng hắn nội tâm đã chấn kinh đến nói không ra lời. Huyền thánh giảng pháp không gian là một cái thiên hướng về hư ảo thế giới, nó bên trong hết thảy sự vật đều là từ lúc mới đầu thiên đạo pháp tác định ra. Nói cách khác nó chỉnh thể đều là từ pháp tắc cấu thành. Mà Bạch Thánh vậy mà trực tiếp đem cái này pháp tắc đều cắt ra, thậm chí còn đưa nó cắt ra khối đất bộ dáng. Bạch Thánh quả thực là yêu nghiệt a. Thế là, cái gì đều có thể bán đại lão âm thầm lại cho Bạch Thánh chí tôn VIP đằng sau tăng thêm 2 ngôi sao, biến thành cửu tinh chí tôn VIP hộ khách. Chư thiên vạn giới người tu luyện đồng dạng chấn động vô cùng. Huyền thánh giảng pháp thế giới vậy mà đều có thể bị đào ra hố to. Bạch Thánh uy vũ, cái này hố vừa sâu vừa lớn, hạ cái giảng pháp huyền thánh nhất định phải cẩn thận, không cần tuột trong hố đi mới được. Trẻ tuổi có người tu luyện lên tiếng nói. Tại hắn bên cạnh, có tư lịch tu sĩ mỉm cười, an ủi, không cần lo lắng, huyền thánh giảng pháp không gian không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi nhìn, huyền thánh giảng pháp không gian ngay tại khép lại. Cùng loại này đặc thù không gian thế giới, khẳng định có được tự lành năng lực. Dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan huyền thánh tại giảng pháp thời điểm, có thể hay không nhất thời hưng khởi hiện trường cho mọi người biểu diễn một đoạn lớn uy lực pháp thuật. Nói thật, bá tống đại lão mỗi lần giảng pháp mặc dù tao thao tác không ngừng, nhưng ít ra đang giảng pháp thời điểm hắn không có hủy hoại qua giảng pháp thế giới. Nhưng hắn đã từng đánh nổ qua độ kiếp không gian, tu sĩ trẻ tuổi nói bổ sung. Vô luận như thế nào, bá tống đại lão cái này lần thứ 7 giảng pháp cũng coi là viên mãn kết thúc. Hiện tại xem ra, cái này lần thứ 7 giảng pháp, bá tống đại lão thật đúng là không có chuẩn bị. Mặc dù không có giảng pháp bản thảo, nhưng cái này lần thứ 7 giảng pháp vẫn như cũ khiến người kinh hỉ. Ta cho bá tống tiền bối khen ngợi, hy vọng lần sau bá tống đại lão giảng pháp thời điểm, có thể lại tiến hành một lần tại tuyến thu về giao dịch. Có người cầu nguyện nói. Đỉnh đầu, huyền thánh giảng pháp không gian bắt đầu dần dần tiêu tán. Mà chư thiên vạn giới người tu luyện. Theo thói quen cho bá tống đại lão ngũ tinh khen ngợi. Dù sao bá tống đại lão trong thời gian ngắn giảng pháp 7 lần, tất cả mọi người rất quen thuộc. Nằm đang phi kiếm quan tài bên trong Tống Thư Hàng, lại tiếp thu được một sóng lớn công đức chi lực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía công đức xà mỹ nhân, dặn dò, công đức tiên tử, lần này giảng pháp thật sự là chúng ta đúng nghĩa cuối cùng một đợt công đức, lúc này hợp ngươi có thể tuyệt đối đừng lại làm yêu, hảo hảo tiến hóa. Công đức xà mỹ nhân đối Tống Thư Hàng nở nụ cười xinh đẹp, bóp đoạn lời kịch phát hình ra, ta kiếp này sống không hối hận. Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân đây là muốn triệt để từ bỏ trị liệu, không có ý định tiến hóa rồi. Mà thôi, nàng vui vẻ là được rồi. Trong lúc đang suy tư, công đức xà mỹ nhân phụ thể ở trên người hắn, hai tay bày ra vẫy gọi động tác. Cái này lần thứ 7 giảng pháp công đức chi lực. Không ngừng hướng công đức xà mỹ nhân hội tụ, hóa thành thuần năng lượng chi lực, không ngừng tại Tống Thư Hàng trước mặt áp xúc. Làm gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trường sinh trụ hệ liệt. Hà chỉ trụ, công đức xà mỹ nhân phát ra da đen vũ nhu tử thanh âm. Lúc trước Tống Thư Hàng ngưng tụ hà chỉ trụ lúc, nàng cùng tạo hóa tiên tử đều không tại bên cạnh, kết quả hà chỉ trụ đản sinh lời kịch bị da đen vũ nhu tử cho đoạt. Hiện tại. Công đức xà mỹ nhân tìm tới cơ hội,
quả thực là muốn đem lời kịch này cho niệm một lần. Đây là tiên tử sau cùng quật cường. Tiên tử có ý tứ là để ta đem lần này công đức chi lực hóa thành bá thần trụ. Tống Thư Hàng rất nhanh minh bạch công đức xà mỹ nhân ý tứ. Trên lý luận đến nói, công đức chi lực cũng là thuần năng lượng thể, là ngưng tụ bá thần trụ tài liệu tốt. Lúc trước Tống Thư Hàng còn muốn lấy dùng công đức xà mỹ nhân hoặc bạch long tỷ tỷ thử một lần bá thần trụ, bất quá không có gặp gỡ thích hợp cơ hội tốt. Kết quả không nghĩ tới, chính công đức xà mỹ nhân đưa tới cửa, cái kia Tống Thư Hàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu. Chúng ta trước đem phi kiếm nắp quan tài tử mở ra, nếu không một hồi ngưng tụ bá thần trụ sẽ đem cái này phi kiếm quan tài phá hư. Tống Thư Hàng nói. Công đức xà mỹ nhân lắc đầu, sau đó nàng đưa tay tìm tòi, công đức chi lực tựa như linh thể đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu qua phi kiếm quan tài, thẩm thấu đến quan tài bên ngoài dựa vào công đức chi lực tính chất đặc thù, coi như bị ngưng tụ thành bá thần trụ cũng không cần lo lắng sẽ phá hư quan tài cùng đại mộ giàn khung. Vậy ta liền không khách khí. Tống Thư Hàng hai tay kết động pháp ấn, nhắm ngay công đức xà mỹ nhân trong tay ngưng tụ lần thứ 7 giảng pháp công đức. Trước mắt Tống Thư Hàng đặc thù số 2 hình bá thần trụ đã có trường sinh trụ, hà chỉ trụ cùng côn vương trụ cùng dùng chung kiếp. Cửu U chúa tể Tống U U vì nguyên vật liệu biến thành thiên kiếp trụ, thái cổ trụ đây là tạm định danh, cái này trụ thiên kiếp trụ còn có tiến hóa chỗ trống, tương lai có thể sẽ đổi tên là bá tống trụ, thư hàng trụ, cẩu đản trụ các loại danh tự. Hiện tại, cây thứ 2 hình bá thần trụ sắp thành hình. Căn này bá tống trụ muốn phân loại thành công đức trụ cái series này, sau đó tên của nó muốn kêu cái gì mới tốt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tại Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ vận chuyển thời khắc, lần thứ 7 giảng pháp công đức chi lực, đã toàn bộ bị hội tụ, hóa thành bá thần trụ cán. Nhưng căn này công đức trụ tựa hồ còn kém chút vận vị, luôn cảm giác còn thiếu một chút cái gì. Đây là cây không có linh hồn bá thần trụ. Tống Thư Hàng rất nhanh suy đoán ra nguyên nhân. Hà chỉ trụ cùng côn vương trụ cũng không cần nói, thông qua tên của bọn nó liền biết bọn chúng là có linh hồn. Thái cổ trụ cũng giống vậy, là dùng chung kiếp. Tống U U kiếp tế thiên, chuyển hóa mà thành. Căn này công đức trụ lại thiếu khuyết như thế một cái linh hồn nhân vật. Tống Thư Hàng bản năng nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Tống Thư Hàng thề, chính mình cái nhìn này nhìn lại thật không có ý gì khác. Hắn chính là đột nhiên nghĩ đến căn này mới bá thần trụ chi công đức trụ là không có linh hồn, sau đó hắn não mạch kín bản năng nhảy một cái, liền nhớ lại công đức xà mỹ nhân, cho nên nhìn nàng một chút. Nhưng hắn thật không có muốn đem công đức xà mỹ nhân hiến tế, dùng để vì căn này công đức trụ đúc hồn suy nghĩ. À, chờ chút, ý niệm này tựa hồ rất không tệ à. Công đức xà mỹ nhân tồn tại phi thường đặc thù, chỉ cần ta bất diệt, nàng liền sẽ không diệt. Cho nên, lặng lẽ đưa nàng hiến tế tựa hồ cũng là cái không tệ biện pháp tốt. Tống Thư Hàng trong đầu ý nghĩ này hiển hiện về sau, liền vung đi không được. Thân là một cái hợp cách cửu u chúa tể. Dù là chỉ là đại lý, mỗi qua 3 giây Tống Thư Hàng não hải liền sẽ hiển hiện một cái thuần túy tà ác suy nghĩ, tức thời tâm tính sẽ còn bành trướng một chút. U ám phi kiếm không gian bên trong, bá tống mắt phải vẫn còn nhìn thẳng bất hủ pháp tắc sụp đổ trùng sinh, mắt trái thánh nhân chi nhãn thì bắt đầu phát ra sâu kín hồng quang. Công đức xà mỹ nhân. Thân là cùng Tống Thư Hàng một thể tồn tại, tại nàng cùng Tống Thư Hàng độ cao đồng bộ, tiến vào nhân công hợp nhất trạng thái lúc. Nàng có thể mơ hồ cảm ứng được Tống Thư Hàng một ít suy nghĩ. Tỷ như hiện tại, nàng liền mơ hồ cảm ứng được Tống Thư Hàng muốn cầm nàng tế thiên suy nghĩ có thể sinh ra dạng này suy nghĩ bá tống, không hổ là cửu u chúa tể. Dù sao nàng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói có thể là bá tống công đức, cũng chính là bá tống. Cầm nàng tế thiên, chẳng khác nào là cầm chính Tống Thư Hàng tế thiên. Tàn nhẫn đối với mình người, mới là thật ngoan nhân. Mặt khác, nói thật công đức xà mỹ nhân đối với mình mỹ mạo vẫn có chút lòng tin, nàng nhưng mà năm đó viễn cổ thiên đình chi hoa. Mà lại nàng sẽ giả chết, có thể đoạt lời kịch, sẽ còn kim kê độc lập cộng bạch hạc lưỡng xí. Nàng đáng yêu như thế, bá tống sọ não tử bên trong lại còn sẽ hiển hiện đưa nàng tế thiên đúc trụ suy nghĩ, quả thực không khi nữ nãi tử. Nghĩ tới đây, công đức xà mỹ nhân cảm giác chính mình nhất định phải hung hăng quất Tống Thư Hàng một cái đuôi, sau đó nghiêm túc hướng hắn kháng nghị. Khuyên bảo hắn không nên tùy tiện tổn thương công đức chi lực. Nếu không, hắn sẽ mất đi đáng yêu công đức tiên tử. Đang lúc công đức xà mỹ nhân chuẩn bị đưa ra kháng nghị lúc,
trước mắt Tống Thư Hàng lại đột nhiên chính mình bình tĩnh lại, không đúng, trước tỉnh táo lại. Không thể xúc động, hôm nay vừa mới chết một lần, nhất định phải cẩn thận, không thể lần nữa một lần. Như thế nhắc nhở chính mình thời điểm, Tống Thư Hàng liền thật bình tĩnh lại, cũng may mà hiện tại hắn ở vào bất hủ pháp tắc cọ rửa trạng thái, tư duy có trì hoãn. Bộ phận này tư duy trì hoãn thời gian, có thể để Tống Thư Hàng có càng nhiều thời gian để cho mình tỉnh táo xuống tới. Không nhất định phải dùng công đức tiên tử, ta công đức chi lực cụ hiện ra lại không chỉ là công đức tiên tử, còn có công đức phỉ kình cùng công đức lôi kiếp thụ. Lôi kiếp thụ trước mắt đến xem còn không đạt được hồn tiêu chuẩn. Bất quá công đức phỉ kình vẫn là có thể dùng một lát. Tống Thư Hàng tỉnh táo phân tích nói. Công đức xà mỹ nhân. Kia là nàng đáng yêu nhất còn có thể ăn tọa kỵ, nàng thật vất vả mới tạo ra. Cứ làm như thế đi, căn này công đức trụ danh tự cũng có thể xác định. Phì kình trụ, Tống Thư Hàng mỉm cười, hạ quyết tâm. Công đức trụ chi phì kình trụ, nghe sáng sủa trôi chảy, cùng trường sinh trụ bên trong côn vương trụ rất khép thành đôi. Sau đó, Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động, đem công đức phì kình triệu hoán đi ra. Cứ như vậy, công đức phì kình cộng công đức xà mỹ nhân cộng Tống Thư Hàng, chen tại chật hẹp quan tài bên trong. Công đức phì kình mắt nhỏ chớp, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Đi thôi, công đức phì kình. Căn này công đức trụ đem mang lên danh hiệu của ngươi, nó sẽ thành ta công đức trụ thứ nhất trụ, phì kình trụ. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói. Công đức phì kình phát ra kích động tiếng kêu, mập mạp thân thể dùng sức nhảy lên, thi triển ra thủy tiên dược nhảy hướng cây kia ngay tại ngưng tụ bá thần trụ chi công đức trụ. Mắt thấy công đức phì kình sắp đụng vào bá thần trụ lúc, một đầu cái đuôi đột nhiên thoát ra, như là roi đồng dạng đem công đức phì kình quất trở về. Mập mạp công đức phì kình đụng trở lại Tống Thư Hàng trên thân, biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, công đức xà mỹ nhân đột nhiên cái đuôi như bắn lò xo đồng dạng cuốn lên, dùng sức bắn ra, chủ động nhảy tới bá thần trụ hình thức ban đầu bên trên, nàng cái kia thon dài cái đuôi cuốn tại cán bên trên, đem chính mình treo ở công đức trụ bên trên. Tống Thư Hàng kêu lên, công đức tiên tử, ngươi làm gì a? Công đức xà mỹ nhân đưa tay vỗ vỗ công đức trụ, vừa chỉ chính mình. Phát ra Tống Thư Hàng thanh âm, tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Câu này lời kịch, là lúc trước Tống Thư Hàng tại Hắc Long Thế Giới, độ 4 tiến 5 thiên kiếp lúc phóng khoáng phát biểu. Chẳng biết lúc nào bị công đức xà mỹ nhân ghi lại ở lời kịch kho. Đừng làm rộn, mau xuống đây, Tống Thư Hàng kêu. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, ngẹo đầu, thân thể mềm mềm treo ở công đức trụ bên trên nàng cảm giác chính mình hẳn là bị Tống Thư Hàng lây nhiễm một loại thần bí bệnh. Ngay tại vừa rồi, tại công đức phì kình sắp đầu nhập công đức trụ, lấy thân tế trụ nháy mắt, trong lòng nàng đột nhiên cảm giác việc này có chút chơi vui. Thế là, nàng tát bay công đức phì kình, cưỡng chiếm lấy thân tế trụ danh ngạch. Vậy ngươi cũng không nên hối hận a, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Công đức xà mỹ nhân như là phế xà đồng dạng treo ở trên cây cột, không nhúc nhích. Bá thần trụ, lên, Tống Thư Hàng lần nữa toàn lực kích hoạt bá thần trụ số 2 bí pháp. Công đức trụ quang huy đem công đức xà mỹ nhân bao khỏa. Công đức xà mỹ nhân thân thể dung nhập vào công đức trụ bên trong, hóa thành công đức trụ bên trên tinh xảo phù điêu. Nguyên bản chỉ có hơn 20 mét dáng dấp công đức trụ nhanh chóng trưởng thành, trong nháy mắt sinh trưởng đến 37 mét cao trình độ, cơ hồ bắt kịp côn vương trụ. Mà lại căn này công đức trụ là có thể thành dài hình, nó cùng Tống Thư Hàng công đức chi lực chặt chẽ tương liên. Tương lai chỉ cần Tống Thư Hàng công đức chi lực không ngừng tăng cường, căn này công đức trụ cũng sẽ đạt được công đức chi lực phản hồi, tiến một bước cường hóa. Oanh! 37 mét cao công đức trụ thấu quan tài mà ra, xuyên thấu bạch tiền bối phân thân chỗ dựng đại mộ giàn khung, cường thế chui ra huyền thánh giảng pháp không gian khối đất, cao cao dựng đứng tại đại mộ trung ương. Bạch tiền bối phân thân. Thư Hàng tại quan tài bên trong còn muốn gây sự. Cùng một thời gian. Thật vất vả cúi đầu xuống, để kính đã lâu cổ hóa giải một chút mỏi mệt chư thiên vạn giới những người tu luyện, đột nhiên lần nữa lòng có cảm giác. Lại có huyền thánh chứng đạo giảng pháp, vẫn là bá Tống tiền bối hôm nay lại một lần hiển thánh. Ý nghĩ như vậy xuất hiện tại tất cả người tu luyện trong lòng. Bất quá, khi mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hư không thời điểm, lại chỉ thấy có một cái hình tượng chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tựa hồ là một cây phóng lên tận trời kim sắc cây cột. Trụ trên ngọn, công đức xà mỹ nhân hai tay chống cằm, mắt như nước mùa xuân,
khóe mắt nốt ruồi vì nàng tăng thêm một điểm vũ mị. Thân thể của nàng cuốn tại trên cây cột, trở thành cán bên trên phù điêu. Bá Tống đại lão công đức nữ đế. Chẳng lẽ lần này ngay cả bá Tống tiền bối trên người vật trang sức, công đức nữ đế tiên tử cũng phải chứng đạo giảng pháp. Chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng nổi lên trận trận nghi hoặc. Bất quá đám người lại ngẩng đầu nhìn một lát sau, trong tưởng tượng công đức nữ đế giảng pháp tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, vừa rồi kim trụ cũng chỉ là chợt lóe lên hình tượng, không tiếp tục xuất hiện. Chư thiên vạn giới người tu luyện không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, có chút ẩn thế đại lão, lại nhíu mày, trong lòng bọn họ có loại dự cảm không tốt. Bá Tống lần thứ 5 giảng pháp lúc, thừa dịp thiên đạo sụp đổ thời điểm, tựa hồ tiếp xúc đến thuộc về thiên đạo huyền thánh giảng pháp pháp tắc. Mà lần này, bá Tống cùng Bạch Thánh lại trực tiếp đem huyền thánh giảng pháp không gian cho cắt đi một khối. Bá Tống huyền thánh cộng huyền thánh giảng pháp pháp tắc cộng huyền thánh giảng pháp không gian khối đất bằng. Đây là nói đáng sợ toán cộng đề. Thư hàng, người cái này cây cột là cái gì? Bạch tiền bối phân thân nhìn qua từ đại mộ khung bên trong thoát ra công đức trụ, lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối, đây là ta công đức trụ xà tiên trụ. Hắn là dùng ta công đức tiên tử vì nguyên vật liệu, đúc thành bá thần trụ, là có thể thành kiên nhẫn chính năng lượng hóa ma thần trụ. Tống Thư Hàng thanh âm từ đại mộ khung bên trong truyền ra. Lúc đầu nếu là dung nhập công đức phì kinh lời nói, dạng này công đức trụ có thể gọi phì kinh trụ, cùng trường sinh trụ. Côn vương trụ phối đôi. Nhưng bây giờ công đức xà mỹ nhân chủ động dung nhập vào căn này công đức trụ bên trong. Vậy cái này căn trụ tên khẳng định cần phải sửa lại một chút. Theo trước đó mấy cây bá thần trụ lấy tên sáo lộ, căn này công đức trụ phải gọi lời hứa cùng chờ đợi tiên tử trụ hoặc công đức xà mỹ nhân tiên tử trụ, nhưng mấy cái này danh tự đều quá dài, sở dĩ Tống Thư Hàng cảm giác đem hắn đơn giản hóa vì xà tiên trụ, tốt bảo trì bá thần trụ danh tự đội hình. Bạch tiền bối phân thân. Dùng bản thân công đức tiên tử đúc trụ, Thư Hàng tiểu hữu đầu vẫn như cũ là như vậy thiết. Bạch Thánh đạo hữu, bá Tống đại mộ còn phải lại che xuống sao? Huyền Thánh giảng pháp đều kết thúc, chúng ta đã không có cách nào tiếp tục hiện trường thu đóng đại mộ vật liệu. Cái gì đều có thể bán đại lão vẫn chưa thỏa mãn, tiếc nuối nói. Tại vì bá Tống đóng mộ thời điểm, cái gì đều có thể bán đại lão từ đó thu được dùng tiền đều không thể mua được khoái hoạt, đặc biệt là Bạch Thánh đem bá Tống chứa vào đến quan tài bên trong, táng nhập đại mộ trong nháy mắt. Cái gì đều có thể bán đại lão nội tâm vui vẻ giá trị đạt đến điểm cao nhất. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng có thể phối hợp Bạch Thánh, đem cái này đại mộ cho đóng xong, sau đó đem mộ huyệt cho phong kín, đem vách quan tài đóng bẹp. Chí ít phong cái 80-100 năm cất bước, để bá Tống an tĩnh ở bên trong đừng ra tới. Mặt khác tại tuyến về hàng giao dịch hình thức, là một loại hoàn toàn mới giao dịch thủ pháp, cũng làm cái gì đều có thể bán đại lão si mê. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không làm một cái không sai biệt lắm giao dịch thủ pháp đi ra. Bạch tiền bối phân thân gật đầu nói, đương nhiên muốn tiếp tục đóng, bản thể của ta cái kia còn cất giữ lấy không ít đóng đại mộ vật liệu, mà lại cái gì đều có thể bán đạo hữu ngươi nơi đó hẳn là cũng có rất nhiều vật liệu bán ra đi, đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp từ trong tay ngươi cầm hàng. Linh thạch phương diện không cần lo lắng. Bản thể hắn không thiếu tiền. Mà lại... Bản thể tại tiến hành tạo thần kế hoạch bên trong, cần dùng đến Thư Hàng tiểu hữu cho đại mộ bản vẽ, tạo một ngôi mộ lớn. Vậy thì thật là tốt, đừng lãng phí, trực tiếp đem Thư Hàng tiểu hữu đại mộ khung cấy ghép đi qua. Cái gì đều có thể bán đại lão nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười chân thành, tất cả bá Tống mộ phải dùng bên trên vật liệu, ta cho Bạch đạo hữu bớt 20%. Giảm còn 80% may mắn, ta thích, Bạch tiền bối phân thân cười nói. Bạch tiền bối, cái gì đều có thể bán tiền bối, không có ý tứ, ta muốn đánh gãy các ngươi một chút. Ta phát hiện đại mộ dưới đáy khối đất tựa hồ đang tại biến mất. Các ngươi trò chuyện tiếp đi xuống, phía dưới khối đất liền muốn không có. Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm từ trong mộ lớn vang lên. Thông qua công đức trụ, xà tiên trụ, Tống Thư Hàng thần thức phá vỡ hạn chế, nhìn đến đại mộ dưới đáy khối kia từ huyền thánh giảng pháp không gian bên trong cắt ra khối đất, đang tại không ngừng tiêu tán. Bạch tiền bối phân thân cúi đầu nhìn xuống dưới, nhíu mày, hao tổn tâm trí, quả nhiên thô bạo trực tiếp đem huyền thánh giảng pháp khối đất cắt ra đến, đưa đến ngoại giới, cũng sẽ bởi vì mất đi huyền thánh giảng pháp pháp tắc ủng hộ, bắt đầu hòa tan. Cái gì đều có thể bán đạo hữu, người nơi đó có hay không bảo bối,
có thể ổn định cái này huyền thánh giảng pháp không gian khối đất. Cái gì đều có thể bán. Đại lão lắc đầu, muốn ổn định cái này giảng pháp không gian khối đất, dính đến thiên đạo quyền hạn. Chỉ sợ chỉ có thiên đạo hoặc là cửu u chúa tể có thể thử nghiệm đem cái này giảng pháp không gian khối đất ổn định lại. Cửu u chúa tể sao? Thư Hàng, người đi thử một chút. Bạch Tiền Bối phân thân kêu. Tống Thư Hàng đáp, Bạch Tiền Bối đừng nóng vội, chúng ta trước quay về cửu u thế giới, sau đó ta nếm thử nữa kích hoạt cửu u chúa tể quyền hạn, nhìn xem có thể hay không đem hắn cho cố định xuống. Cái gì đều có thể bán. Đại lão. Bá Tống thao tác cửu u chúa tể quyền hạn, đây quả thực là đem quyền hạn lớn nhất giao cho một cái nhất không nên được đến nhân thủ bên trong. Mà lại, cái gì đều có thể bán. Đại lão gần nhất đối cửu u thế giới có chút mẫn cảm, không quá muốn đi cửu u thế giới. Trong lúc đang suy tư, hoa một tiếng, không gian đổi thành. Cả cái Tống Thư Hàng đại mộ khung cùng giảng pháp không gian khối đất, đều tiến vào cửu u thế giới. Thừa dịp dịch chuyển không gian điểm ấy thời gian, Tống Thư Hàng nhanh chóng cho Bạch Tiền Bối bản thể trở về cái tin. Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối lần này ngủ tương đối chết, ta dùng cự ly xa kêu gọi phương thức, không cách nào triệt để tỉnh lại hắn. Bất quá ngươi đừng vội, ta đã kết thúc huyền thánh giảng pháp, về tới cửu u thế giới. Một hồi ta liền đi béo cầu đại lão sắt thép xào huyệt bên trong, dùng tay tỉnh lại Bạch Tiền Bối đi. Ân, tỉnh lại cửu u bạch lúc, chú ý đừng quá nóng. Bạch Tiền Bối lần nữa tinh tế tỉ mỉ dặn dò. Yên tâm đi, Bạch Tiền Bối. Hôm nay ta đã chết qua một lần, đặc biệt có bức số. Vừa rồi huyền thánh giảng pháp lúc, ta đều khống chế lại bản thân, không có bị phát xạ đến trên trời bạo thành yên hoa. Tống Thư Hàng cười trả lời. Bạch Tiền Bối ôn nhu khích lệ nói, tiếp tục bảo trì loại trạng thái này, tỉnh lại cửu u bạch sau hồi phục ta. Nhưng mau chóng, ta bên này nghiên cứu xong bất hủ giả chi mộ bản vẽ về sau, liền muốn tiến vào cuối cùng khâu. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng trả lời. Vừa về tới cửu u thế giới về sau, là hắn có thể cảm ứng được cửu u thế giới lực lượng thân mật hướng hắn nũng nịu. Mặt khác, hắn còn có thể cảm ứng được ma hải thế giới bên trong, Tống U U cộng bia đá đạo hữu như trước đang trấn áp vô cực ma tông thành viên. Hiện tại, cái này ma hải thế giới đã là hắn bá tống, vô cực ma tông kế hoạch đã viên mãn thành công, đây là đáng giá ăn mừng sự. Phía trước có người, lúc này, cái gì đều có thể bán. Đại lão trầm giọng nói. Tống Thư Hàng thần thức hướng về phía trước quét tới, sau đó liền cảm ứng được hai vị người quen. Một bên là chân hệ kim linh, chân trần đạp ở một cái mai rùa bên trên thiếu nữ sở các chủ. Một bên khác là suy yếu trạng thái vô cực ma tông tông chủ, ma đế. Ngạc, ma đế, ngạc ba phút chân nam nhân hình thức đã không có, thể nội còn thừa nhận ma hải lực lượng phản phệ. Cái trạng thái này hắn, căn bản không phải sở các chủ đối thủ. Bất quá sở các chủ cũng không có muốn giết hắn ý tứ, chỉ là giống trông giữ vật phẩm một dạng, trông giữ lấy ma đế. Ngạc, ép buộc đối phương ngốc tại chỗ, không cho hắn đào tẩu. Ma đế, ngạc xa xa liền nhìn thấy cái kia đại mộ khung giáng lâm, sắc mặt một trận khó coi hắn biết, bá tống trở về. Sở các chủ tiên tử, lần này cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Tống Thư Hàng thanh âm từ đại mộ bên trong truyền ra. May mắn mà có sở các chủ xuất thủ. Đem ma đế. Ngạc từ ma hải thế giới bên trong đẩy ra, tránh cho hắn đảo loạn Tống Thư Hàng thiên kiếp. Sở các chủ quay người, đột nhiên đối Tống Thư Hàng làm cái mặt quỷ. Sau đó, nàng mở ra cánh cửa không gian, một bước bước vào trong đó. Sau lưng, Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, sở các chủ tiên tử. Cho dù là bất hủ giả, muốn phục sinh bích thủy các thành viên, chỉ sợ đều rất khó khăn. Vậy ta liền biến so bất hủ còn muốn lợi hại hơn. Sở các chủ chỉ Tống Thư Hàng, nói, lần này, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Ta muốn chứng đạo. Dứt lời, sở các chủ chui vào đến cánh cửa không gian bên trong, dùng sức đem không gian thông đạo đóng lại. Ta không nhất định chứng thiên đạo A, mà lại ta đang nghiên cứu mới đầu đề, muốn cùng sở các chủ tiên tử hảo hảo thảo luận một chút. Tống Thư Hàng kêu lên. Thiên đạo Bạch đã từng nói hai cái khác biệt cá thể chứng đạo phương án, Tống Thư Hàng đang nhìn đến sở các chủ thời điểm, liền lập tức nhớ tới nàng và sở các chủ bản thể. Cùng phổ thông phân thân khác biệt, tại Tống Thư Hàng nhúng tay bên dưới, sở các chủ cùng sở các chủ đã hoàn toàn chia cắt, trở thành hai cái cá thể. Có lẽ các nàng có thể thỏa mãn hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo điều kiện. Đáng tiếc, sở các chủ đã đóng cửa chạy,
không có nghe được Tống Thư Hàng một câu cuối cùng tiếng kêu gọi. Bá Tống, ngươi không chuẩn bị chứng đạo, cái gì đều có thể bán. Đại lão hơi kinh ngạc nhìn về phía Tống Thư Hàng, vị trí dù sao Tống Thư Hàng thế nhưng là đương đại chứng đạo tiếng hô cao nhất cái kia. Người khác không rõ ràng lai lịch của ta, nhưng cái gì đều có thể bán, tiền bối ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng. Đừng nhìn ta bên ngoài phong quang, nhưng ta kỳ thật chỉ là cái bát phẩm huyền thánh, căn bản không giấy chứng nhận tư cách nói. Tống Thư Hàng trả lời. Cái gì đều có thể bán, đại lão cười lạnh nói, lời này ngươi 4 tháng trước nói với ta lời nói, ta sẽ còn tin ngươi mấy phần. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tống Thư Hàng lôi kéo một đám người thành đoàn độ kiếp, khi đó Tống Thư Hàng vẫn chỉ là cái 3 tấn 4 tiểu manh tân. Nếu như khi đó Tống Thư Hàng đọc lên câu này lời kịch, hắn sẽ còn tin Tống Thư Hàng 3 phần. Thư Hàng, thành đoàn là cái thói quen tốt, người muốn đem hắn duy trì. Bạch tiền bối phân thân nói, không chỉ có bát phẩm thiên kiếp ngươi có thể thành đoàn, cửu phẩm cũng thế, đạp trường sinh cũng đừng gãy mất thói quen này. Sau đó, một bước cuối cùng nói không chừng liền có thể nước chảy thành sông. Cửu phẩm chúng ta đã tại thành đoàn, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Bạch tiền bối phân thân nói, cũng đúng, hiện tại ta bản thể bán thân còn cùng phân thân của ngươi tại cái kia độ cửu phẩm thiên kiếp tới. Cái gì đều có thể bán, đại lão. Lúc này, đối diện, xa xa ma đế, ngạc trầm mặc nửa ngày, suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ chạy trốn, hắn nhận ra cái gì đều có thể bán, đại lão. Vị này chính là uy tín lâu năm trường sinh giả, mà lại là trường sinh giả bên trong am hiểu nhất không gian thủ đoạn mấy vị. Đối mặt cái gì đều có thể bán, đại lão, hiện tại hư nhược hắn, căn bản không có khả năng chạy trốn. Bá Tống, ngươi là từ lúc nào thiết hạ nhằm vào ta Vô Cực Ma Tông đại kế hoạch cục? Ma đế, ngạc hỏi. Kỳ thật, ta là tại 5-6 ngày trước mới biết được các ngươi Vô Cực Ma Tông có như thế cái đại kế hoạch, sau đó ta tự cùng bạch tiền bối thương lượng một chút, lại tại cầu đản cha tiền bối duy trì dưới, đem Vô Cực Ma Tông cho an bài. Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Ma đế, ngạc nạn chịu đến nói không ra lời, bá Tống hồi phục phi thường hoang đường, nhưng lại vô cùng chân thực. Dù sao lúc này, bá Tống căn bản không có muốn gạt hắn tất yếu. Kỳ thật ta là lừa ngươi đát các ngươi Vô Cực Ma Tông đại kế hoạch ta đã sớm biết, đồng thời một mực âm thầm kế hoạch đối phó các ngươi, hoa mấy năm mới bày xuống như thế một vòng chụp một vòng cái bẫy. Tống Thư Hàng đột nhiên sửa lời nói, thân là cửu u chúa tể, hắn cũng không thể như vậy thành thật. Tỉnh, Thư Hàng tiểu hữu, 1 năm trước ngươi vẫn chỉ là người bình thường, nhập hí đừng quá sâu. Bạch tiền bối phân thân nhắc nhở. Được làm vua thua làm giặc. Ta thua rồi liền không lời nào để nói. Bá Tống, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Ma đế, ngạc chằm chằm vào Tống Thư Hàng đại mộ. Bên cạnh, cái gì đều có thể bán, đại lão đột nhiên nghi ngờ nói, a, à, ngươi không chuẩn bị chạy sao? Ngươi muốn chạy, bá Tống cũng ngăn không được ngươi đi. Ma đế ngạc mặc dù suy yếu bản thân bị trọng thương, nhưng xem ra hắn hẳn là còn có thể phát huy ra bát cửu phẩm thực lực, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không được. Ma đế, ngạc nhìn về phía cái gì đều có thể bán, đại lão. Ngươi không phải là nhìn ta ở đây, sở dĩ cho là mình chạy không được. Yên tâm đi, ta chỉ là cùng Bạch Thánh đạo hữu có khoản giao dịch muốn làm, việc này ta không lẫn vào. Cái gì đều có thể bán, đại lão vui a nói. Ma đế, ngạc con mắt lập tức sáng lên, phảng phất thấy được hy vọng. Cái gì đều có thể bán, tiền bối, ngài lúc này còn gây sự làm gì? Chúng ta thời gian gấp gáp lắm. Không thời gian thật lãng phí. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên. Bá Tống, nếu như ta không đoán sai, người giống như ta, 3 phút hiệu quả đã qua. Ma đế, ngạc đang khi nói chuyện, thân hình đột nhiên hướng nơi xa bỏ chạy. Tất cả mọi người là 3 phút chân nam nhân, đã đại gia hiện tại cũng không có 3 phút hiệu quả, vậy hắn thật là có cơ hội chạy trốn. Chỉ muốn bỏ chạy, liền cuối cùng cũng có cơ hội ngóc đầu trở lại. Bất quá. Mặc dù ta không trộn lẫn tay, nhưng bên cạnh còn có Bạch Thánh tại a. Cái gì đều có thể bán, đại lão cười ha ha nói. Ma đế, ngạc cắn răng, nhịn xuống thể nội phản phệ, điên cuồng thôi động độn pháp hướng nơi xa bỏ chạy. Bạch tiền bối phân thân hỏi, muốn ta hỗ trợ sao? Lần này không cần Bạch tiền bối xuất thủ, nơi này chính là cửu u thế giới. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói, coi như ta bị đính tại trong quan tài. Ta cũng phải tại cái này đại mộ bên trong, dùng mục nát thanh âm hô lên, ta có thể đối bạo hắn.
Công đức xà mỹ nhân cái kia thanh âm dễ nghe không kịp chờ đợi vang lên. Bị hiến tế về sau, trên người Tống Thư Hàng trùng sinh nàng, còn chỉ ngưng tụ ra mới đầu, liền trước tiên đem Tống Thư Hàng lời kịch cho bóp, vô tình cướp đi Thư Hàng trang bức bên dưới nửa câu lời kịch. Đoạt xong lời kịch về sau, công đức xà mỹ nhân âm điệu lại nhất chuyển, hoán đổi thành Tống Thư Hàng thanh âm, tự ngôn tự đáp, ngẫu nhiên cũng cho ta nói một câu lời kịch a. Đi bá tống con đường, để bá tống không đường có thể đi. Quan tài bên trong bá tống há hốc mồm lại nói không ra lời nói, hắn chỉ có thể yên lặng phất phất bàn tay. Sau một khắc, tại ma đế, ngạc chạy vội thân ảnh bên cạnh, có mấy đạo tà ma vượt không mà hiện. Kim cương cốt long, đông u long vương, trình toàn. Sắt thép cự long, tây u long vương, trình cương. Con rết quái long, nam u long vương, trình đa. Cầu vồng xăm long, bắc u long vương, trình cầu vồng. Tứ long tà long hiện lên bốn góc phương hướng đem phi độn bên trong ma đế. Ngạc vây quanh. Sau đó, trong mắt tập hợp thể tà ma, mọc ra mắt hòn đảo tà ma, cùng thân sĩ sáu mắt tà ma đồng thời hiện thân. Khách nhân mời lưu lại, nghỉ ngơi nữa hai ngày ra sao. Thân sĩ sáu mắt tà ma duỗi ra thủ trưởng, điểm hướng ma đế. Ngạc. Còn lại sáu đại tà ma chí tôn theo sát xuất thủ, trấn áp ma đế. Cái này bảy tôn tà ma mặc dù bởi vì cửu u pháp tắc nguyên nhân, chỉ có thể ở vào cửu phẩm cảnh giới. Nhưng bọn hắn tất cả đều tiếp thụ qua cửu u chúa tể cải tạo, từ thái cổ tồn tại đến nay, chân chính chiến lực không kém gì phổ thông trường sinh giả. Mà lại bọn hắn mỗi một vị trên người đều có một hai loại cổ quái cửu u chúa tể giữ lưu thủ cấp, bảy ma liên thủ, vừa đối mặt trực tiếp đem hư nhược ma đế hạn chế. Mang theo hắn, chúng ta đi gặp bạch tiền bối cùng cầu đản cha. Nhìn xem có biện pháp nào không đem hắn triệt để phong ấn. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên. Ngày nay hắn đã tấn thăng bát phẩm cảnh giới, lại có thể lại cùng tam nhãn tiền bối mở ra một ván đánh cược. Lúc đầu hắn còn muốn lấy côn vương bảo tàng bên trong bảo vật, làm cùng tam nhãn tiền bối tiền đặt cược. Hiện tại, hắn có lựa chọn tốt hơn còn sống trường sinh giả, không có so đây càng tốt tiền đánh cược. Kỳ thật đem một tôn còn sống trường sinh giả trực tiếp cầm tới khi tiền đặt cược cùng tam nhãn tiền bối đánh cược, tại quản lý tài sản phương diện đến xem, cũng không phải là tối ưu lựa chọn. Trường sinh giả nhóm thường thường có được đại lượng riêng tư bảo tàng, nhưng bảo tàng này lấy ra giá trị, thường thường không thể so trường sinh giả bản thân thấp bao nhiêu đáng tiếc, cũng không phải là mỗi tôn trường sinh giả đều giống như côn vương, thể nhục tự mang thế giới không gian, đánh quái sau còn có thể rơi bảo. Còn nữa, Tống Thư Hàng lại chỉ là một tôn đại lý cửu u chúa tể, chỉ là cái ba phút chân nam nhân, tự thân phần cứng thực lực không quá cứng rắn, cho nên cũng không dám dùng lấy tiền đổi mệnh phương thức ép ma đế. Ngạc tài phú, miễn cho nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Vâng, bá Tống chúa tể, bảy tôn cửu phẩm tà ma cùng kêu lên trả lời, bọn chúng ngăn chặn ma đế. Ngạc, đi theo tại Tống Thư Hàng đại mộ phía sau. Hướng béo cầu đại lão di sản sắt thép xào huyệt vị trí bay đi bạch tiền bối cùng cầu đản cha đều ở nơi đó. Đang phi hành đồng thời, Tống Thư Hàng bắt đầu điều động cửu u chúa tể quyền hạn, bắt đầu thử nghiệm ổn định đại mộ tọa hạ huyền thánh giảng pháp khối đất, bảo trì nó ổn định. Cửu u chúa tể quyền hạn đối huyền thánh giảng pháp khối đất có hiệu quả sao? Bạch tiền bối phân thân ngồi xếp bằng tại trên mộ địa, nhẹ nhàng gõ gõ mộ địa, dò hỏi. Hữu hiệu. Sử dụng cửu u chúa tể lực lượng về sau, có thể cưỡng ép ổn định lại huyền thánh giảng pháp khối đất hiện trạng, để nó không còn tiêu tán. Nhưng là, ta nhất định phải toàn bộ hành trình duy trì kích hoạt cửu u chúa tể quyền hạn trạng thái, một khi ta thư giãn xuống tới, cái này huyền thánh giảng pháp khối đất liền lại sẽ bắt đầu tiêu tán. Tống Thư Hàng khổ não nói. Bạch tiền bối phân thân hơi suy nghĩ một chút sau nói, khả năng này cùng ngươi chỉ là cái đại lý chúa tể có quan hệ, ngươi trước kiên trì một chút. Chờ đến cửu u bạch nơi đó, lại từ hắn xuất thủ. Bên cạnh cái gì đều có thể bán đại lão tinh tế cảm ứng đến vậy sẽ huyền thánh giảng pháp khối đất bao quanh bao khỏa cửu u chúa tể chi lực, ngẩng đầu vọng thiên hắn đến bây giờ cũng vô pháp lý giải, cửu u chúa tể quyền hạn vì cái gì có thể chuyển cho người khác mượn. Tại cửu u thế giới, cửu u chúa tể chẳng lẽ liền có thể muốn làm gì thì làm. So có tiền còn càng thêm muốn làm gì thì làm. Hy vọng có thể đem bạch tiền bối tỉnh lại. Nếu không chỉ có thể xin giúp đỡ cầu đản cha, xem hắn có thể hay không giúp chúng ta một tay. Tống Thư Hàng thở dài. Dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại đem hạch tâm thế giới mở ra độ kiếp kết thúc,
trước đó bị hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới vật trang sức nhóm cùng Tô Thị A Thập Lục đều có thể tiếp ra. Sở các chủ Ngốc Mao, Tạo Hóa Tiên Tử, Da Đen Vũ Nhu Tử, Thông Nương, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối toàn bộ bị Tống Thư Hằng từ hạch tâm thế giới chuyển di ra, lại từng cái treo trở lại trên người mình. Da Đen Vũ Nhu Tử hiện thân về sau, liền bị Tống Thư Hằng sau lưng ngay tại trùng sinh công đức xà mỹ nhân công đức chi quang bỏng một chút, nàng vội vàng chui vào đến Tống Thư Hằng cái bóng bên trong, sau đó lên tiếng nói, chúc mừng Tống tiền bối chứng đạo huyền thánh, từ hôm nay trở đi, Tống tiền bối ngươi chính là chân chính bá Tống huyền thánh á. Đúng vậy a, rốt cục hàng thật giá thật bá Tống huyền thánh. Tống Thư Hằng cảm khái nói. Tạo Hóa Tiên Tử, Tống ngơ ngác. Ân, tạ ơn Tạo Hóa Tiên Tử chúc phúc. Tống Thư Hằng gật đầu nói, sau đó đem Tạo Hóa Tiên Tử trước nhét về thể nội. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm ho nhẹ một tiếng, thanh âm nói, mỗi người đều sẽ trưởng thành, chúc mừng ngươi, Thư Hằng. Ngươi rốt cục không còn là hàng lởm huyền thánh. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hàng thật giá thật hàng lởm đại lão. Chư thiên vạn giới người tu luyện, đều xác định ngươi trường sinh giả thân phận. Ngươi đã vượt qua hàng lởm kiếp tiên cảnh giới, trực tiếp một bước bước vào hàng lởm trường sinh giả hệ liệt. Tống Thư Hằng, kết quả là ta vẫn là không có lấy xuống hàng lởm cái này tiền tố, còn không có tiến hóa đến hàng trợ liệt biểu. Hắn nắm lên Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối chính là 30 liên phát dưỡng đao thuật, sau đó tại Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối một trận kiếm minh âm thanh bên trong, đưa nó ném cho sau lưng công đức xà mỹ nhân. Tiên tử lúc này vừa vặn ngưng tụ tốt toàn thân, nàng tiếp được Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, há miệng ra liền đưa nó nuốt vào. Đưa vào đến trong bụng chuyên môn vì nuốt kiếm tiến hóa ra không gian đặc thù bên trong. Thư Hằng, ngươi nhìn thấy Sở sao? Nàng hiện tại ở đâu? Sở các chủ Ngốc Mao cắm rễ tại Tống Thư Hằng đỉnh đầu về sau, lên tiếng hỏi. Ta sau khi xuất hiện, nàng liền mở ra cổng không gian chạy mất, lúc gần đi nàng còn chỉ vào người của ta nói, muốn trở thành ta đối thủ cạnh tranh. Tống Thư Hằng cười cầm bốc lên Thông Nương nói, nhưng là... Nàng chân chính đối thủ cạnh tranh hẳn là Thông Nương mới đúng. Thông Nương liếc mắt nói, Tống lão bản ngươi sờ lấy lương tâm của mình nói cho ta, ngươi cảm thấy ta hiện tại cái này cảnh giới, có khả năng cạnh tranh lần này thiên đạo chi vị sao? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, tâm lý không có cái bước số. Ta đều có thể lên làm hàng lởm cửu u chúa tể, ngươi dựa vào cái gì không thể lên làm hàng lởm thiên đạo? Tống Thư Hằng chứng chạc đàng hoàng trả lời. Thông Nương. Tống Thư Hằng đem Thông Nương nhét vào túi về sau, lại đối Sở các chủ truyền âm nhập mật nói, kỳ thật ta nghĩ đến, Sở các chủ ngươi cùng Sở ở giữa hẳn là rất phù hợp hai cái khác biệt cá thể quan hệ. Nói không chừng thiên đạo bạch tiền bối nói siêu thoát chìa khóa chỉ chính là các ngươi loại trạng thái này. Như đúng như này, có lẽ bích thủy các. Sở các chủ Ngốc Mao đáp, nếu có cần, ta nghĩ biện pháp liên hệ Sở. Tống Thư Hằng gật đầu nói, được. Sở các chủ Ngốc Mao có chút ghé vào Tống Thư Hằng đỉnh đầu, không nhúc nhích. Tống Thư Hằng liền không còn nói thêm việc này. Đợi tất cả vật trang sức đều mang theo hoàn tất về sau, Tống Thư Hằng đem công đức trụ. Xà tiên trụ thu hồi, tận lực bài không phi kiếm quan tài bên trong không gian. Cuối cùng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Tô Thị A Thập Lục từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời ra quan tài bên trong không gian không lớn. Nhưng lại chen một cái nhỏ nhắn xinh xắn Tô Thị A Thập Lục không thành vấn đề. Tại chuyển di A Thập Lục thời điểm, Tống Thư Hằng tận lực để cho mình phần lưng dán quan tài dưới đáy, chống đi phía trước ôm ấp không gian. Cứ như vậy, đợi A Thập Lục xuất hiện lúc, vừa vặn có thể rơi trong ngực hắn. Nam nhân cơ hội, không thể luôn muốn chống rỗng rớt xuống cơ hội đến, luôn luôn cần chính mình dụng tâm đi sáng tạo. Bang! Hạch tâm trong thế giới. Tô Thị A Thập Lục bị dịch chuyển không gian. Sau một khắc, nàng từ hạch tâm thế giới chuyển di ra, ghé vào một tấm ván gỗ phía trên. Đồng thời, nàng còn có thể cảm ứng được sau lưng của mình có người cùng nàng lưng tựa lưng, chính ra sức gạt ra nàng, phảng phất muốn đưa nàng in dấu bình đến trên ván gỗ. Tô Thị A Thập Lục. Bạch Long tỉ tỉ cả giận nói, làm cái gì đấy, chen lông chen A. Tống Thư Hằng. Nam nhân kế hoạch là mỹ diệu. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lại hoàn mỹ kế hoạch cùng phương án, cũng có ngoài ý muốn nổi lên thời điểm. Cũng tỉ như nguyên bản muốn xuất hiện trong ngực hắn Tô Thị A Thập Lục, bởi vì thao tác sai lầm, xuất hiện ở sau lưng của hắn, cùng hắn lưng tựa lưng chen tại chật hẹp phi kiếm quan tài bên trong. Mà phía trước một khắc,
hắn vì có thể cho Tô Thị A Thập Lục tận lực chống đi ôm ấp không gian, chính ra sức đem phần lưng của mình hướng vách quan tài bên trên chống đỡ. Tống Thư Hàng thở dài, vội vàng điều chỉnh góc độ, tận lực đem thân thể của mình hướng phía trước nằm sấp đi, vì phía sau Tô Thị A Thập Lục gạt ra một vùng không gian tới. Thao tác sai lầm, kế hoạch loại vật này tại đối mặt hiện thực lúc, luôn luôn dễ dàng ra bắc. Tống Thư Hàng lúng túng nói. Bạch Long tỉ tỉ cả giận nói, người sọ não bên trong tại suy tư kế hoạch gì. Vừa ra tới liền muốn đem ta cùng A Thập Lục in dấu phẳng tại thác ấn đến trên ván gỗ sao. Là vách quan tài, Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng nhắc nhở. Bạch Long tỉ tỉ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cái gì tấm là trọng điểm sao? Trọng yếu là, a. Nói đến một nửa thời điểm, Bạch Long tỉ tỉ đột nhiên lĩnh ngộ tới. Thao tác sai lầm, A Thập Lục xuất hiện tại Tống Thư Hàng phía sau, Tống Thư Hàng đang liều mạng lùi ra sau lấy muốn gạt ra trong ngực không gian. Tổng kết đến nói, Tống Thư Hàng ngay từ đầu kế hoạch là muốn đem Tô Thị A Thập Lục nhảy dù đến ngực mình đi. Chậc chậc, một ngày không gặp, vậy mà khai khiếu rất nhiều. Bạch Long tỉ tỉ nhếch miệng lên, đồng thời nàng cực nhanh dung nhập vào Tô Thị A Thập Lục thể nội, không khi bóng đèn. Dù sao đều tuyệt dục, nam nhân tại triệt để tuyệt dục về sau tâm tính kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Tống Thư Hàng trả lời. Sở các chủ ngốc mao. Tuyệt dục sau Tống Thư Hàng, tựa như là lợn chết cũng không tiếp tục sợ bỏng nước sôi, ở phương diện này não mạch kín lại lần nữa biến dị. Bạch Long tỉ tỉ tựa như là một cái nhắc nhở, Tô Thị A Thập Lục đồng dạng nháy mắt nghĩ đến Tống Thư Hàng nguyên kế hoạch tới. Nàng trong lồng ngực, viên kia lưu ly trái tim bắt đầu lặng lẽ ra tốc nhảy lên. Mà bởi vì dựa lưng vào nhau tư thế, hai viên có cùng nguồn gốc trái tim, giữa lẫn nhau dựa vào rất gần, lấy đồng dạng tần suất bắt đầu đồng bộ nhảy lên. Kỳ thật lúc đầu tại Tô Thị Niên Hội bên trên lúc, ta nghĩ đến tiến hành một chút thao tác. Kết quả, Niên Hội cuối cùng mấy cái khâu, chúng ta đều không thể tham gia. Kế hoạch thứ này, tại áp dụng thời điểm luôn luôn dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng nói khẽ, trừ tán tài vương tọa bên ngoài, hắn còn chuẩn bị tại Thiên Hà Tô Thị Niên Hội bên trên lúc, lại soát quét một cái Thiên Hà Tô Thị tập thể độ thiện cảm tới. Đáng tiếc, thời gian không chờ người. Cường thế trên chân thiên kiếp đại lão đánh gãy Tống Thư Hàng hành động, đột nhiên sụp đổ thiên đạo càng làm cho thế giới đều xa vào đến hỗn loạn. A Thập Lục, Tống Thư Hàng kêu. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Tống Thư Hàng, người cái kia thí luyện không sai biệt lắm kết thúc a. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, không sai biệt lắm. Loại kia người thí luyện kết thúc mỹ mãn về sau, ta đi Thiên Hà Tô Thị, vì ngươi ăn mừng. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Được. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Tại nàng trong lồng ngực, nhịp tim bắt đầu dần dần bình ổn xuống tới. Ký túc nàng lưu ly trái tim bên trong linh quỷ thiên tử, cũng rốt cục chống nổi địa chấn hình thức. Chúng ta đến, lúc này, mộ trên đài truyền đến cái gì đều có thể bán đại lão thanh âm. Thư Hàng, trước ra tỉnh lại cửu U Bạch, Bạch tiền bối phân thân vỗ vỗ đại mộ, kêu. Tống Thư Hàng lớn tiếng trả lời, Bạch tiền bối. Ngươi trước giải khai phi kiếm quan tài bên trên cấm cố trận pháp A. Ta đã sớm giải khai. Chính ngươi cùng Tiểu Thập Lục núp ở cái này chật hẹp quan tài bên trong không chịu ra, ta có thể có biện pháp nào? Bạch tiền bối phân thân trả lời. Tống Thư Hàng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài, vạch nóc quan tài mà lên. Mộ đài bên ngoài, béo cầu đại lão sắt thép xào huyệt bên cạnh. Ban văn lòng đại lão chính cuộn tại một cây trụ bên trên. Không nhúc nhích, giả dạng làm phù điêu. Cậu đàn cha, Thư Hàng trở về. Lần này ngươi nhất định nắm lấy cơ hội, liền nói vì chúc mừng hắn thành công tấn thăng huyền thánh, đem hắn cái kia trình cậu đàn đạo hiệu cho đổi lại đến. Đừng đi chờ Tống Thư Hàng cho ngươi bậc thang bên dưới, cơ hội không thể dựa vào thiên ý, cần nhờ chính chúng ta hai tay đi sáng tạo. Trình cậu đàn tiên tử ra sức thúc giục Ban Văn Long. Ban Văn Long đại lão. Khuê nữ một bên hy vọng lấy hắn đem đạo hiệu đổi lại đến, một bên lại mở miệng một tiếng cẩu đàn cha, đây là có độc A. Tống Thư Hàng mang theo Tô Thị A Thập Lục từ trong mộ lớn ra lúc, xa xa liền thấy được cuộn tại trên cây cột Ban Văn Long đại lão. Sắc mặt hắn vui mừng, hướng về phía Ban Văn Long đại lão dùng sức phất tay, Ban Văn Long tiền bối. Lúc đầu hắn còn có chút lo lắng, chính mình độ kiếp sau khi ra ngoài, Ban Văn Long đại lão có thể sẽ hạ tuyến trở về. Bây giờ nhìn hắn vẫn còn, Tống Thư Hàng liền an tâm không ít.
Dù sao Bạch Tiền Bối không nhất định có thể gọi tỉnh, nếu như Bạch Tiền Bối tỉnh không đến, có rất nhiều sự tình liền cần dựa vào Ban Văn Long Đại Lão xuất thủ tương trợ. Đến rồi, lòng ba người cố lên, đừng cho Thư Hàng cơ hội mở miệng. Trực tiếp đi lên, liền một đợt chúc mừng cộng thay đổi tuyến đường hào thao tác. Trình Lâm Tiên Tử thúc giục nói. Ban Văn Long Đại Lão sâu kín thở dài, đối mặt nhanh chóng đến gần Tống Thư Hàng, hắn dùng sợi dâu vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó hết sức lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Chúc mừng ngươi, Thư Hàng, ngươi rốt cục thành công chứng đạo huyền thánh. Vì thế, ta, khi Ban Văn Long Đại Lão tại đọc lấy đã sớm chuẩn bị xong lời kịch lúc, đột nhiên từ Tống Thư Hàng sau lưng có một đạo công đức tiên tử thân ảnh hiển hiện. Ban Văn Long Đại Lão lời kịch tạm ngừng, công đức chi lực đối với cửu U Chúa Tể đến nói, mặc dù không giống thánh quang, Phật quang như thế bài xích, nhưng cũng là rất chướng mắt, không thoải mái một loại năng lượng. Ngay tại Ban Văn Long Đại Lão tạm ngừng nháy mắt, công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra lên Tống Thư Hàng thanh âm, đúng rồi, nếu như lần sau ta sọ não lại đứng máy lúc, người đừng gọi ta bản danh, như thế cảm giác rất mất mặt. Lần sau ta đầu óc đứng máy lúc, người gọi ta Trình Cẩu Đản. Tên đầy đủ Trình, sọ não lại đứng máy rồi. Cẩu Đản. Tống Thư Hàng. Bì bì xà tiên tử lần này đã không phải là nhắc lời kịch đơn giản như vậy, kế thay thế chủ nhân niệm lời kịch về sau. Nàng còn muốn cướp đoạt thay thế chủ nhân tìm đường chết thị trường số định mức. Công đức xà mỹ nhân cúi đầu, ngắm nhìn khiếp sợ Tống Thư Hàng, nàng tựa hồ là làm quá mức rồi. Hơi suy nghĩ một chút sau, công đức xà mỹ nhân chủ động đem chính mình công đức trụ. Xà tiên trụ cho triệu hoán đi ra. Sau đó, tại toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú, công đức xà mỹ nhân bò lên trên xà tiên trụ. Ao 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 tại một trận mang cảm giác võng du cường hóa trang bị âm thanh bên trong, công đức xà mỹ nhân vô tình đem chính mình luyện hóa đến căn này xà tiên trụ bên trên, lấy thân tế trụ. Xà tiên trụ cường độ, độ cao tăng lên tới 39 mét. Phạm nhân sai, liền phải nhận trừng phạt. Bì bì xà tiên tử rất có tự mình hiểu lấy, nàng phạm sai lầm, liền chủ động tự phạt. Thân là chính năng lượng công đức hóa thân, nàng chưa từng trốn tránh sai lầm. Tống Thư Hàng. Bá Tống hôm nay sọ não đau nhức, hắn luôn cảm giác trước mắt một màn này có rất mãnh liệt khí thị cảm, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Xa xa cái gì đều có thể bán đại lão. Ban Văn Long đại lão. Trình Lâm. Long ba thấy được không, kỳ vọng bá Tống cho người bậc thang bên dưới, kiếp sau cũng không thể. Trình Lâm tiên tử cắn răng nói, không nhìn câu nói này, hôm nay nếu như chúng ta không cải danh, về sau khả năng liền càng không cơ hội. Gọi ta Cẩu Đản cha, Ban Văn Long đột nhiên trả lời. Trình Lâm tiên tử, Long ba rốt cục vẫn là bị ép điên rồi. Ta Cẩu Đản cha muốn mặt, lúc này, Ban Văn Long đại lão nói. Đây cũng không phải là Thư Hàng có cho hay không hắn bậc thang hạ truyện. Hiện tại là hắn đã chính mình chuẩn bị xong bậc thang, nhưng Tống Thư Hàng nhưng lại đem bậc thang cho rút mất. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể mặt dạn mày dày đi cho Tống Thư Hàng chúc mừng. Lại từ bỏ Trình Cẩu Đản cái này đạo hiệu. Hắn đường đường tiền cửu U Chúa Tể, muốn mặt. Ngoài ra còn có một điểm, từ khi đem Trình Lâm đổi tên là Trình Cẩu Đản về sau, nàng hôm nay cùng mình nói chuyện phiếm số lượng từ, so dĩ vãng mấy ngàn năm cộng lại còn nhiều hơn. Mọi thứ đều có tính hai mặt, tại một mặt xấu phía sau, nói không chừng liền ẩn giấu đi tốt một điểm. Nghĩ tới đây, Ban Văn Long quả thực là bóp mất trong lòng đã sớm chuẩn bị xong lời kịch. Hắn đem ánh mắt hướng về Tống Thư Hàng phía sau ma đế. Ngạc trên thân. Ban Văn Long tiền bối. Vừa rồi bộ kia từ đơn thuần ngoài ý muốn. Lúc ấy ta sọ não đứng máy, nói lời không có trải qua suy nghĩ chiều sâu suy nghĩ. Tống Thư Hàng giải thích nói. Không sao, Cẩu Đản. Ban Văn Long tiền bối khẽ mỉm cười nói. Trình Cẩu Đản cái này đạo hiệu là ta cho ngươi lấy, cho nên ngươi muốn làm sao tự xưng, đều không có cái gì mau bệnh. Bởi vì... nó chính là của ngươi đạo hiệu A. Các ngươi đều là ta Cẩu Đản. Trình Lâm. Tống Thư Hàng lập tức phối hợp trả lời, Cẩu Đản cha nói có đạo lý. Cách đó không xa, cái gì đều có thể bán đại lão. Đồng thời, hắn chú ý tới vị này Cẩu Đản cha độc chân Ban Văn Long tạo hình, tựa hồ tại cái nào trong truyền thuyết gặp qua. Bạch đạo hữu mạnh khỏe. Lúc này, Ban Văn Long đại lão trước hướng về phía Bạch Thánh phất phất tay. Ban Văn Long đạo hữu mạnh khỏe, Bạch tiền bối phân thân trả lời.
Đánh xong chào hỏi về sau, Ban Văn Long đại lão lại mạnh mẽ đem chủ đề chuyển rời đến ma đế. Ngạc trên thân, nói, đây chính là cái kia vô cực ma tông tông chủ đi, người bắt sống hắn chuẩn bị làm gì dùng. Tống Thư Hàng giải thích nói, ta đây không phải tấn thăng bát phẩm sao, tiếp xuống chờ ta về hiện thế về sau, liền chuẩn bị tìm tam nhãn tiền bối đánh cược một ván, nhìn xem có thể hay không lại từ trong tay hắn thắng điểm bảo vật tới. Cho nên, ta cần một ván cược. Dùng để cùng ba con mắt đánh cược dùng. Ân, có sáng tạo. Ban Văn Long đại lão tâm tình lập tức vui vẻ, người có nắm chắc thắng cái kia ba con mắt. Kỳ thật ta đã thắng mấy cục, Tống Thư Hàng giải thích nói, tam nhãn tiền bối cược vận kỳ thật rất chênh lệch, 10 lần đánh cược 9 lần thua. Sau lưng, thân sĩ tà ma, mọc ra mắt đảo lớn tà ma, nhãn ma tập hợp thể, tam đại cửu phẩm tà ma khóe miệng co giật. Chủ tử nhà mình tại tuyến mất mặt, bọn chúng cũng rất tuyệt vọng a. Ha ha, có ý tứ. Đến, đem ra hỏa này cho ta, ta cho hắn trên thân bù một bộ phong ấn thuật, đưa nó triệt để áp chế, thuận tiện ngươi đi thực hiện cùng ba con mắt đổ ước. Ban Văn Long đại lão không đợi Tống Thư Hàng mở miệng xin giúp đỡ, liền chủ động ôm đồm phong ấn ma đế. Ngạc sự tình. Trình cầu đàn tiên tử. Nàng cảm giác nhà mình Long Đa chỉ sợ đã không cứu nổi, nàng còn cảm giác nhà mình tiên tử cũng không cứu nổi. Kể từ cùng Tống Thư Hàng ở lâu rồi về sau, tiên tử tựa hồ cũng bệnh. Bên cạnh, Tống Thư Hàng vội vàng ra hiệu cửu phẩm tà ma nhóm đem ma đế. Ngạc đưa đến cầu đàn cha trước mặt cầu đàn cha chủ động hỗ trợ, Tống Thư Hàng coi như đại não ở vào đứng máy trạng thái, cũng không có khả năng cự tuyệt tiền bối hảo ý. Ma đế, ngạc tại trong tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn về phía cầu đàn cha. Đời này của hắn, cho tới bây giờ không nghĩ tới tương lai chính mình có khả năng sẽ trở thành trong tay người khác tiền đặt cược. Hắn đường đường ma đế tự tôn nhận lấy mãnh liệt đả kích, ngay cả nho gia thánh nhân đều không có như thế đả kích qua hắn tự tôn. Tiểu gia hỏa ngươi rất có thiên phú, cũng rất có thủ đoạn, nói thật ta rất vừa ý ngươi. Đáng tiếc, ngươi tại sai lầm thời gian gặp được sai lầm người. Cậu đàn cha lên tiếng nói, hắn đối ma đế, ngạc nghiên cứu ra được phục hồi ma hải thế giới thủ pháp, có chút hứng thú. Tiểu gia hỏa này là cái sẽ làm sự tình thiên tài, đáng tiếc gặp được càng biết gây sự bá tống. Ma đế, ngạc nghe vậy, hốc mắt đều ẩm ướt. Tống Thư Hàng nghe vậy, nói, a, cậu đàn cha đối với hắn có hứng thú. Cái kia đến lúc đó ta cùng tam nhãn tiền bối đánh cược kết thúc về sau, liền đem hắn đưa người bên kia đi. Lần này cùng tam nhãn tiền bối đánh cược, Tống Thư Hàng chuẩn bị mang bạch tiền bối phân thân quá khứ. Cho nên, hắn mang đi ra ngoài tiền đặt cược có rất lớn xác suất có thể mang về. Mà mang về sau, hắn cũng không biết muốn thế nào xử trí ma đế. Ngạc, cũng không thể một mực nhốt tại hạch tâm thế giới a. Nếu như cậu đàn cha đến lúc đó nguyện ý nhận lấy ma đế. Ngạc, ngược lại là cái không tệ xử trí phương án nói không chừng cậu đàn cha vui vẻ, liền tiễn hắn một đầu mỏ linh thạch đâu. Việc này chờ ngươi thắng ba con mắt sau rồi nói sau. Ban Văn Long đại lão đạo, hắn duỗi ra móng vuốt trên người ngạc nhấn một cái, một bộ hoàn chỉnh phong ấn thuật in dấu tại ma đế ngạc phía sau. Lạc ấn phong ấn lúc, cậu đàn cha chú ý tránh đi ngực nho ra thánh nhân phong ấn, miễn cho thánh nhân lực lượng cùng cửu u chúa tể lực lượng tương xung. Đồng thời, tại phong ấn thuật hoàn thành nháy mắt, cậu đàn cha còn âm thầm tại phong ấn thuật bên trong lưu lại cái giám sát. Đến lúc đó có thể dùng đến xem tam nhãn cùng Tống Thư Hàng ở giữa đánh cược cục diện, cậu đàn cha muốn tận mắt thưởng thức tam nhãn đánh cược thảm bại một màn. Phong ấn sau khi hoàn thành, ma đế, ngạc triệt để đã mất đi năng lực chống cự, nhưng ít ra, hắn còn sống. Tống Thư Hàng đưa tay vạch một cái, hạch tâm thế giới mở ra, đem ma đế. Ngạc đưa đến thiên đình mảnh vỡ tỏa tiên ngục bên trong tạm thời giam giữ. Xử trí tốt ma đế, ngạc về sau, Tống Thư Hàng lại dò hỏi, đúng rồi, cậu đàn cha, người có hay không biện pháp ổn định lại đằng sau ta giảng pháp không gian khối đất, để nó không còn tiêu tán. Ban Văn Long đại lão ngắm nhìn cái kia giảng pháp thế giới khối đất về sau, lắc đầu nói, việc này ta bất lực. Dù sao ta đã không phải đương nhiệm cửu u chúa tể. Cái gì đều có thể bán đại lão? Hắn có phải hay không nghe được một cái ghê gớm tin tức? Có thể hay không bị diệt khẩu? Vậy chỉ có thể đem bạch tiền bối tỉnh lại, Tống Thư Hàng nói. Người đi vào đi, ta ở bên ngoài chiếu khán ma hải thế giới. Ban Văn Long trả lời. Ma hải thế giới trong quốc gia,
Tống U U cổng bia đá đạo hữu áp chế toàn bộ vô cực ma tông. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cầu đàn cha tại viễn trình chú ý. Tống Thư Hàng gật đầu, vậy ta mang theo mọi người đi vào trước tìm Bạch tiền bối. Sắt thép xào huyệt bên trong. Tống Thư Hàng xe nhẹ đường quen đi vào Bạch tiền bối đi ngủ chỗ. Phòng ấn trụ bên trong, Bạch tiền bối vẫn tại chìm chìm nổi nổi, ngủ ngon ngọt. Còn tốt có tầng này phòng ấn tại, Bạch tiền bối cửu u chúa tể uy áp đạt được áp chế. Ngươi chuẩn bị làm sao tỉnh lại Bạch chúa tể? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Mà lại chúng ta không thể dựa vào phòng ấn trụ quá gần, một khi áp sát quá gần, lại nhận cửu u Bạch tiền bối ảnh hưởng lâm vào đi ngủ trạng thái. Tô Thị A Thập Lục nói bổ sung. Nếu không, Thư Hàng chúng ta tới hợp tác niệm một đoạn đối Bạch, để kích thích cửu u Bạch. Bạch tiền bối phân thân ngo ngoe muốn động nói. Tôn này Bạch tiền bối phân thân, đã không phải là lần thứ nhất ra. Tống Thư Hàng hoài nghi, hắn rất có thể chính là lúc trước nắm lấy Bạch tiền bối bản thể, đem bản thể hất ra dò đường Bạch phân thân. Không cần không cần, kỳ thật ta chuẩn bị mấy cái phương án. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra một cái văn kiện. Tô Thị A Thập Lục bọn người đưa đầu tới liếc một cái. Chỉ thấy văn kiện bên trên ghi chú 1001 chuyện Tiếu Lâm toàn tập. Cái gì đều có thể bán đại lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trò cười. Đúng, chính là trò cười. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, đây là ta thật lâu trước liền nắm giữ, nhưng xưa nay không có chân chính trên ý nghĩa sử dụng qua đối Bạch tiền bối phương án. Bạch tiền bối, ta tới cấp cho ngươi kể chuyện cười. Cái gì đều có thể bán đại lão. Hắn cảm giác bá tống bản nhân sẽ bị Bạch chúa tể bóp chết, trở thành một cái chân chính trò cười. Trên thế giới này làm sao lại có dựa vào trò cười loại vật này liền có thể hống tỉnh cửu u chúa tể. Ngươi khi cửu u chúa tể là cái gì? Đặc biệt là vị này tà ác Bạch chúa tể, tính cách cực kỳ ác liệt, chính là cửu u chúa tể bên trong cửu u chúa tể. Lần trước chỉ là vì nghiên cứu trên người hắn cái chăn, liền đem hắn bắt tới, nhốt một đoạn thời gian rất dài. Đối Bạch chúa tể giảng trò cười, việc này bản thân liền là buồn cười lớn nhất. Nghĩ tới đây, cái gì đều có thể bán đại lão không khỏi nắm thật chặt trên thân đơn bạc cái chăn, không biết có phải hay không trên thân đầu này cái chăn quá lâu không có phơi nắng nguyên nhân, cho dù hắn đem chăn bao lấy lại gấp, cũng vô pháp theo nó phía trên thu hoạch được đến càng nhiều ấm áp hơn. Lần sau lặng lẽ đem chính mình cái chăn cùng ngốc đệ tử đổi một cái. Dù sao đều là cùng khoản. Coi như đổi nàng hẳn là cũng phát giác không ra dị dạng tới. Cái gì đều có thể bán đại lão thầm nghĩ trong lòng. Tống lão bản, ta cảm giác giảng trò cười loại sự tình này ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi không có phương diện này thiên phú. Thông nương nghiêm túc đề nghị, không bằng đổi ta tới đi. Tống Thư Hàng khinh thường nói, ngươi có thể so sánh ta tốt đi nơi nào. Ngươi những cái kia cười lạnh sẽ chỉ càng nghe càng lạnh, mà lại liền ngươi cái kia cấp thấp cười điểm. Nghe người còn không có cười chính người trước hết cười trận. Dứt lời, hắn đưa tay đem thông nương ngọn hành theo về túi áo, sau đó khoát tay áo cơ nói, ta lần này đến có chuẩn bị, dựa vào những thứ này cho cười, ta có nắm chắc để Bạch tiền bối thỏa mãn. Bạch tiền bối phân thân nói, ta cảm giác chúng ta vẫn là hiện trường diễn kịch bản đi. Bạch tiền bối người đừng làm rộn, ta hôm nay đã phục sinh qua một lần. Tống Thư Hàng hắng giọng một cái. Bắt đầu chứng trạc đàng hoàng giảng trò cười, cực kỳ lâu trước kia. Tạo hóa tiên tử đột nhiên toát ra, tại thâm sơn trong đạo quan, cư trú một vị trường sinh bất lão đạo nhân. Tống Thư Hàng. Sau đó, da đen vũ nhu tử từ cái bóng bên trong chui ra, tiếp lời nói, có một ngày, đạo nhân đệ tử hiếu kỳ dò hỏi, sư phụ, ngươi là vì cái gì lựa chọn tu tiên? Da đen vũ nhu tử niệm xong một đoạn sau ngừng lại. Bởi vì công đức xà mỹ nhân vừa đem chính mình tế trụ, còn không có trùng sinh trở về, không người kế tục. Đang lúc này, Tô Thị A Thập Lục trái tim bên trong ký túc lấy linh quỷ tiên tử đột nhiên toát ra, đương nhiên là bởi vì mộ địa giá cả dâng lên, chết không dậy nổi, đành phải kìm nén đáy biển mộ tràng chiết khấu 70% đại hạ giá, các ngươi còn đang vì chết không dậy nổi mà phiền não sao? Các ngươi còn đang vì mộ địa giá cả phi tốc dâng lên mà thống khổ sao? Ngư kiều kiều đáy biển mộ tràng long trọng gầy dựng, cảnh biển biệt thự mộ địa, ngài sau khi chết lựa chọn tốt nhất. Hiện tại mua 5 cái còn đưa một cái đấy. Tống Thư Hàng cứng đờ xoay đầu lại nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục ngực. Nhìn cái gì vậy, đây là ngươi linh quỷ, Bạch Long tỷ tỷ vui vẻ nói.
Tống Thư Hàng sọ não đau nhức, vì cái gì đột nhiên muốn cắm truyền bá ngư kiều kiều đáy biển mộ chàng quảng cáo. Mặt khác, ngây thơ, Bạch Long tỷ tỷ, ngươi cho rằng ta chỉ là đang nhìn linh quỷ. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút, nói, có thể là bởi vì trước mấy ngày ngư kiều kiều quần phát chiêu thương quảng cáo. Nghe nói chỉ cần trở thành nàng bán ra thương, mỗi bán đi một bộ đáy biển mộ chàng, đều có thể từ ngư kiều kiều cái kia được chia đại lượng linh thạch rút thành. Tống Thư Hàng, ta làm sao chưa lấy được ngư kiều kiều chiêu thương tin tức? Ta nếu là sớm một chút trở thành ngư kiều kiều bán ra thương, vừa rồi tại chư thiên vạn giới hiển thánh giảng pháp lúc, cho nàng đáy biển mộ chàng đến đoạn quảng cáo, chẳng phải là cầm linh thạch nắm bắt tới tay mềm. Bất chi bất giác ta lại bỏ qua 100 triệu a. Lúc này, trong túi thông nương lên tiếng nói, Tống lão bản, Bạch chúa tể không có bất kỳ cái gì phản ứng, nói rõ chuyện cười của ngươi căn bản không có đâm trúng hắn cười điểm. Thư Hàng, người từ bỏ giảng trò cười đi, trên người ngươi vật trang sức nhóm so ngươi có thiên phú nhiều. Bạch tiền bối phân thân phụ họa nói. Tống Thư Hàng nắm lấy điện thoại, ngẩng đầu vọng thiên. Không quá một lát sau, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn quay đầu nhìn về cái gì đều có thể bán đại lão, hai mắt sáng tỏ, cái gì đều có thể bán đại lão, mời bán ta một cái có thể làm bạch tiền bối cười ra tiếng trò cười. Bá Tống đạo hữu, mời ngươi lấy nhỏ nhất lực ma sát biến mất tại trong tầm mắt của ta. Cái gì đều có thể bán đại lão cười lạnh nói. Thông nương, ha 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 ha. Tống Thư Hàng, tiền bối, có tin ta hay không ngay lập tức đem cái chuyện cười này chuyển cho bạch tiền bối. Cái gì đều có thể bán đại lão. Tống Thư Hàng thở dài, thu hồi điện thoại rõ ràng cho bạch tiền bối giảng trò cười là cái cực kỳ tuyệt vời phương án, đáng tiếc hắn lực chấp hành có vấn đề. Như vậy, trực tiếp vật lý tỉnh lại bạch tiền bối đi. Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại, sau đó tay phải xoái khí duỗi ra, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, ra khỏi vỏ. Hắn chuẩn bị dùng xích tiêu kiếm tiền bối chém xuống tay phải của mình, sau đó đem tay phải vung ra phong ấn trụ bên cạnh. Đối bạch tiền bối ngủ phong ấn trụ soát một trận dưỡng đao thuật thử một chút. Sau một lúc lâu, xích tiêu kiếm tiền bối đâu? Tống tiền bối, xích tiêu kiếm tiền bối trước đó bị tiên tử nuốt vào về sau, đi theo nàng cùng một chỗ bị tế trụ. Da đen vũ nhu tử nhỏ giọng nhắc nhở. Tống Thư Hàng, xích tiêu kiếm tiền bối cũng bị cùng một chỗ tế trụ rồi. Không tốt, công đức tiên tử có thể mượn lực lượng của ta trùng sinh. Nhưng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối là tâm ma, nó nhưng không có trùng sinh công năng a. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay đập một cái, thi triển bá thần trụ bí pháp, đem công đức trụ. Xà tiên trụ cho triệu hoán đi ra. 39 mét cao xà tiên trụ được triệu hoán ra, chống tại sắt thép trong xào huyệt. Chói mắt công đức chi quang, bao phủ toàn bộ sắt thép xào huyệt. Cán bên trên, công đức xà mỹ nhân phù điêu sinh động như thật. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối. Ngươi còn sống không? Còn sống liền kít một tiếng a. Tống Thư Hàng kêu lên. Chi 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 là cái nào ngu xuẩn ở bên cạnh ta thả công đức chi quang. Hamster hào thanh âm vang lên, nó nguyên bản ngủ ở bạch tiền bối phong ấn trụ bên cạnh, kết quả bị cái này công đức chi quang vừa chiếu, ngạnh sinh sinh từ ngủ lo trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Hamster hào vừa mở mắt liền nhìn thấy bá tống người thổi kèn bên trong quơ to lớn công đức chi trụ, tại sắt thép xào huyệt bên trong cắm mắt. Tại cửu u chúa tể trong hang ổ cắm công đức trụ, đây là muốn tạo phản. Bá Tống Hào, người đang chơi chùy a? Thế giới lớn như vậy, người liền không thể nhanh chóng đi ra xem một chút sao? Hamster Hào nắm mình lên xoái khí áo choàng, đem thân thể của mình che đậy. Tống Thư Hàng, hắn đưa tay khẽ vỗ, nhanh chóng đem công đức trụ chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Ngay tại hắn vừa thu hồi công đức trụ nháy mắt, bạch tiền bối phong ấn trụ mở ra. Một đầu đùi từ phòng ấn trụ bên trong thoáng hiện, nháy mắt xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Đầu này đùi nhẹ nhàng quét qua, liền đem Tống Thư Hàng từ sắt thép xào huyệt bên trong đá bay ra ngoài. Tạo hóa tiên tử thay thế Tống Thư Hàng phát ra một đợt kêu thảm, cũng phối đoạn ngắn BGM, ta đưa ngươi rời đi, thiên lý chi ngoại. Đám người đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng đi xa thân ảnh. Mà đầu kia đá bay Tống Thư Hàng đùi có chút dừng lại một lát sau. Lại một cái thoáng hiện, đuổi theo Tống Thư Hàng thân ảnh mà đi. Cái chân kia, là cửu u bạch tiền bối sao? Da đen vũ nhu tử nghi ngờ nói, nàng quay đầu nhìn về phía sau, phòng ấn trụ bên trong bạch tiền bối hai chân đều còn tại.
Cửu U Bạch Chúa Tể hai cái đùi đều tại, cái kia vừa rồi đem thư hàng đá bay là chân ai? Bạch Long tỷ tỷ thanh âm từ Tô Thị A thập lục thể nội trực tiếp vang lên. Nàng trước mắt cũng là cùng loại công đức chi quang tồn tại, nếu như trực tiếp hiện thân, nói không chừng A thập lục cũng sẽ bước lên tống thư hàng theo gót, bị đột nhiên xuất hiện chân đá bay. Cho nên Bạch Long tỷ tỷ không có hiện thân, mà là lựa chọn trực tiếp tại A thập lục thể nội phát ra tiếng. Tạo hóa tiên tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt của nàng sáng lên, hát nói, ngốc a ngốc. Tiên tử ngươi muốn nói cái gì? Tống lão bản hiện tại không ở nơi này, không ai có thể phiên dịch ngươi độc thuộc ngôn ngữ, cho nên tiên tử không bằng suy tính một chút bình thường nói chuyện. Thông nương nâng lên ngọn hành nói tại tống thư hàng bị đầu kia đùi đá bay thời điểm, thông nương từ hắn trong túi rơi ra, không có theo tống lão bản cùng một chỗ cao chạy xa bay. Thông nương nhớ kỹ tạo hóa tiên tử tựa hồ có hai nhân cách, trong đó có một cái là có thể hảo hảo nói chuyện. Tạo hóa tiên tử nghiêng đầu suy tính một lát sau, mở miệng hát nói, Tây Tác Lạp nam nhân đều có ba cái chân nha. Tô Thị A thập lục. Cái gì đều có thể bán đại lão. Đề tài này nhảy qua. Tóm lại, tạo hóa tiên tử, cái này cùng ngươi tưởng tượng khác biệt. Da đen vũ nhu tử gương mặt có chút nóng lên, sau đó nàng ngay lập tức đem chủ đề mang mở. Chúng ta bây giờ phải chú ý chính là tống tiền bối mới đúng, tống tiền bối bị đá bay, chúng ta muốn đi tìm hắn sao? Thư hàng tiểu hữu bị đá bay thật xa, căn bản không nhìn thấy cái bóng. Bạch tiền bối phân thân nói, ta hiện tại cũng không cách nào khóa chặt hắn khí tức. Tính ra xuống tới, thư hàng tiểu hữu đại khái trong nháy mắt này từ Hoa Hạ bị đá đến châu Mỹ. Thông nương gật đầu nói, cái kia tống lão bản bệnh tình khẳng định phải tăng thêm. Nhanh như vậy ra tốc. Đoán chừng phải muốn nàng lão bản mệnh. Nếu là lão bản chết rồi, nàng liền phải cân nhắc bán thành tiền hạch tâm thế giới tài sản, dùng để chống đỡ tiền lương mới được. Nếu không, chúng ta đi tìm hạ thư hàng đi. Tô Thị A thập lục đề nghị. Các vị không cần lo lắng. Lúc này, Hamster Hào soái khí hất lên áo choàng giải thích nói, bá Tống Hào hiện tại có thể là cửu U chúa tể, toàn bộ cửu U liền cùng nhà hắn đồng dạng, vô luận bị đá ở đâu, chỉ cần hắn muốn trở về. Liền có thể tùy thời trở về. Từ khi béo cầu đại lão phát nhai về sau, đối tống thư hàng đến nói, về tới cửu U liền cùng về tới nhà mình đồng dạng, lão thân thiết. Bạch tiền bối phân thân suy tư một lát, nói, A thập lục, người thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, hỏi trước một chút thư hàng tình huống đi. Ta đã phát tin tức cho hắn, Tô Thị A thập lục nói, thư hàng đáp lời nói, hắn còn tại bay lên. Còn không biết phải bay bao lâu. Mỗi khi hắn sắp dừng lại lúc, đầu kia đùi liền sẽ cho hắn bổ sung trợ lực, để hắn bay càng nhanh cao hơn. Trong thời gian ngắn chỉ sợ về không được. Nói thật, bình thường đến nói, chọc giận cửu U chúa tể về sau, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Cái gì đều có thể bán đại lão nói ngay trước cửu U chúa tể mặt xuất ra công đức chi quang chiếu sáng gian phòng, trả ra đại giới cũng chỉ là bị đá hơn mấy chân. Việc này nếu như đặt ở hôm nay trước, đánh chết hắn đều không tin. Bạch chúa tể là đặc thù, da đen vũ nhu tử đạo, nghĩ nghĩ sau nàng lại bổ sung, cẩu đản cha cũng là đặc thù. Tô Thị A thập lục ngực tung bay linh quỷ tiên tử. Lại nói, đầu kia đá bay tống lão bản chân, là bạch chúa tể sao? Thông nương nhìn về phía Hamster Hào, lên tiếng hỏi. Thông nương cùng Hamster Hào quan hệ không tệ, bọn chúng đều là treo lên đánh tùng thử liên minh thành viên. Hamster Hào gật đầu nói. Cái chân kia là ta chủ có lần từ hiện thế mang về đầu này đùi về sau, ta chủ một mực tại thử nghiệm đưa nó trang đến trên thân thể mình, nhưng một mực không thành công qua. Hamster Hào còn nhớ rõ, đoạn thời gian kia nhà mình chủ nhân tính tình biến phi thường táo bạo. Một bên khác, Tống Thư Hàng còn tại không trung bay lên, quá nhanh tốc độ để thân thể của hắn biến tê liệt. Bạch tiền bối, ta mới vừa rồi là sai lầm. Không phải cố ý muốn tại phòng ngủ của ngươi thả công đức chi quang, tin tưởng ta. Tống Thư Hàng đối đầu kia bạch đùi kêu lên. Đồng thời, trên người hắn tứ đại công pháp tôi luyện thân thể toàn bộ triển khai. Một đoàn hầu tử bưng lấy kinh thư, như là chơi diều đồng dạng, cùng chủ nhân cùng một chỗ tại không trung cao tốc xẹt qua. Hầu tử nhóm bên cạnh bay thời điểm, vẫn như cũ không quên mất cao giọng ngâm sướng cái gì. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, Tống Thư Hàng nghe không được thánh viên hư ảnh ngâm sướng nội dung chi tiết. Ba đầu kia bạch tiền bối đùi lại là nhẹ nhàng một cước, để Tống Thư Hàng tốc độ phi hành biến nhanh hơn một chút. Bạch tiền bối, ta cam đoan lần sau sẽ không lại phạm.
Tống Thư Hàng nhận lầm thái độ phi thường thành khẩn, nếu không, ta hiện tại cho ngươi thêm kể chuyện cười. Nhưng Bạch Tiền Bối đùi tựa hồ vẫn không có muốn thả qua hắn ý tứ, luôn luôn tại hắn bắt đầu giảm tốc thời điểm, hợp thời bổ sung mới động lực. Tống Thư Hàng tuyệt vọng vọng thiên. Dọc theo con đường này, hắn sợ nhanh chứng bệnh tình không ngừng. Không biết sau khi hạ xuống, hắn còn có thể hay không đứng vững. Tại Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu, Sở Các Chủ ngốc mao xoay chậm chậm vài vòng, nàng phát hiện một chi tiết. Mỗi khi đầu này đùi trên người Tống Thư Hàng đá kích thời điểm, Tống Thư Hàng tứ đại công pháp tôi luyện thân thể phảng phất là dục hỏa tôi đánh sắt thép, phát ra cộng minh thanh âm. Nhận đá kích rèn luyện về sau, biến dị cương thủ, thánh viên long lực thần công, nho ra kim cương thân, thể lỏng kim thân quyết ở giữa bắt đầu tựa hồ bắt đầu dung hợp được, tứ đại công pháp tôi luyện thân thể bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau ở giữa hình thành một cái tuần hoàn. Cái này bắp đùi mỗi một lần đá kích, đều không phải mù quáng tại đá, mà là tại âm thầm cường hóa Tống Thư Hàng tứ đại công pháp tôi luyện thân thể. Sở Các Chủ rất nhanh lĩnh ngộ tới. Đây chính là đúng nghĩa ôm kim đại thối bất hách. Cửu U Chúa Tể đùi tại tuyến đá kích tôi thể, từ xưa đến nay không ai hưởng thụ qua bực này phúc lợi. Đang lúc Sở Các Chủ suy tư thời khắc, đột nhiên, Bạch Tiền Bối kim đại thối cải biến quỹ tích, một chiêu đảo quải kim câu, hướng phía Tống Thư Hàng sọ não đập tới. Đây là muốn đem Tống Thư Hàng từ không trung đá xuống đi. Ai ra Sở Các Chủ ngốc mao vội vàng nhổ cây mà lên, từ Tống Thư Hàng đầu chuyển rời đến sau lưng của hắn. Đông một tiếng vang thật lớn, như trống chiều chuông sớm, vang vọng cửu u thiên địa. Tống Thư Hàng thân thể bị hung hăng nện xuống, hướng về cửu u thế giới đại địa đánh tới. Thư Hàng, người đánh thức cửu u A Bạch không? Lúc này, Bạch Tiền Bối bản thể thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng. Phát tới tin tức. A phải chết, phải chết. Tống Thư Hàng kêu lên, cái này kêu thảm tự động thông qua giọng nói công năng, phát cho Bạch Tiền Bối bản thể. Chấm hỏi, Bạch Tiền Bối bản thể. Hồi Bạch Tiền Bối, tỉnh lại Bạch Tiền Bối nhiệm vụ thất bại. Trước mắt khoảng cách ta sinh mệnh đếm ngược còn có 3 giây, vĩnh biệt, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng bi tráng nói. Bạch Tiền Bối bản thể. Thư Hàng tiểu hữu sẽ không là thật tìm đường chết. Bị phát xạ đến bầu trời bạo thành pháo hoa đi. Nếu như châu không nghe lời. Oanh oanh oanh. Cửu u thế giới nào đó phiến hư không bên trong, đột nhiên nổ lên liên tiếp tiếng nổ. Trên mặt đất sinh tồn lấy một đám hoang dại cửu u tà ma nghi hoặc ngẩng đầu, thống khổ nhìn về phía bầu trời trước đó bá tống chúa tể giảng pháp, là tại hiện thế cùng cửu u thế giới phát hình cùng lúc. Cửu u thế giới tà ma nhóm cũng cùng hiện thế người tu luyện đồng dạng. Ngẩng đầu vọng thiên nhìn thật lâu, bây giờ cổ vị chua. Hiện tại, trong hư không lại đột nhiên liền đến liên tiếp bạo tạc, tại lòng hiếu kỳ tác dụng dưới, bọn chúng lại bản năng nâng lên đầu của mình cái này ngẩng đầu một cái, cổ liền truyền đến một trận kịch liệt đau nhức, quả thực là loại tra tấn. Đó là vật gì, có cửu u tà ma nghi ngờ nói. Trên bầu trời, tựa hồ có đồ vật gì tại xâm lấn cửu u. Việc này vật liên tục đột phá cửu u thế giới không trung phòng ngự năng lượng tầng. Mà sát ra ánh lửa chói mắt. Mà lại tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đột phá 7 tầng phòng ngự năng lượng tầng. Cái kia một chuỗi ầm ầm tiếng nổ, chính là cái này vật thể cùng năng lượng tầng kịch liệt ma sát lúc va chạm ra nổ vang. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên cửu u tà ma nhóm trong lòng nổi lên một trận minh ngộ thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả kích hoạt. Bá Tống, Bá Nho, Bá Long, Bá Ma, Bá Diệt, Bá U, Bá Đào bảy liền bá thánh hào. Hiện lên ở phía dưới tất cả cửu u tà ma trong lòng. Là bá tống chúa tể, bọn này cửu u tà ma phát ra kêu sợ hãi. Cửu u chúa tể vậy mà giáng lâm nơi này. Nhanh tản ra, có nhãn lực cửu u tà ma lớn tiếng kêu lên cửu u chúa tể giáng lâm, bọn chúng đương nhiên phải nhường ra một khối khu vực, cung cấp chúa tể hạ xuống. Nhưng không đợi cửu u tà ma nhóm kịp phản ứng, trên bầu trời bá tống chúa tể đã ầm vang rơi xuống đất. Lúc này bá tống chúa tể thân thể bị thiêu đốt thành một cái cự đại hỏa cầu, như là một vòng mặt trời nhỏ, ầm vang rơi đập, va chạm tại cửu u thế giới mặt đất. Oanh tiếng và đập đinh tai nhức óc, mặt đất cự liệt chấn động, bất diệt hỏa diễm hướng tập quyển mà lên, khói đen cuồn cuộn. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy có gần 200 con hầu tử tại trong khói đen leo lên thế giới cực lạc, thừa khói đi tây phương, tiêu tán không gặp. Đồng thời, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Không kịp tránh né cửu u tà ma nhóm, bị cái này kinh khủng sóng xung kích phá tan, lăn lộn bị đẩy hướng nơi xa.
không hổ là cửu u chúa tể, di động thiên tai, hết thảy tai họa đầu nguồn. Vừa rồi cái này vừa va chạm bạo tạc nếu như phát sinh ở hiện thế địa cầu, tuyệt đối là hủy diệt một cái cự đại thành thị thiên tai, sinh linh đổ thán. Bạo tạc nơi trọng yếu, một cái cự đại hố thiên thạch bên trong. Chết không, Sở các chủ ngốc mau lên tiếng hỏi. Ngô, Tống Thư Hàng chỉ có thể phát ra một tiếng trầm muộn kêu to, lúc này hắn nửa người cắm vào tại cửu u thế giới trong lòng đất, nguồn gốc từ dưới lòng đất cửu u tà năng như suối nước tuôn ra, đem hắn nửa người bao phủ trong đó. Sở các chủ ngốc mau linh hoạt một quyển, giữ chặt bắp chân của mình, đem hắn từ trong lòng đất rút ra. Còn sống sao? Cần ta thông chi phân thân tiếp ngươi không? Bạch tiền bối bản thể thông qua tu chân nói chuyện phiếm nói chuyện riêng dò hỏi. Miễn cưỡng còn sống, nhưng ta cảm giác chính mình cách cái chết không xa. Tống Thư Hàng ghé vào cái hố bên trong, suy yếu hồi phục bạch tiền bối. Bởi vì cực tốc nguyên nhân, hắn hiện tại bắp thịt cả người phảng phất đều không nhận chính mình khống chế, không thể động đậy. Oanh! Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối kim đại thối lần nữa từ trên trời giáng xuống. Tại Tống Thư Hàng sát phách ném ra cái thứ hai hố to. Lại là một đợt mây hình nấm cộng cuồn cuộn liệt diễm. Chết chết rồi, thật phải chết, Tống Thư Hàng kêu lên. Bạch tiền bối bản thể. Nhìn thấy Thư Hàng tiểu hữu còn có tinh lực hô to gọi nhỏ, nói rõ hắn hẳn là không chết được. Thật phải chết, bạch tiền bối, ta cần ngươi cho ta đến cái viễn trình chúc phúc. Ta cảm giác chính mình hôm nay có chút ấn đường biến thành màu đen. Tống Thư Hàng lại gửi đi tin tức, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí mắt liếc sát phách trong hố bạch tiền bối kim đại thối, sợ cái này kim đại thối lại tới dẫm hắn mấy cước, tiễn hắn lên đường. Bạch tiền bối bản thể trả lời, người đừng vội chết, nếu quả như thật muốn chết, liền phát cái tọa độ cho ta đem phân thân phái đến bên cạnh ngươi, vừa vặn cho ngươi đóng cái đại mộ. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối bản thể, đã cửu u a bạch không cách nào tỉnh lại. Cái kia Thư Hàng ngươi nghỉ ngơi một chút điều chỉnh tốt trạng thái, ta cần ngươi hiệp trợ. Cần ta làm cái gì sao? Tống Thư Hàng dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, hỏi. Ngươi gửi đi cho ta cái kia bất hủ giả chi mộ bản thiết kế, chia làm trên dưới hai bộ phận. Ta sẽ để cho bản thể hiệp trợ ngươi tại cửu u thế giới đem đại mộ dưới mặt đất bộ phận dựng hoàn thành, mà trên đất bộ phận ta sẽ tại mộng giới đưa nó chế tạo ra tới. Thời gian cấp bách, chúng ta được mau chóng đem đại mộ hoàn thành. Về sau, ta cần ngươi sử dụng cửu u chúa tể quyền hạn tại cửu u thế giới cùng mộng giới ở giữa mở ra một đầu ổn định cửu u thông đạo. Bạch tiền bối bản thể nói. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời, cái này không có vấn đề, bạch tiền bối cho ta cửu u chúa tể quyền hạn bên trong, liền có kích hoạt cửu u cùng hiện thế thông đạo quyền hạn. Như thế tốt lắm, đến lúc đó ta sẽ đem mộng giới cái nào đó pháp tắc tập hợp thể áp chế đến bất hủ giả chi mộ bên trong, lại thông qua tà vọng hạch tâm lực lượng. Đem bất hủ giả chi mộ đưa vào đến cửu u thế giới bên trong đi, để trên dưới hai tầng đại mộ kết hợp, lợi dụng bất hủ giả chi mộ lực lượng, trong thời gian ngắn chấn áp lại mộng giới pháp tắc. Vì để phòng vạn nhất, đến lúc đó cần ngươi hỗ trợ nhìn xem bất hủ giả chi mộ, trong thời gian ngắn đừng để nó trở lại mộng giới. Chờ ta bên này bố trí xong về sau, lại đem pháp tắc tập hợp thể cho kéo về mộng giới. Bạch tiền bối trả lời. Bạch tiền bối tạo thần kế hoạch. Là phải giống như âm ảnh lĩnh chủ như thế, thử nghiệm trở thành chúa tể một giới. Tại thi hành kế hoạch này thời điểm, cần trước đem mộng giới bên trong một ít quy tắc cho tạm thời loại ra ngoài, miễn cho những quy tắc này cùng bọn hắn kế hoạch tiếp theo bố trí sinh ra xung đột. Mà đang bố trí sau khi hoàn thành, những thứ này quy tắc còn phải một lần nữa kéo về đến mộng giới, cũng đối bọn chúng tiến hành cải tạo. A, Tống Thư Hàng đang nghe bạch tiền bối phương án lúc. Đột nhiên cảm giác bạch tiền bối nói mấy cái này trình tự có chút quen thuộc cảm giác. Hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, nhớ tới vô cực ma tông ma hải kế hoạch. Ma hải kế hoạch giai đoạn trước, có mấy cái trình tự cùng bạch tiền bối tạo thần kế hoạch tương tự, đồng dạng là muốn đem cái nào đó sự vật thông qua tà vọng hạch tâm vì trung chuyển chi lực, chuyển rời đến cửu u thế giới tới. Mặt khác, bạch tiền bối đã có thể đối mộng giới pháp tắc tiến hành một chút thao tác. Không có vấn đề. Bạch tiền bối. Mặc dù bạch tiền bối không có tỉnh lại, nhưng hắn có một đầu đùi tại ta bên cạnh, mà lại, thời điểm then chốt ta còn có cẩu đản cha trong bóng tối tương trợ. Nếu như cái kia mộng giới pháp tắc tập hợp thể ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, vậy chúng ta liền lấy lễ để tiếp đón. Nếu như nó không phối hợp, chúng ta liền nghĩ biện pháp để nó phối hợp. Tống Thư Hàng trả lời. Nếu như Châu không nghe lời,
Lân Cận tìm đồ đánh nó. Bạch tiền bối. Cửu U A Bạch một đầu đùi tại Tống Thư Hằng tiểu hữu bên cạnh. Bạch cũng đem tự thân cho cắt. Bạch tiền bối bản thể hai đầu đùi hiện tại còn lưu tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong, cùng Tống Thư Hằng phân thân cùng một chỗ độ kiếp tới. Sở dĩ, hắn còn tưởng rằng cửu U A Bạch cũng có cắt đứt bản thân thói quen. Kỳ thật mộng giới pháp tắc tập hợp thể cũng không có thần trí, sở dĩ cũng sẽ không có phối hợp không phối hợp vấn đề. Ân, tóm lại, người đến lúc đó nhìn một chút hắn là được. Chú ý, cơ hội của chúng ta chỉ có hai lần, sở dĩ trên lý luận chỉ cho phép thất bại một lần. Bạch tiền bối bản thể nói, Thư Hằng ngươi lưu tại nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, ta để phân thân tới tìm ngươi, sau đó lập tức bắt đầu lấy cái kia bất hủ giả chi mộ bản thiết kế khởi công đi. Tống Thư Hằng gật đầu trả lời, tốt, Bạch tiền bối. Đúng, chờ chúng ta kế hoạch sau khi hoàn thành, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở phân thân của ta, nhượng hắn đem bản thân cắt thành hai nửa. Đưa nửa người trên đưa vào đến cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong đi. Hiện tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong bản thể của ta liền lưu hai cái đùi tại cái kia chống đỡ. Bạch tiền bối lại nhắc nhở. Tống Thư Hằng. Tại sao phải cắt thành hai nửa, đem lên bán thân đưa vào thiên kiếp thế giới? Trực tiếp đem chọn cái phân thân đưa vào đi không được sao? Thư Hằng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực hiện tại bạch tiền bối bản thể mượn đi hắn thân gỗ. Sở dĩ trên lý luận cũng không cần đến phân thân bán thân tổ hợp A. Bất quá không đợi hắn đặt câu hỏi, đỉnh đầu trong hư không truyền đến không gian ba động. Cái gì đều có thể bán đại lão mở một cái không gian thông đạo, mang theo bạch tiền bối phân thân cùng Tống Thư Hằng vật trang sức hiện thân. Thư Hằng, người còn tốt đó chứ? Tô Thị A thập lục thanh âm vang lên, nàng từ cánh cửa không gian bên trong bước ra, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh hắn từ Tống Thư Hằng góc độ. Vừa vặn có thể nhìn thấy A thập lục lộ tại 7 điểm đặt cơ sở ngoài quần một đoạn bắp chân. Nguyên bản đã có thể miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy Tống Thư Hằng, nhìn thấy Tô Thị A thập lục xuất hiện về sau, liền đột nhiên thân thể một mềm. Sau một khắc, thân thể của hắn lấy trái với lực vạn vật hấp dẫn định luật phương hướng, ta chắc lấy thân thể, tinh chuẩn đảo hướng Tô Thị A thập lục, bên cạnh ngược lại bên cạnh lên tiếng nói, ta có chút choáng đầu, có thể là bệnh cũ phạm vào, toàn thân bất lực. Tô Thị A thập lục có chút khuất thân, tiếp được Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng hài lòng dựa vào trên người Tô Thị A thập lục, cùng sử dụng thanh âm thống khổ nói, A thập lục, ta cảm giác ta muốn chết. Ngươi thật sự muốn chết, sở các chủ ngốc mau đều nhìn không được, nàng một lần nữa bỏ lại đến Tống Thư Hằng sọ não vị trí, đều bát phẩm cảnh giới, lại còn lại bởi vì sợ nhanh chứng loại vật này toàn thân như nhũn ra, mất mặt hay không. Tống Thư Hằng tựa ở A thập lục trên đùi. Yếu ớt nói, sợ tiền bối, ta chỉ là cái tu luyện mới hơn 8 tháng người mới, người đối ta yêu cầu không thể như thế hà khắc. Sợ nhanh chứng cái này loại tâm lý bên trên mau bệnh, bình thường tới nói khôi phục thời gian đều phải theo năm đến tính toán, không phải sao. Sợ các chủ ngốc mau. Sau một khắc, ngốc mau kéo dài ra, thuần thục quấn ở Tống Thư Hằng trên cổ, lượn quanh một vòng, dùng sức kéo một cái làm chư thiên vạn giới nghe tiếng mất hồn bá Tống Huyền Thánh chi đầu. Cứ như vậy dễ dàng bị cắt xuống. Cả cái quá trình đều không mang theo chống cự. Đầu bị cắt đi sau bá Tống thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát một tiếng. Cái này bị cắt đi đầu chỉ là thuận thế dạo qua một vòng, hạnh phúc lăn vào đến Tô Thị A thập lục trong ngực. Từ khi hắn lần trước bị bạch tiền bối cắt đầu, thức tỉnh phi đầu thuật về sau, liền rốt cuộc không sợ sợ các chủ ngốc mau siết cổ của hắn. Đây cũng là hắn hiện tại ngẫu nhiên dám khiêu khích bên dưới sợ các chủ ngốc mau lực lượng. Tô Thị A thập lục cười nắm lên Tống Thư Hằng đầu, đem hắn đầu an đến chỗ cổ. Sách, bá Tống Hào ngươi cứ nhiên không chết, thật là khiến người thất vọng. Chuột hamster Hào xuất hiện tại Tống Thư Hằng bên cạnh, hắn chân đạp cây tăm phi kiếm, hai tay ôm ngực, khinh thường nói. Tống Thư Hằng còn sót lại mắt trái mắt liếc chuột hamster Hào về sau, nuốt ngụm nước miếng nói, chuột hamster Hào, lại nói, ngươi có phải hay không trúng tâm ma? Cần ta hỗ trợ không? Hắn mới lĩnh ngộ tà thuật đại tâm ma thuật cùng tâm ma thiết cát hy vọng có thể nhanh lên phát huy được tác dụng. Trước mắt chuột hamster Hào là cái rất tốt thí nghiệm đối tượng. Lăn, chuột hamster Hào cả giận nói. Được lập tức liền lăn Tống Thư Hằng đáp, sau đó hắn não bắt đầu đay tại A thập lục trên đùi trượt lăn qua lăn lại. Một bên lăn, một bên hắn còn sót lại mắt trái không ngừng hướng phía chuột hamster Hào phát ra khiêu khích tin tức. Sở các chủ ngốc mau. Tống Thư Hằng sọ não, rốt cục triệt để bị hư. Từ vừa rồi bắt đầu,
Tống Thư Hằng tự điều khiển hệ thống tựa hồ triệt để sụp đổ, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước lúc hạ xuống, cửu U Bạch Kim đại thối một cước đảo quải kim câu đá trúng hắn sọ não nguyên nhân. Ye Thánh Quang A, bá Tống Hào. Chuột hamster Hào chịu không được cái này khiêu khích, hắn từ cây tăm trên phi kiếm bính bên dưới, một cước hung hăng bính tại Tống Thư Hằng ra mặt lên. Nương một tiếng nặng nề như chuông vang tiếng vang, từ Tống Thư Hằng ra mặt bên trên vang lên, ngay sau đó chuột hamster Hào thống khổ cuộn tròn thân, ôm lấy bản thân chân sau bàn chân, liên tục xoa động. Đây mới thực là vật lý trên ý nghĩa đá vào tấm sắt. Mà Tống Thư Hằng đầu cũng bị chuột hamster Hào tức giận một chân nhỏ đá bay ra ngoài, như cái cầu một dạng bị đá hướng giữa không trung. 3. Trong hư không, một đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng tiếp được Tống Thư Hằng đầu. Tống Thư Hằng con người đảo một vòng, liền nhìn thấy Bạch Tiền Bối phân thân cái kia tuấn mỹ đến làm toàn thế giới ghen tị tuyệt thế dung nhan. Bóng tốt, Bạch Tiền Bối phân thân chân thành nói. Sau đó, hắn ra vẻ xoay người, một bộ muốn đem Tống Thư Hằng đầu đá trở về dáng vẻ. Bạch Tiền Bối, đây là đầu của ta. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Hừm, ta thấy được, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hằng. Tốt, không ra nói giỡn. Bạch Tiền Bối phân thân một tay nâng lên Tống Thư Hằng đầu hỏi, tình trạng của ngươi khôi phục hay chưa? Bản thể bên kia thời gian rất gấp, ta cũng là lần thứ nhất cảm ứng được bản thể cấp bách như vậy muốn hoàn thành một sự kiện trạng thái. Gần như hoàn toàn khôi phục, Tống Thư Hằng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói, tùy thời có thể lấy chuẩn bị sẵn sàng, hiệp trợ Bạch Tiền Bối hoàn thành kế hoạch. Trước đó bị Bạch Tiền Bối kim đại thối một trận đá mạnh về sau, Tống Thư Hằng cũng phát hiện mình tứ đại thối thể công pháp ngày nay bị liền đến cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Hiện tại ngoại trừ sợ nhanh chứng một chút di chứng bên ngoài, hắn tình trạng kỳ thật tốt đến không thể tốt hơn. Cái kia chấp hành kế hoạch vị trí đâu? Liền lựa chọn ở chỗ này sao? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Tống Thư Hằng gật đầu nói, liền nơi này đi, ta nghĩ, nơi này có lẽ chính là Bạch Tiền Bối cho chúng ta lựa chọn nơi tốt. Đồng cảm. Bạch Tiền Bối phân thân duỗi nhẹ tay nhẹ vung lên, tay áo bay múa, tụ lý càn khôn pháp thuật triển khai. Sau đó, cái kia lấy huyền thánh giảng pháp không gian khối đất làm cơ sở đại mộ được phóng thích đi ra. Mà đám người nhìn ra phát hiện, huyền thánh giảng pháp khối đất lớn nhỏ, vừa vặn cùng Tống Thư Hằng trước đó đập xuống tại lúc, đập ra hố thiên thạch lớn nhỏ không kém bao nhiêu. Như vậy chúng ta khởi công đi, Tống Thư Hằng đầu bay lên, hạ xuống. Đồng thời, thân thể của hắn chống đỡ đứng lên. Đầu cùng thân thể hợp hai làm một. Nghe nói, chăm chỉ làm việc nam nhân đẹp trai nhất. Tống Thư Hằng quyết định bằng đẹp trai góc độ đi đóng bản thân đại mộ. Tại Bạch Tiền Bối phân thân khống chế bên dưới, huyền thánh giảng pháp khối đất cùng trên đó đại mộ khung, chuẩn xác rơi vào trước đó Tống Thư Hằng dùng thân thể đập ra hố to bên trong. Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long Tỷ Tỷ, Thông Nương, Tạo Hóa Tiên Tử. Da đen Vũ Nhu Tử ngồi hàng hàng tốt, nhìn lấy Bạch Tiền Bối cùng cái gì đều có thể bán đại lão hiệp trợ Tống Thư Hằng tiếp tục khung đại mộ khung. Chuột hamster Hào thì trước bay đến một bên, đem Bạch Tiền Bối kim đại thối cho dơ trở về, sau đó ngồi vào Thông Nương bên cạnh. Đây chính là Bạch Chúa Tể Đùi A, cửu U Chúa Tể Đùi. Thông Nương móc ra bản thân điện thoại di động, cùng Bạch Tiền Bối Đùi chụp ảnh chung. Hôm nay ta Thông Nương cũng rốt cục ôm vào cửu U Chúa Tể Đùi vật lý. Lại nói, cửu U Bạch Tiền Bối đầu này đùi, có tính không năng lượng thể. Thông Nương tại chụp ảnh chung hoàn tất về sau, ý tưởng đột phát, dò hỏi. Nếu như là năng lượng thể lời nói như vậy, Thông Nương ngươi nhanh thu hồi cái kia to gan ý nghĩ, chớ bị Tống Tiền Bối lây bệnh. Da đen Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng nắm lên Thông Nương, đưa nàng từ Bạch Tiền Bối đùi bên cạnh cưỡng ép kéo ra, cũng dặn dò, mặt khác ngươi cái này to gan ý nghĩ, tuyệt đối đừng bị Tống Tiền Bối nghe được. Sẽ chết người đấy. Ai sẽ chết? Thông Nương phản xạ có điều kiện hỏi. Ngươi cùng bá Tống, Bạch Long Tỷ Tỷ nói, mặt khác, Tống Thư Hằng nói không chừng sẽ còn phục sinh, ngươi lại chết chắc. Thông Nương, Tô Thị A Thập Lục. Ta đều nghe được, Vũ Nhu Tử, Bạch Long Tỷ Tỷ. Phía trước Tống Thư Hằng quay đầu nói, ta cũng không phải tam lãng tiền bối, coi như cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám đem chủ ý đánh tới Bạch Tiền Bối trên người A. Tạo Hóa Tiên Tử nhấc tay nói, ngốc ngốc Tống. 11 cái lá gan cũng không dám, 10 cái lá gan chỉ là cái hình dung, không có nghĩa là chân thực số lượng. Tống Thư Hằng trả lời. Dứt lời,
hắn duỗi tay bỏ đi áo ngoài của mình, lộ ra áo ngoài bên trong một kiện vận động áo chẽn. Tống Thư Hàng ngày nay dáng người mặc quần áo nhìn không ra, nhưng một khi bỏ đi áo ngoài về sau, liền có thể nhìn thấy từng khối hoa văn rõ ràng, như là nghệ thuật điêu khắc cơ bắp. Tú cơ bắp là nam nhân biểu hiện tự thân sơ cấp thủ pháp, nhưng thường thường hiệu quả không tệ nếu không phải bởi vì phía sau kim đan mã QA xăm người cần che đậy, Tống Thư Hàng chọn đem áo chẽn cũng bỏ đi. Tô Thị A Thập Lục hai tay chống cằm, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn qua Tống Thư Hàng. Da đen Vũ Nhu Tử nghĩ nghĩ sau lấy điện thoại di động ra, đem một màn này thu xuống tới, dành trước chuẩn bị cẩn thận gửi đi cho bản thể. Thư Hàng, người trước đem bản thiết kế tế ra đến, ta cùng cái gì đều có thể bán đạo hữu căn cứ bản thiết kế, điều chỉnh bên dưới đại mộ khung kết cấu. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Được rồi, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ hữu quyền của mình nghịch kình võ sĩ quyền sáo, khí linh tiểu tiên tử vuốt mắt từ quyền sáo bên trong chui ra. Xem ngươi rồi, tiểu tiên tử, Tống Thư Hàng cương chiều nói, kể từ khi biết bản thân tuyệt dục về sau, bá Tống đại lão tình thương của cha bắt đầu thức tỉnh. Ông khí linh tiểu tiên tử nắm tay, nhẹ gật đầu. Sau đó nàng duỗi tay tại trong hư không liên tục chỉ vào, thi triển thác ấn pháp thuật đem tấm kia bất hủ chi mộ đồ án thác ấn đi ra, thác ấn đến trong hư không. A, cái này đại mộ nửa phần dưới không phải số tự tu nhất hệ mộ hình kết cấu sao? Thông nương lên tiếng nói, nàng dù sao cũng là hàng thật giá thật bát tu. Không sai, sở dĩ thông nương, ngươi lần này cũng mượn cơ hội bắt đầu rèn đúc thuộc về mình đại mộ thế nào. Tống Thư Hàng đề nghị. Bản thiết kế là hắn từ trong mộng cảnh thác ấn đi ra, mộng cảnh loại vật này dù sao sẽ có loại không vững vàng cảm giác. Sở dĩ, nếu như có thể để thông nương trước tiên ở bên cạnh trước khung một cái bát tu chi mộ. Vậy hắn đối đại mộ cấu tạo sẽ có một cái rõ ràng hơn cùng lập thể giải mà lại, hắn muốn nhìn một chút thông nương tại xây dựng bát tu chi mộ lúc, cửu tu phượng hoàng đao có thể hay không bị kích hoạt. Số tự tu đại mộ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, cùng cửu tu phượng hoàng đao ở giữa cùng một nhịp thở. Nếu như thông nương kiến tạo bát tu chi mộ quá trình bên trong cửu tu phượng hoàng đao bị kích hoạt lời nói. Cái kia một hồi hắn đóng bản thân đại mộ lúc, cũng có thể thuận thế mặt dạn mày dày đi mượn dùng cửu tu phượng hoàng đao lực lượng. Vật liệu phương diện đâu? Ta bây giờ căn bản không có góp nhặt đầy đủ vật liệu. Thông nương nói. Tống Thư Hàng trả lời, vật liệu ta trước tiên có thể từ Bạch Tiền Bối nơi đó cho ngươi mượn, mà lại ta chỗ này cũng có bộ phận có thể dùng tới vật liệu. Côn Vương bảo tàng bên trong có một chút có thể dùng tới bảo vật, hạch tâm thế giới cũng có thể sản xuất một số cơ sở vật liệu. Được. Đến lúc đó vật liệu từ tiền lương của ta bên trong dự chụp. Thông nương lên tiếng nói, nàng là cái tự lập tự cường thông nương, không cam lòng vi nô vi sùng. Được, Tống Thư Hàng gật đầu đáp tương lai hắn không cho thông nương phát tiền lương, cũng có thể yên tâm thoải mái. Thông nương từ da đen Vũ Nhu Tử trong tay nhảy xuống, nói, ta còn cần một số giúp đỡ. Ta bản thân thực lực quá yếu. Giờ khắc này, nàng không thể không thừa nhận bản thân nhỏ yếu. Mặc dù nàng gần nhất đã tại khắc khổ tu luyện, một mực có hướng quy tiền bối, sở các chủ thỉnh giáo trên việc tu luyện vấn đề. Nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng không đuổi kịp Tống lão bản tấn cấp tốc độ. Ta đến giúp đỡ thông nương. Da đen Vũ Nhu Tử nói, thuận tiện ta cũng học tập một chút tạo đại mộ quá trình, nói không chừng tương lai có thể dùng tới. Ta cũng có thể trợ giúp. Tô Thị A Thập Lục đồng dạng lên tiếng nói. Cách đó không xa. Tống Thư Hàng giơ cánh tay lên nói, ta có thể cho ngươi kéo tới càng nhiều giúp đỡ, tại cái này cửu u thế giới, giúp đỡ khắp nơi đều có. Nam nhân tại tú xong cơ bắp về sau, nếu như có cơ hội còn có thể lại tú bên dưới chính mình thủ đoạn. Tranh thủ đang làm việc mà biểu hiện bản thân đẹp trai nhất một mặt, cho đối phương lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nói xong, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng búng tay phát ra tiếng, một đạo chỉ lệnh bị hắn tuyên bố ra ngoài. Mấy hơi về sau. Bốn phương tám hướng, hàng ngàn hàng vạn cửu u tà ma phụng mệnh chạy đến. Những thứ này cửu u tà ma đều theo chúa tể chỉ lệnh chọn lựa, có kỹ thuật hoặc là tay chân linh hoạt nhân tài hình tà ma. Trước đó bảy đại cửu phẩm tà ma cũng không đến, bọn chúng bị Tống Thư Hàng an trí tại ma hải thế giới vị trí, để phòng không sẵn sàng. Cái này hàng ngàn hàng vạn tà ma hội tụ ở này, lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, làm thành một vòng. Xin chào bá Tống chúa tể. Tất cả tà ma đối chúa tể khuất thân quỳ xuống. Chuột hamster hào. Cảnh tượng hoành tráng đây. Bạch Long tỉ tỉ cười nói.
Tống Mộc tạo hóa tiên tử hát nói. Luôn cảm giác Tống tiền bối bị nhiều như vậy tà ma xưng là Tống chúa tể lúc, có loại mơ hồ xấu hổ cảm giác. Da đen Vũ Nhu tử thành thật nói. Nhưng là, có chút xoái. Tô thị A thập lục nói khẽ, loại này vạn ma quỷ sát hình ảnh, phi thường rung động nhân tâm, khiến cho người nhìn không được tim đập nhanh hơn. Bạch Long tỷ tỷ, cũng chỉ có ngươi sẽ cảm giác đến xoái. Tốt a, kỳ thật thật là có điểm xoái, nhưng ta cảm giác hắn xoái bất quá 3 giây. Thập lục, người cảm thấy ta muốn hay không thừa cơ tại hạch tâm thế giới mở ra một khối đất trống, vì Cửu Châu nhất hào quần tất cả thành viên đều lập cái đại mộ. Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng hỏi. Cửu Châu nhất hào quần mộ táng quần, tương lai kẻ trộm mộ thiên đường. Tô thị A thập lục hai tay ôm đầu gối mà ngồi, trả lời, ta thì nguyện ý, nhưng các tiền bối có nguyện ý hay không, ta cũng không biết. Vậy chúng ta liền từng cái tới. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười sán lạn. Chịu khổ nhọc cửu u tà ma nhóm, khí thế ngất trời thay bát tu đóng mộ. Từ mặt chữ đi lên nghe, đây là một kiện rất kinh dị sự tình. Nhưng trên thực tế đây là một cái rất hòa hài hình ảnh. Thông nương bát tu chi mộ đại cương rất nhanh bị dựng thành công, nàng bát tu chi mộ sử dụng vật liệu, không cần giống Tống Thư Hàng đại mộ chân quý như vậy. Tống Thư Hàng đại mộ là bạch tiền bối tạo thần kế hoạch một vòng, tất cả vật liệu đều chỉ dùng tốt nhất. Mà thông nương bát tu chi mộ, đại bộ phận khung vật liệu chỉ cần tứ phẩm, ngũ phẩm là đủ. Mà lại đón lấy đến kiến tạo mộ thân vật liệu, rất nhiều khu vực chỉ cần sử dụng phổ thông vật liệu. Bát tu chi mộ sau khi hoàn thành, lại thông qua trận pháp cùng linh lực đi cường hóa mộ thân. Mặt khác, như Tống Thư Hàng suy đoán, tại bát tu chi mộ chỉnh thể khung dựng hoàn thành lúc, cửu tu phượng hoàng đao phát ra một tiếng phượng ngâm, chủ động ra khỏi vỏ, thân đao đâm vào đến bát tu chi mộ chính giữa. Lấy cửu tu phượng hoàng đao làm trung tâm, từng mai trận pháp phù văn hiện lên, dọc theo bát tu chi mộ chủ thể khung, dung nhập vào đại mộ mỗi một cái cục bộ khu vực. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, một cái độc thuộc về số tự tu nhất hệ đại mộ tổng khống trận pháp xuất hiện tại thông nương bát tu chi mộ bên trong. Còn lại khâu, chính là thông nương án lấy ý chí của mình, đi hoàn thiện cả cái bát tu chi mộ cụ thể cấu tạo. Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục cùng từ hạch tâm thế giới bên trong chui ra quy tiền bối, ở bên trợ thông nương một chút sức lực. Hàng ngàn hàng vạn cửu u tà ma tràn đầy chịu mệt nhọc lao công nhân vật. Thư Hàng, chủ thể khung dựng hoàn thành. Phía dưới mộ thân kết cấu giao cho chính ngươi để hoàn thành. Cùng một thời gian, bạch tiền bối phân thân thanh âm vang lên. Được rồi bạch tiền bối. Tống Thư Hàng đáp. Sau một khắc, Tống Thư Hàng bằng mượn cửu u chúa tể quyền hạn, vượt qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại bản thân đại mộ trung tâm khu vực. Nơi này đối ứng thông nương bát tu chi mộ trận nhãn vị trí. Siêu. Nương Tống Thư Hàng xuất hiện tại đại mộ hạch tâm lúc, cửu tu phượng hoàng đao hóa thành phượng hoàng. Hai cánh nhẹ phiến, đằng không mà lên. Bát tu chi mộ đại mộ tổng khống trận pháp đã hoàn thành, kế tiếp là thông nương hoàn thiện bản thân đại mộ thời gian, cửu tu phượng hoàng đao chỉ cần chờ bát tu chi mộ triệt để thành hình về sau, quay trở lại lần nữa hạch tâm, kích hoạt đại trận liền có thể. Thừa dịp trung gian thời gian ở không, hắn liền đến sát vách đại mộ Tống Thư Hàng mộ huyệt, vọt môn hoạt động. Tống Thư Hàng mỉm cười, đưa tay phải ra. Cửu tu phượng hoàng đao nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong tay hắn. Tạ ơn cửu tu phượng hoàng đao đạo hữu, tiếp đó, còn xin ngươi giúp ta một chút sức lực. Tống Thư Hàng tay cầm phượng hoàng đao, hướng hạch tâm cắm tới. Một nửa thân đao cắm vào trận nhãn. Cửu tu phượng hoàng đao một trận kêu to, phượng hoàng hỏa diễm dung nhập vào đại mộ hạch tâm, đồng dạng vì Tống Thư Hàng chế tạo một bộ số tự tu đại mộ tổng khống trận pháp. Cùng thông nương bộ kia tổng khống trận pháp có chút khác nhau, thông nương bộ kia là bát tu, Tống Thư Hàng bộ này thì là cửu tu. Đây cũng là cửu tu phượng hoàng đao lần thứ nhất công khai thừa nhận Tống Thư Hàng cửu tu tư cách. Cửu tu, Tống Thư Hàng. Thời gian một chút xíu trôi qua. 100 tầng lòng đất đại mộ, tại hơn vạn cửu u tà ma nỗ lực, nhanh chóng thành hình. Tống Thư Hàng hiện lên ở trong hư không, xoa cằm, nhìn qua dần dần thành hình đại mộ. Như có điều suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì đấy? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Ta đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không cho cái này 100 tầng đại mộ lại thêm một tầng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía 3 giờ phương hướng, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua không gian hạn chế, rơi vào ma hải thế giới bên trong. Ở nơi đó, có một tòa khổng lồ ma đế cung, làm người vui mắt.
kết hợp cái kia cấp bất hủ giả chi mộ mộng cảnh kinh lịch, Tống Thư Hàng luôn cảm giác tại bất hủ giả chi mộ bản thiết kế trên dưới 100 tầng trên cơ sở, lại cường hóa một chút, mới có thể càng bảo đảm lúc trước, trong mộng cảnh, cuối cùng đột nhiên kéo ra đại mộ chi môn, đoạt mộ mà ra bất hủ giả hình ảnh, khiến cho hắn ký ức khắc sâu. Nhưng là, đại mộ quan hệ đến bạch tiền bối tạo thần kế hoạch, không dung phạm sai lầm, sở dĩ Tống Thư Hàng không quyết định chắc chắn được. Dù sao hắn chỉ có cơ hội thất bại 2 lần, nếu như lần thứ 3 còn không thành công. Bạch tiền bối liền cần một cái biết phát sáng cá thể, dùng duy nhất một lần phi kiếm đẩy xoay quanh vòng, đến chấn áp mộng giới. Mà ở đây không có người so với hắn Tống Thư Hàng càng thích hợp trở thành cái kia biết phát sáng cá thể, liên quan tới điểm ấy Tống Thư Hàng mê chi tự tin. Mà lại Tống Thư Hàng cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời hưng khởi tao thao tác, làm rối loạn bạch tiền bối đại kế hoạch. Sở dĩ hắn đang do dự. Vì cái này 100 tầng mộ địa lại thêm 1 tầng. Ngươi vì cái gì đột nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy? Bạch tiền bối phân thân nghi hoặc hỏi, 100 tầng chỉnh chỉnh tề tề không phải rất tốt sao? Nói thế nào tốt đây? Xuất phát từ một loại trực giác, cùng muốn vì 100 tầng mộ địa kết cấu lại thêm 1 tầng bảo hiểm. Tống Thư Hàng nói, bất quá, bởi vì cái này tạo thần kế hoạch đối bạch tiền bối tới nói phi thường trọng yếu, sở dĩ ta đang do dự. Đã như vậy, yên tâm to gan đi làm đi. Ngươi có cơ hội thất bại 2 lần, chỉ phải bảo đảm lần thứ 3 có thể thành công liền không có vấn đề. Bạch tiền bối phân thân ôn nhu nói, đáng tiếc, bản thể của ta không ở nơi này. Nếu không chúng ta cùng một chỗ đem hắn nâng cao cao, chính diện rơi xuống đất đại biểu cho thỏa, mặt trái rơi xuống đất đại biểu cho không ổn. Tống Thư Hàng, ngài coi như cho ta 11 cái gan, ta cũng không dám đem bạch tiền bối dạng này nâng cao cao, trừ phi. Không đúng, không có trừ phi. Ta bá Tống liền xem như từ trên lầu nhảy đi xuống, cũng tuyệt đối sẽ không đem bạch tiền bối dùng phương thức như vậy nâng cao cao. Nhìn ngươi vẫn như cũ một mặt do dự tiểu bộ dáng, ngươi vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Bạch tiền bối phân thân ngắm Tống Thư Hàng một chút, nói, được rồi, vậy ta ăn thiệt thòi một điểm, ngươi bắt được ta, đem ta hướng trên bầu trời ném một thanh. Chờ ta lúc rơi xuống đất, chính diện đại biểu cho thỏa. Ngược lại liền đại biểu cho không ổn. Ta mặc dù không phải bản thể, nhưng cũng đại biểu cho khí vận chi nhánh, tại loại này vấn đề mấu chốt bên trên dùng để ta làm lựa chọn tuyệt đối đáng tin cậy. Tống Thư Hàng, ta tình nguyện đi ném bạch tiền bối kim đại thối làm khảo thí. Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác có người tại hắn sau lưng chỗ bỗng nhiên đá một cước. A Tống Thư Hàng một tiếng hét thảm, thân hình như đạn pháo một dạng phóng lên tận trời, trên không trung xoay tròn một vòng. Cuối cùng ầm vang rơi xuống đất. Chính diện rơi xuống đất. Nếu không phải bộ mặt phòng ngự đẳng cấp đủ cao, bá Tống đại lão hôm nay nói không chừng muốn hủy dung. Bạch tiền bối phân thân ngồi xổm bên cạnh hắn, ôn nhu nói, sở dĩ a, Thư Hàng, hỏa từ miệng mà ra đạo lý này ngươi vì cái gì chính là không hiểu. Tống Thư Hàng. Mặt khác, chính diện rơi xuống đất, đại biểu cho kế hoạch thỏa đáng. Sở dĩ, to gan buông tay đi làm đi. Thư Hàng tiểu hữu. Bạch tiền bối phân thân mỉm cười nói, đừng có lại do dự liền sẽ bại trận. Quả quyết liền sẽ bạch cấp, Tống Thư Hàng từ dưới đất bò dậy. Cứng rắn cửu u mặt đất bên trên in dấu xuống hắn bộ mặt thác ấn. Tương lai nơi này rất có thể sẽ trở thành cửu u thế giới tiểu ma địa bá Tống chúa tể từng tại nơi này in dấu xuống mặt của hắn. Đứng dậy về sau, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn trong hư không bạch tiền bối kim đại thối. Vừa rồi cái này một chân là thuần túy đá kích thương hại, không có mang đến cho hắn tôi thể công hiệu. Lão đau đớn, vuốt vuốt bản thân eo, Tống Thư Hàng lôi ra tu chân nói chuyện phiếm công năng, liên hệ bạch tiền bối. Bạch tiền bối, ta nghĩ vì bất hủ chi mộ lại thêm 1 tầng bảo hiểm, kiếm đủ 101 tầng số lượng. Do dự liền sẽ bại trận. Thỏa, bạch tiền bối ngắn gọn hồi phục. Tống Thư Hàng, vậy ta lên bạch tiền bối. Có bạch tiền bối bản thể xác định về sau, Tống Thư Hàng trong lòng đại định. Hắn tâm niệm vừa động, ý thức xuyên thấu qua Tống U U, trực tiếp chiếu đến ma hải thế giới. Ma đế cung vị trí. Lúc này, ma đế cung bị 7 tôn cửu phẩm tà ma bao quanh quay chung quanh. Phía trên Tống U U hai tay ôm ngực, phối hợp với bia đá đạo hữu đem ma đế cung một mực trấn áp, khiến cho hắn không cách nào động đậy. Ngoại giới. Còn có Ban Văn Long đại lão híp mắt, quan sát lấy ma hải thế giới biến hóa chi tiết. Ma đế cung bên trong.
Vô Cực Ma Tông các đệ tử nội tâm tâm thần bất định bất an. Tông chủ bị Bá Tống truy bạo, không thấy tung tích. Ma Đế cung bị trấn áp, không cách nào mang theo bọn hắn độn về hiện thế. Vô Cực Ma Tông thành viên không đường có thể đi, chỉ có thể ngồi đợi Bá Tống huyền thánh thẩm phán. Đông đảo Vô Cực Ma Tông trong thành viên, ngay từ đầu bất an nhất chính là công tử Hải. Dù sao đang ngồi trong mọi người, chỉ có hắn là chính diện đắc tội qua Bá Tống tồn tại. Liền hắn tiểu đồng bọn chính năng, kỳ thật từ đầu tới đuôi cũng không có chính diện đắc tội qua Bá Tống. Bất quá theo thời gian không ngừng trôi qua về sau, công tử Hải ngược lại điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Đứng trước triệt để tuyệt cảnh, không có đảo ngược chỗ trống về sau, công tử Hải ngược lại không còn bất an, tâm như chỉ thủy. Bản thân hắn chính là túc trí đa mưu hạng người, tâm tính tại kinh lịch Bá Tống lần lượt tôi luyện về sau, cũng đã vô cùng cường đại. Nếu như lúc trước hắn lựa chọn từ bỏ khối kia huyết thần toàn, không đi cùng Bá Tống kết thù kết oán lời nói, có lẽ tương lai hắn sẽ trở thành một đời ma đế, giống Hà Chỉ Đại Lão một dạng bị ghi chép đến ma môn sách giáo khoa bên trong. Bá Tống sẽ làm sao đối phó chúng ta? Chính năng ngồi xếp bằng, ngón tay tại bản thân bản mệnh pháp khí tử trúc bên trên nhẹ nhàng ma động. Nếu như ta không đoán sai, có lẽ chúng ta sẽ trở thành một cái gọi tam bộ kiện quà tặng, bị Bá Tống hào đưa cho thiên hà Tô thị tiểu cô nương kia. Công tử Hải chậm rãi nói. A thất cái kia hậu bối thật đúng là hảo vận, vậy mà lại bị viễn cổ cự đầu Bá Tống nhìn lên. Tình cảm thật sự là rất kỳ diệu đồ vật, hắn không cách nào dùng bất luận cái gì công thức đi tính toán. Sống không biết bao nhiêu năm viễn cổ cự đầu, nhìn lên một cái thấp hơn trăm tuổi ấu linh tiểu cô nương. Quả nhiên nam nhân mặc kệ sống bao lâu, vẫn là sẽ thích tuổi trẻ xinh đẹp. Không hổ là ta cả đời chi địch, lúc này Tống U U thân hình không nhìn ma đế cung cấm chế, trực tiếp xuất hiện tại tất cả Vô Cực Ma Tông đệ tử trước mặt, nói, công tử Hải, người cư nhiên có thể đoán được dưới mặt ta một bước hành động, ta đã bị ngươi hoàn toàn nhìn thấu. Cả đời chi địch, Vô Cực Ma Tông một ít trưởng lão lập tức kinh ngạc nhìn về phía công tử Hải. Bá Tống đại lão đối công tử Hải đánh giá, vậy mà như thế độ cao. Công tử Hải, địch ngươi cái thuốc trừ sâu đi DVP, ta lúc nào trở thành ngươi cả đời chi địch. Tống U U người khoác cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, chân đạp hắc liên từng bước một từ hư không bước bên dưới, ngồi vào ma đế. Ngạc tông chủ trên vương tọa, nhìn xuống Vô Cực Ma Tông đệ tử. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào chúng ta? Chính năng lên tiếng hỏi. Như công tử Hải suy đoán, ta sẽ đem các ngươi giao cho thiên hà Tô thị đến xử trí. Đến lúc đó A Thập Lục sẽ quyết định tương lai của các ngươi. Ân, A Thập Lục gần nhất tâm tình không tệ. Tống Thư Hàng con ngươi lướt qua Vô Cực Ma Tông còn lại thành viên. Cửu U chúa tể quyền hạn bên dưới, đáng sợ uy áp bao phủ xuống. Vô Cực Ma Tông thành viên chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, con ngươi mở rộng thân thể của bọn hắn đang không ngừng hướng đại não phản hồi lấy hoảng sợ cảm xúc. Có sẽ bồi dưỡng linh thực, thuần dưỡng linh thú, chế tạo pháp khí, luyện chế đan dược các loại thủ đoạn đạo hữu, tiến lên đây báo danh đăng ký. Sau đó vì ta làm công 10 năm, ta liền trả lại cho các ngươi tự do. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Hắn hạch tâm thế giới, cần nhân tài. Mà 10 năm, đối tu sĩ mà nói, bất quá là thoáng qua tức thì thời gian. Đoạn thời gian trước, Tống Thư Hàng một lần bởi vì sầu không nhân viên sự, muốn đến Cửu Châu Nhất Hào quần các vị tiền bối nơi đó thông báo tuyển dụng một số làm công đạo hữu tới, thay hắn quản lý hạch tâm thế giới bên trong đại lượng linh thú, ma thú, cùng các loại linh thực thiên tài địa bảo. Bất quá rất về sau, thông báo tuyển dụng đạo hữu làm công kế hoạch bị từ bỏ chủ yếu là bởi vì Tống lão bản trả không nổi linh thạch tiền lương. Vì thế, Tống lão bản đã từng còn muốn ra thông báo tuyển dụng miễn phí thực tập công chủ ý thông báo tuyển dụng một số có tiềm lực tuần thú sư, linh thực người quản lý đến hắn hạch tâm thế giới miễn phí thực tập quá trình bên trong có thể được đến cửu phẩm tiền bối quy tiền bối giảng pháp chỉ điểm, thậm chí là trường sinh giả sở các chủ giảng pháp vân vân. Đó là cái rất tốt sáng ý, mà lại hẳn là sẽ có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi nguyện ý tới miễn phí thực tập làm công, thậm chí rất có thể sẽ có một ít lục thất phẩm các trưởng lão chọn đóng vai trẻ tranh thủ cái này làm công miễn phí cơ hội. Đáng tiếc Tống Thư Hàng bận quá, cái này ý kiến hay một mực không có cơ hội đi thực tiễn. Hiện tại ngược lại tốt, trước mắt có cả một cái Vô Cực Ma Tông đệ tử tinh anh, chờ đợi lấy hắn đến chọn lựa. Ngày nay cái này thời đại, cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài, có thành thạo một nghề nhân tài vô luận là ở đâu bên trong, đều ăn hương.
làm công 10 năm, liền thả chúng ta tự do, coi như chúng ta trở về vô cực ma tông cũng không thành vấn đề sao. Lúc này, có một vị râu dài nam tử kiên trì đứng lên, cúi đầu dò hỏi. Nếu như chỉ là thời gian 10 năm lời nói, cái kia làm công 10 năm đối bọn hắn tới nói căn bản sẽ không có ảnh hưởng, có đôi khi bọn hắn bế cái quan thời gian đều so 10 năm dài. 10 năm sau bọn hắn trở về vô cực ma tông, vẫn như cũ có thể nhanh chóng dung nhập, trở thành chống lên ma tông trụ cột. Đúng vậy, 10 năm sau các ngươi liền triệt để tự do, dù cho trở về vô cực ma tông ta cũng sẽ không ngăn cản. Tông U U ngồi cao tại trên vương tọa, khẳng định nói. Sâu dài nam tử hít sâu một hơi, chủ động phóng ra một bước, hành lễ nói, vãn bối Tinh Vũ đạo nhân, thất phẩm luyện đan sư kiêm chức linh thực sư, nguyện vì bá tống tiền bối cống hiến sức lực 10 năm. Tinh Vũ tôn giả, chính là vô cực ma tông, thậm chí là hoa hạ tu chân giới cũng tiếng tăm lừng lẫy luyện đan tông sư, lúc tuổi còn trẻ bằng một tay thiên tinh kiếm quyết tung hoành tu chân giới, đã từng xông ra to lớn thanh danh. Tông U U ngồi ở trên vương tọa, cong ngón búng ra. Một chương từ cửu u chi lực tạo thành khế ước đánh đến Tinh Vũ tôn giả trước mặt, ở trước mặt hắn triển khai. Đây là bạch tiền bối cho hắn cửu u chúa tể quyền hạn liệt biểu bên trong một loại công năng. Tinh Vũ tôn giả lặp đi lặp lại quan sát xong khế ước điều khoản, xác nhận không sai sau ở tại bên trên ký xuống đạo hiệu của mình, trở thành tống lão bản tọa hạ tên thứ hai người làm công. Thứ nhất người làm công là thông nương, có được thiên đạo chi tư tương lai đại lão. Rất tốt. Đến lúc đó tại ta tiểu thế giới bên trong, sẽ có hạch tâm tiểu trợ thủ thay ngươi an bài công tác cùng chỗ ở. Nếu như có chỗ nào không hiểu, có thể đi thỉnh giáo ngươi làm công tiền bối thông nương, nàng sẽ chỉ điểm ngươi một số làm công cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Tông U U lên tiếng nói. Cái này một đợt nếu như có thể thu đến đầy đủ làm công tuyển thủ, cái kia thông nương liền có thể lắc mình biến hóa, hóa thành một cái tiểu công đầu. Hạch tâm thế giới hiện tại đầy đủ to lớn. Tại thu về côn vương khối kia thiên đình mảnh vỡ về sau, cũng có đầy đủ địa phương cung cấp làm công đạo hữu ở lại. Được rồi, bá tống tiền bối. Tinh Vũ tôn giả gật đầu nói, hắn đưa khế ước giao cho về bá tống đại lão về sau, quay người đối vô cực ma tông đệ tử nói, 10 năm tuế nguyệt đối với ta bối tu sĩ mà nói, bất quá là thoáng qua tức thì thời gian. 10 năm về sau, chúng ta còn muốn chống lên vô cực ma tông, trở thành ma tông trụ cột. 10 năm này, coi như là bế quan tu luyện, kiên định tâm linh tôi luyện. Các vị đạo hữu, mời làm ra chính xác lựa chọn đi. Nói xong về sau, hắn quay người đối bá tống đại lão có chút ôm quyền chỉnh quá trình bên trong hắn không có đi hỏi thăm tiền lương loại chuyện này, trong lòng đã làm tốt làm công miễn phí 10 năm chuẩn bị. Có thể sống liền đã không tệ, còn muốn hy vọng xa vời cái gì? Có đức cao vọng trọng Tinh Vũ tôn giả mở đầu, phía sau có một nhóm lớn vô cực ma tông thành viên đứng lên. Hướng Tống Thư Hàng báo lên đạo hiệu của mình cùng nghề nghiệp. Vô cực ma tông là một cái thành thục cổ lão đại môn phái, bọn hắn có được hoàn chỉnh tự cấp tự túc hệ thống. Bất kể là linh thực, luyện đan, đào quáng, luyện khí, pháp khí chữa trị, thuần thú, tiên trù, pháp bào may, trận pháp sư vân vân, đều có sung túc nhân tài hệ thống. Bởi vì thời gian có hạn, Tống Thư Hàng không thời gian để tất cả vô cực ma tông thành viên từng cái tự giới thiệu. Trên vương tỏa Tống U U hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp sử dụng cửu U chúa tể quyền hạn, trong nháy mắt cùng ở đây tất cả vô cực ma tông thành viên tiến hành tâm linh kết nối, trực tiếp trưng cầu bọn hắn thành thạo một nghề, cũng trong nháy mắt cùng bọn hắn ký khế ước. Cả cái vô cực ma tông, ngoại trừ sớm có hắn dùng công tử hải cùng chính năng bên ngoài, hắn thành viên toàn bộ thành công cùng bá tống ký làm công khế ước. Điểm ấy có chút vượt quá Tống Thư Hàng đoán trước, hắn vốn cho là ký một nửa thành viên cũng không tệ rồi. Kết quả, vô cực ma tông ở đây thành viên, từng cái đều là tinh anh, đều là nhân tài. Nguyên bản có một bộ phận thành viên là không có đặc kỹ chiến đấu thành viên, nhưng mấy năm gần đây, những thứ này chiến đấu thành viên đều nắm giữ một tay tinh diệu bồi dưỡng tà vọng, dẫn đạo tà vọng biến dị, tà vọng mọc thêm, tà vọng dung hợp vân vân chân quý kỹ thuật. Gần trăm năm nay, vì chống lên vô cực ma tông ma hải đại kế hoạch, vô cực ma tông các tinh anh, có thể nói là toàn dân giai binh, người người đều bị buộc thành tà vọng đại sư. Mà bồi dưỡng tà vọng, mở một cái nhân công nuôi dưỡng tà vọng công ty lớn giao hàng cho chư thiên vạn giới, là Tống Thư Hàng trong lòng dự định kiếm tiền hạng mục lớn. Huống chi giai đoạn trước chỉ là biệt tuyết tiên cơ cùng sở sở nghiên cứu tà vọng tự điển món ăn liền phải tiêu hao đại lượng tà vọng. Sở dĩ Tống U U vung tay lên.
trực tiếp đem chọn cái vô cực ma tông tinh anh tầng nhóm đóng gói mang đi, toàn bộ chuyển rời đến hạch tâm thế giới, giao cho hạch tâm tiểu trợ thủ đi an bài bọn chúng. Hạch tâm tiểu trợ thủ tại hạch tâm thế giới vạch ra một mảnh chuyên môn khu vực, dùng để an trí bọn này vô cực ma tông đệ tử, nhưng hạn định phạm vi hoạt động của bọn họ. Dù sao hạch tâm thế giới bên trong, có rất nhiều bí mật, quan hệ đến bá tống nội tình, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho những thứ này vô cực ma tông đệ tử. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm này vô cực ma tông thành viên trong tương lai 10 năm, phạm vi hoạt động đều sẽ bị hạn định ở cái này hạch tâm thế giới khu vực bên trong. Có nhóm này vô cực ma tông đệ tử, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới tương nghênh tới một cái cao tốc phát triển giai đoạn. Côn Vương bảo tàng bên trong rất nhiều chân quý linh thực cũng có thể thử nghiệm tiến hành gieo trồng. Thừa dịp Cửu U chúa tể quyền hạn còn tại lúc, Cửu U thế giới một số đặc thù tà thú cùng linh thực cũng có thể dẫn đạo một nhóm đi hạch tâm thế giới. Một số chiến lợi khí pháp khí, đến lúc đó cũng có thể giao cho luyện khí sư, pháp bào may sư nhóm tiến hành cải tạo hoặc chữa trị tương lai ăn Tết lúc, bá tống đưa bọn tiểu bối lễ vật lúc, rốt cục có thể có một ít có thể lấy ra được đồ chơi, sẽ không lại dùng chữ vật bình nhỏ cùng lạc ấn đao gỗ cho đủ số. Tống Thư Hàng cảm giác mình tương lai, bừng sáng, tài nguyên cồn cồn. Chuyển di xong tất cả vô cực ma tông thành viên về sau, Tống U U ánh mắt rơi vào công tử Hải cùng chính năng trên người. Người một khi đứng cao, có chút dĩ vãng rất xem trọng đồ vật, liền sẽ biến nhỏ bé bắt đầu. Đương leo lên đỉnh núi cao lúc, liền sẽ phát hiện chân núi một số kiến trúc thậm chí không nhìn thấy cái bóng. Mấy tháng trước, bị Tống Thư Hàng coi là cả đời chi địch công tử Hải. Hiện tại nếu như không phải là vì cho A Thập Lục đụng ước hẹn quà tặng tam bộ kiện, Tống Thư Hàng thậm chí để không nổi kình đi nhằm vào hắn. Nếu không phải lần này vô cực ma tông đại kế hoạch chủ động đụng vào đến trong ngực hắn, công tử Hải lại đúng lúc là cái này đại kế hoạch một phần tử, Tống Thư Hàng căn bản sẽ không chủ động đi tìm hắn. Sở dĩ, đương Tống U U nhìn qua công tử Hải lúc, Tống Thư Hàng liền đã nhận ra bản thân trên tâm tính biến hóa. Tuy nói hắn một mực là hàng lởm từ lúc trước hàng lởm huyền thánh càng về sau nước huyền kiếp tiên, hàng lởm trường sinh giả, cùng hiện hàng lởm chúa tể. Nhưng hắn thực lực, lại là chân chính đang từng bước tăng cường. Thực lực cường đại, tự nhiên mà vậy mang đến cường đại tâm tính. Đã từng có một đoạn thời gian, hắn đối uy hiếp được người nhà mình an nguy công tử Hải, cũng là hận không thể trừ chi cho thống khoái. Nhưng bây giờ, hận. Nói câu đâm tâm lời nói. Công tử Hải hiện tại đã luân lạc tới liền để bá bá tống sinh ra hận ý tư cách cũng không có. Chênh lệch thực sự quá lớn quá lớn. Một đầu phổ thông tiểu phi trùng cắn người, người căn bản sẽ không đi hận tiểu phi trùng, tiện tay bóp chết chính là cũng không phải là mỗi cái tiểu phi trùng đều là cấn tay bá tống, bóp chết trước còn có thể in dấu đau nhức tay của người. Người vẫn là một chút cũng không thay đổi, công tử Hải. Tống U U cảm khái nói, nhưng ta biến. Trong lời nói. Để lộ ra một loại tang thương hương vị. Công tử Hải. Một mực trầm mặc bia đá đạo hữu. Tống U U trong lời này cái kia nồng đậm cặn bã nam vị là chuyện gì xảy ra? Lời này nghe tựa như là Tống Thư Hàng thay lòng, muốn đem công tử Hải từ bỏ một dạng. Có cơ hội lại cùng ngươi hảo hảo tâm sự đi, hiện tại ta quá bận rộn. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Sau đó hắn nhẹ nhàng vẩy một cái. Khổng lồ niệm lực trói buộc chặt công tử Hải cùng chính năng. Trực tiếp đem bọn hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới tỏa tiên ngục bên trong. Ở nơi đó còn giam giữ bị song trọng phong ấn tiền đặt cược ma đế. Ngạc cùng hôn mê bất tỉnh An Chi ma quân. Đến tận đây, tương lai muốn tặng cho Tô Thị A Thập Lục công tử Hải tam bộ kiện tập hợp đủ. Xử trí xong công tử Hải về sau, Tống U U từ trên vương tọa đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái chăn. Bạch tiền bối tạo thần kế hoạch thế nhưng là tại giành giật từng giây lửa nóng tiến hành bên trong, hắn bên này cũng không thể lãng phí thời gian. Theo bạch tiền bối phân thân thuyết pháp, hắn chưa từng có gặp qua bạch tiền bối bản thể cấp bách như vậy đi hoàn thành một sự kiện phải biết dĩ vãng, may mắn chỉ bạch tiền bối vô luận tại đối mặt dạng gì cục diễn lúc, đều là ung dung không vội, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bất kể là khó khăn gì hoặc cục diện. Cũng sẽ không nhượng hắn sinh ra phi thường cấp bách đi xử lý suy nghĩ. May mắn ý chí liền sẽ thay hắn đem mọi chuyện bãi bình, nhượng hắn chơi vui vẻ. Sở dĩ, cái này tạo thần kế hoạch khẳng định can hệ trọng đại, đối tương lai nhất định sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Tống U U một lần nữa đạp trên Hắc Liên, cất bước đạp vào Ma Đế cung bầu trời.
Bia đá đạo hữu phối hợp hiện lên ở bên cạnh hắn. Hừm, cái này ma đế cung còn không có sinh ra thuộc về chính nó khí linh, dạng này chuyển hóa bắt đầu cũng sẽ tương đối dễ dàng. Tống U U lên tiếng nói. Ngươi cho rằng khí linh thứ này dễ dàng như vậy sinh ra à? Bia đá đạo hữu đậu đen rau muống nói, từ xưa đến nay, khí linh số lượng so cửu phẩm kiếp tiên số lượng còn ít ỏi hơn, có thể thấy được hắn bia đá đạo hữu là bực nào chân quý. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt, người đáng giá có được, Tống Thư Hàng cười nói. Bia đá đạo hữu. Tóm lại, đầu tiên chúng ta muốn đem cái này ma đế cung bên trên thuộc về ma đế. Ngạc ấn ký toàn bộ xóa đi, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Dưới tình huống bình thường, liền xem như cửu u chúa tể, muốn hoàn toàn xóa đi một vị trường sinh giả pháp khí bên trên ấn ký, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng ma đế, Ngạc hiện tại đã bị đánh phát nổ. Bây giờ bị song trọng phong ấn, đã mất đi đối cái này ma đế cung chống đỡ khống. Còn nữa, bởi vì ma đế cung là ma đế, Ngạc ma hải kế hoạch một bộ phận, tại kế hoạch này bên trong, ma đế cung toàn đưa đến tiếp thu ma hải lực lượng tác dụng. Nói cách khác, hiện tại ma đế cung được thiết lập vì sẽ không ngăn cản ma hải thế giới lực lượng dung nhập. Cái này cho Tống Thư Hàng rất lớn thao tác chỗ trống. Tại Tống U U dẫn đạo bên dưới. Ma hải thế giới lực lượng điên cuồng quán vào đến ma đế cung bên trong, cọ rửa ma đế cung bên trong nhiều tầng cấm chế cùng ma đế. Ngạc lưu tại pháp khí bên trên ấn ký. Đồng thời, Tống U U tay đè bia đá đạo hữu, cả hai tiến vào bia đao hợp nhất hình thức, toàn lực kích hoạt cửu U chúa tể quyền hạn, lấy cửu U pháp tắc cùng cửu U ý chí, cưỡng ép xóa đi ma đế. Ngạc đối ma đế cung khống chế. Hạch tâm thế giới, tỏa tiên ngục bên trong, ma đế. Ngạc mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hắn cảm ứng được bản thân đã từng tốn hao to lớn tinh lực chế tác ma đế cung đang tại đổi chủ. Liền nho ra thánh nhân năm đó đều không có đối với ta như vậy. Ma đế, Ngạc thống khổ duỗi tay đè chặt ngực thánh nhân phong ấn. Bá Tống đại mộ vị trí. Tống Thư Hàng bản thể khí thế đột nhiên tăng vọt, lúc này tinh lực của hắn đã toàn bộ đầu nhập vào Tống U U cái kia, tạm thời từ bỏ đối bản thể khống chế. Mà tại Tống U U bên kia bắt đầu phát lực lúc, bản thể tự nhiên mà vậy chịu ảnh hưởng, tiến hành một số viễn trình đồng bộ động tác. Tống Thư Hàng bản thể lơ lửng, cửu U chúa tể quyền hạn bổ sung uy nghiêm khuếch tán. Phía dưới nguyên bản đang cố gắng nhiệt huyết trong công việc cửu U tà ma nhóm, lập tức lại quỳ đầy đất. Tô Thị A thập lục bọn người ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không bá khí bên cạnh lộ Tống Thư Hàng. Hoa lúc này, tại bản thể sau lưng. Bởi vì cửu u lực lượng đồng bộ, đem ma hải thế giới bên trong đang tại phát sinh một màn, thông qua hải thị thận lâu phương thức hình chiếu đi qua. Hình ảnh bên trong, màu đen Tống Pho một tay nắm bia, một tay bá đạo ép hướng ma đế cung. Khổng lồ ma đế cung không ngừng phát ra kéo kẹt tiếng vang, cung thể bên trong ma đế. Ngạc sư lưu lại trận pháp cùng lạc ấn, tại bản năng tiến hành sau cùng chống cự. Nhưng điểm ấy còn sót lại lực lượng. Tại ma hải thế giới lực lượng cộng cửu u chúa tể quyền hạn song trọng áp chế xuống, quân lính tan rã. Mấy phút sau, Tống U U đột nhiên mở miệng quát khẽ, một cái kinh khủng âm tiết từ trong miệng hắn phát ra, đó là lần trước Tống Thư Hàng chứng đạo giảng pháp lúc, tại thiên đạo sụp đổ thời khắc, từ trong miệng hắn phát ra một cái ẩn chứa thiên đạo sụp đổ tin tức âm tiết. Cũng là lúc trước bị chư thiên vạn giới ẩn tàng đại lão nhóm ngộ nhận là đầu tiên bá văn âm tiết ký hiệu. Tại cái này mai âm tiết gọi ra thời khắc, thiên địa biến hóa. Ma hải thế giới bên trong ma đế cung rốt cục triệt để đã mất đi chống cự, nó phía trên tất cả liên quan tới ma đế. Ngạc lạc ấn, bị xóa đi không còn một mảnh. Cái này chư thiên vạn giới bên trong, chỉ muốn cùng thiên đạo dính líu quan hệ, bất kể là thứ gì, dù là chỉ là một cái bình thường phát âm, cũng sẽ biến vô cùng khủng bố. Tống U U cùng bá Tống bản thể đồng bộ, bày ra duỗi tay một vòng động tác. Đến tận đây, ma đế cung bị rèn luyện một lần, rực rỡ hẳn lên, trong ngoài tinh khiết, trở thành vật vô chủ. Cửu U chúa tể pháp tác gia thân, thiên đạo sụp đổ tin tức chi lực phụ thể, Tống Thư Hàng trên người hiện lên một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Giờ khắc này, vốn chỉ là diện mục thanh tú bá Tống, tại song trọng khí chất thêm thành bên dưới, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Cái này ngoài ý muốn soái khí. Thật là đẹp trai. Tô Thị A thập lục nói khẽ. Tống tiền bối một mực rất soái. Da đen vũ nhu tử khẳng định nói. Bạch Long tỷ tỷ, chân quý đi, một tay áp chế ma đế cung, xóa đi trên đó lạc ấn,
cái này chỉ sợ là bá Tống cả đời này khó được mấy cái soái khí màn ảnh. Tống A ngốc, tạo hóa tiên tử nói. Tạo hóa tiên tử cùng Bạch Long tỉ tỉ giảng một chút cũng không sai. Cái này bá khí bên cạnh lộ, duỗi nhẹ tay nhẹ một vòng liền ngăn chặn ma đế cung Tống Thư Hàng, đã là hắn cả đời này đẹp trai nhất mấy cái màn ảnh một trong. Mà lại, soái không qua 3 giây. Đem ma đế cung soát cơ, tẩy thành vật vô chủ về sau, Tống U hành động liền tiến vào kế tiếp giai đoạn để vô chủ ma đế cung nhận chủ, nhượng hắn biến thành hắn bá Tống hình dạng. Tại tu chân giới, để một kiện bảo vật nhận chủ phương thức nhiều mặt. Có bảo vật tự động nhận chủ, có nhỏ máu nhận chủ, có đệ tử kế thừa sư tôn bảo vật, có dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng chế áp chế bảo vật ở tại bên trên cưỡng ép in dấu xuống bản thân ấn ký. Ngoại trừ tu sĩ bản mệnh pháp khí hoặc đã sinh ra khí linh pháp khí bên ngoài, hắn pháp khí cũng có thể lại biến thành người khác hình dạng. Thậm chí khắp nơi một ít tình huống bên dưới, liền ngay cả có được khí linh pháp khí cũng sẽ lật xe xảy ra bất trắc. Mà bản mệnh pháp khí cũng có thể sẽ tính cả tu sĩ bản nhân, đều cùng một chỗ biến thành người khác. Không chiếm được người bản mệnh pháp khí, liền đem ngươi liền người mang pháp khí cùng một chỗ đóng gói mang đi. Mà danh chấn chư thiên vạn giới bá Tống đại lão, có được hắn đặc thù độc môn nhận chủ tư thế. Tăng phát thuật, Tống U khẽ quát một tiếng, hắn mái tóc màu đen không ngừng sinh dài, một hơi sinh dài đến mấy chục mét chi trường, cũng dưới khống chế của hắn phân nhánh ra 108 chỉ tóc tay. Tấn thăng bát phẩm về sau, hắn tóc tay đã không giới hạn trong 20 số lượng. Lại thêm cửu U chúa tể quyền hạn thêm thành, nếu như Tống Thư Hàng nguyện ý, tóc tay số lượng thậm chí có thể tăng lên tới con số mấy ngàn. Bất quá, đối mặt không có khí linh ma đế cung, 108 chỉ tóc tay đã đầy đủ sử dụng. Lại nhiều lời nói, ma đế cung sợ là sẽ phải không chịu nổi cũng không phải là ta chỉ có thể phân ra 108 chỉ tóc tay, mà là ngươi chỉ có thể tiếp nhận 108 chỉ tóc tay. Sở các chủ ngốc mau tóc nhọn chỉ lên trời, bày ra vọng thiên tư thế. Nàng hiện tại rất hối hận chính mình lúc trước dạy bảo Tống Thư Hàng biện đao cửu trảm sự, cái này biện phát chi thuật tại Tống Thư Hàng trong tay kết hợp tăng phát thuật cộng dưỡng đao thuật về sau, ba hợp một tạo thành thế gian đáng sợ nhất một loại tà thuật. Một bên khác, tóc dài Thư Hàng ngoài ý muốn cảm giác không tệ. Tô Thị A Thập Lục có chút kinh ngạc nói tóc dài Tống Thư Hàng hình tượng bên trên càng gần gũi nghịch kình quyền sáu khí linh tiên tử, trong lúc mơ hồ cảm giác có chút khả ái. Bạch Long tỉ tỉ. Ở trong mắt ngươi, Thư Hàng dù là quần xịp đỏ bên ngoài mặc, ngươi cũng sẽ cảm giác hắn giống siêu nhân. Bất quá lời này, Bạch Long tỉ tỉ cũng chỉ lại ở trong lòng nói một chút. Nếu thật nói ra, Tô Thị A Thập Lục cái này mỏng ra mặt lại sẽ thay đổi đỏ bừng. Sau đó không ngừng lôi kéo nàng long thể gần nhất Bạch Long tỷ tỷ cảm giác mình long thể đều bị kéo dẹp, có từ 3D hướng 2D bằng phẳng kết cấu diễn hóa xu thế. Bạch tiền bối phân thân xoa cằm, lẩm bẩm nói, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, để bản thể học được cái này tăng phát thuật mới được. Bạch tiền bối người vốn chính là tóc dài a? Thông nương nghi hoặc hỏi. Bạch tiền bối phân thân nhẹ nhàng chọc chọc thông nương. Ngẫu nhiên ta cũng muốn cho bản thể thay cái nhẹ nhàng khoan khoái điểm tóc ngắn tạo hình, đổi xong lại dùng tăng phát thuật cho hắn đem tóc dài cho mọc trở lại. Nếu là như vậy, Tống tiền bối có lẽ có thể giúp đỡ bận bịu. Tống tiền bối hiện tại ngoại trừ tăng phát thuật bên ngoài, còn có một cái biến dị tăng phát thuật, có thể trong nháy mắt cưỡng chế làm địch nhân trên thân mọc ra tóc dài, thậm chí là biến thành một cái mao cầu. Da đen vũ nhu tử lên tiếng nói. Bạch tiền bối phân thân lập tức nhãn tình sáng lên. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền hiện lên mấy ngàn vạn cái phương án. Là thời gian để Thư Hàng tiểu hữu phát huy được tác dụng. Tới, Tống lão bản chiêu bài tà thuật. Lúc này, thông nương tiếng kêu cắt ngang Bạch tiền bối phân thân suy tư. Hình chiếu hình ảnh bên trong. Tống U một tay cầm bia, tay kia nhắm ngay ma đế cung, nhẹ nhàng một chỉ. Sau lưng cái kia 108 đầu thật dài tóc tay phân tán ra đến. Như mạng nhện một dạng đính vào ma đế cung chính điện các ngõ ngách. Sau một khắc, đầy bình phong dưỡng đao thuật quang huy bạo tạc sáng lên. Dưỡng đao thuật loại pháp thuật này, tại tu chân giới cũng không phải là cái gì kỹ năng đặc thù, tại tu chân giới các môn các phái đều có thuộc về mình dưỡng kiếm thuật, dưỡng đao thuật, dưỡng bảo thuật loại hình cùng pháp khí tăng lên độ thân mật thần kỹ. Nhưng Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật tại trải qua tay của hắn về sau, liền sinh ra một ít biến dị. Thân là kiếm thuật thiên phú trừ 10, đao thuật thiên phú nam nhân, vô luận cái gì đao pháp rơi vào đến trong tay hắn,
đều sẽ bị cải biến. 108 đầu bím tóc bàn tay, theo trên ma đế cung, mỗi một lần chớp lóe đều đại biểu cho một phát dưỡng đao thuật. Mỗi một giây mỗi một cái bím tóc bàn tay đều có thể hướng ra phía ngoài chuyển vận dòng dã 100 phát dưỡng đao thuật. Mỗi một phát dưỡng đao thuật bên trong, đều ẩn chứa bá tống cái kia không có linh hồn yêu. Bá tống dưỡng đao thuật cùng những người khác dưỡng đao thuật khác biệt lớn nhất, chính là trong đó yêu. Bình thường tu sĩ mỗi một lần dưỡng đao quá trình, đều cần nửa canh giờ lâu, ở trong quá trình này, hướng mình bảo đao quán chú bản thân cái kia đầy ngập yêu chi cảm tình. Nhưng bây giờ bá tống, mỗi một giây liền có thể cho ma đế cung gửi đi dòng dã 10.800 lần yêu. Phô thiên cái địa dưỡng đao thuật chi ái, hợp thành mưa bom bão đạn. Một giây 10.800 phát, đây đã là một trận cỡ lớn chiến tranh bên trong, một sư binh lực, đạn dược tể phát. Yêu khối lượng không đủ, vậy chỉ dùng số lượng đến đụng. Tống Thư Hàng đã dùng sự thực đã chứng minh đầu này công thức khả thi xích tiêu kiếm, tâm ma xích tiêu kiếm, bia đá đạo hữu, béo cầu phong ấn trụ, thiên đình tứ phương đại đế nam thu tự khí linh, cửu thu phượng hoàng đao, triệu hoán chấp niệm âm ảnh thánh địa, hà chỉ trụ. Các loại, trở lên đây đều là Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật chiến tích. Mà trước mắt tòa này ma đế cung đẳng cấp, tại Tống Thư Hàng lịch sử chiến tích bên trong, cũng chỉ có thể xem như một cái tiểu lão đệ. Duy nhất chỗ đặc thù chính là hắn là một tòa cung điện to lớn, thể tích khổng lồ. Tại Tống Thư Hàng hiện tại mạnh nhất một giây 10.800 phát dưỡng đao thuật đổi mới bên dưới, tòa này khổng lồ vô chủ ma đế cung vẻn vẹn ủng hộ 3 giây, liền bại trận. Trên thực tế, hắn chỉ giữ vững được một giây rưỡi thời gian, liền đã toàn thân phát ra thất thải bảo quang. Còn lại một giây rưỡi là Tống Thư Hàng bím tóc bởi vì thi thuật quá nhanh, muốn đình chỉ cũng có một cái quán tính, cái này quán tính còn trượt một giây rưỡi thời gian. 3 giây qua đi. Ma đế cung toàn thể bắt đầu tản ra thần khí bảo quang. Cửu U chúa tể quyền hạn thêm thành, không thể coi thường. Đừng nói là ma đế cung loại bảo vật này cấp tồn tại, coi như chỉ là một khối đá bình thường, tại Tống Thư Hàng cửu U chúa tể quyền hạn thêm thành bên dưới dưỡng đao thuật tác dụng một chút xíu, 3 giây thời gian cũng đầy đủ hắn trở thành một khối đúng nghĩa thần thạch. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta bá tống chi mộ thứ 101 tầng, bá ma cung. Tống Thư Hàng thu hồi 18 con tóc tay, sau đó tại bia đá đạo hữu hiệp trợ bên dưới, đối bá ma cung đánh ra liên tiếp ấn ký pháp thuật. Từng đạo có bạch tiền bối đặc sắc trận văn, lạc ấn hiện lên ở bá ma cung trên người. Những thứ này mang theo Tống Thư Hàng tin tức bạch tiền bối phong cách trận văn, lạc ấn, toàn bộ dung nhập vào ma đế cung bên trong. Chủ yếu là cho trường sinh giả pháp khí in dấu tin tức loại sự tình này, quá mức cao đại thượng. Tống Thư Hàng trước mắt còn không học qua muốn làm sao tác. Sở dĩ những thứ này lạc ấn phù văn, đều là bia đá đạo hữu tay nắm tay mang theo Tống Thư Hàng hoàn thành. Kể từ đó, tự nhiên là mang tới bạch tiền bối phong cách. Nhận chủ hoàn thành, đánh xong ấn ký về sau, Tống Thư Hàng cảm giác mình cùng tòa này bá ma cung ở giữa biến thân mật bắt đầu. Ý niệm của hắn có thể trực tiếp truyền lại cho bá ma cung, thúc đẩy hắn hành động không sai biệt lắm là đem bá ma cung hệ điều hành từ ma đế. Ngạc hệ thống đổi thành bá tống hệ thống. Lên, Tống U U duỗi tay đối bá ma cung xa xa một chỉ. Hoa! To lớn bá ma cung lơ lửng mà lên. Sau một khắc, tại cửu U chúa tể quyền hạn thao tác bên dưới, cả cái bá ma cung xuyên toa không gian, từ ma hải thế giới truyền tống đến Tống Thư Hàng bản thể vị trí. Nhưng Tống U U cùng bia đá đạo hữu cũng không có cùng theo một lúc trở về, bọn hắn còn có nhiệm vụ mới, đem ma hải thế giới triệt để khống chế về sau. Nghiên cứu một chút thế nào đem ma hải thế giới cùng Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới sát nhập đến cùng một chỗ. Đây là hạch tâm thế giới tiến hóa đến kế tiếp giai đoạn khế ước. Tống Thư Hàng bản thể chỗ. To lớn bá ma cung hiện ra thất thải thần khí bảo quang, khéo léo rơi vào dưới chân hắn mặc dù không có sinh ra khí linh, nhưng nó bản năng đã lựa chọn hoàn toàn thần phục. Xúc địa thành thốn, Tống Thư Hàng bản thể mở to mắt, ra khối ra lệnh. Sau một khắc, to lớn bá ma cung diện tích bắt đầu kịch liệt thu nhỏ bắt đầu, mấy hơi ở giữa liền thu nhỏ đến chỉ còn hơn 100 bình phương diện tích mô hình. Tống Thư Hàng bản thể duỗi tay, tại sau lưng của hắn, lại một lần nữa phục sinh công đức xà mỹ nhân hiện thân. Nàng còn chỉ phục sinh đến một nửa, vừa cụ hiện hóa ra nửa người trên. Hiện thân về sau, công đức xà mỹ nhân phụ thể trên người Tống Thư Hàng, nàng tay phải rộng thùng thình váy tay áo kèm ở Tống Thư Hàng trên cánh tay.
tụ lý càn khôn, Tống Thư Hàng đối Bá Ma Cung nhẹ nhàng vung tay lên, đem hắn chứa vào đến váy tay áo bên trong. Một bộ động tác như nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Quy Tiền Bối cảm khái nói, Thư Hàng thật sự trưởng thành rất nhiều a. Hắn mặc dù rất sớm đã trở thành Tống Thư Hàng vật trang sức một trong, nhưng bởi vì rùa loại yêu thích hiên tĩnh đặc tính, hắn phần lớn thời gian đều ở tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Ngày nay nhìn thấy Tống Thư Hàng hiện tại một bộ nước chảy mây trôi tao thao tác về sau, hắn cảm xúc đặc biệt sâu. Dù sao Tống Lão Bản hiện tại là chân chính huyền thánh. Thông Nương nhảy đến Quy Tiền Bối vỏ bên trên, đem Ngộ Đạo Thạch kè tại trong mai rùa. Vọng Thiên, Quy Tiền Bối tâm tắc ngẩng lên đầu, cảm giác tiếp qua không lâu, Bá Tống liền muốn bắt kịp cảnh giới của nó. Vọng Thiên, Bạch Long tỷ tỷ đồng dạng ngẩng đầu, cảm giác tiếp qua không lâu, Bá Tống liền muốn bắt kịp cảnh giới của nàng, chứng đạo trường sinh. Bạch Tiền Bối, đối diện, Tống Thư Hàng bản thể quay đầu nhìn về cửu tu Bá Tống chi mộ, lên tiếng nói. Yên tâm, ta chỗ này đã từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Tiền Bối phân thân trong nháy mắt lấp lóe đến Tống Thư Hàng bên người, duỗi tay đè ở trên vai hắn. Siêu! Không gian chuyển đổi, hắn cùng Tống Thư Hàng chuyển rời đến cửu tu chi mộ thứ 100 tầng dưới đáy. Tại cái này 100 tầng phía dưới không gian bên trong, cái gì đều có thể bán đại lão tự tay ở chỗ này dùng không gian chi lực, đâm vào một cái thứ 101 tầng. Cái này một tầng, là một cái cỡ nhỏ trống không động thiên phủ thế giới, phụ thuộc vào thứ 100 tầng lòng đất. Kể từ đó, từ ở bề ngoài đến xem, cửu tu Bá Tống chi mộ vẫn như cũ chỉ là 100 tầng. Nhưng trên thực tế, nhưng có một cái dấu ở không gian đặc thù bên trong thứ 101 tầng. Cái này cỡ nhỏ động thiên phủ thế giới, là cái gì đều có thể bán đại lão hàng hóa bán đi cái này hàng hóa lúc, cái gì đều có thể bán đại lão còn phụ tặng trường sinh giả đại lão tự tay tới cửa lắp ráp động thiên phủ thế giới phục vụ. Ta đã đem cái này cỡ nhỏ động thiên thế giới sắp xếp gọn, hiện tại, ngươi chỉ cần đem Ma Đế Cung đặt ở cái này tiểu động thiên bên trong là đủ. Cái gì đều có thể bán đại lão lại cuộn gọn gàng cái chăn, nói. Vẫn là Bạch Tiền Bối các ngươi suy tính chu đáo. Tống Thư Hàng phất ống tay áo một cái. Tụ lý càn khôn, giải. Thu nhỏ Bá Ma Cung được phóng thích đi ra. Bạch Tiền Bối phân thân nắm lấy Tống Thư Hàng, cùng cái gì đều có thể bán đại lão cùng một chỗ nhanh chóng lui lại. Sau một khắc, Bá Ma Cung bắt đầu thổi hơi bình thường bành trướng, trong nháy mắt liền tràn đầy cả cái trống không động thiên tiểu thế giới. Tống Thư Hàng, lớn nhỏ hoàn mỹ, vừa vặn dung nạp. Đó là tự nhiên. Đây là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chống không động thiên tiểu thế giới. Cái gì đều có thể bán đại lão đắc y nói. Lần này xây dựng cửu tu chi mộ, may mắn mà có cái gì đều có thể bán tiền bối tương trợ. Tống Thư Hàng nói cảm tạ. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta đây cũng không phải là đang giúp ngươi, ta chỉ là tại cùng Bạch Thánh giao dịch. Cái gì đều có thể bán đại lão nghiêm túc nói. Bạch Tiền Bối phân thân gật đầu nói, Một dạng. Bạch Tiền Bối lần này là giúp ta tại trúc mộ, tiền bối ngươi giúp Bạch Tiền Bối chính là giúp ta. Tống Thư Hàng chân thành nói cảm tạ. Bạch Tiền Bối phân thân lần nữa gật đầu, Cái gì đều có thể bán đại lão. Bạch Thánh Tổng là cùng Bá Tống ở chung một chỗ, như hình với bóng. Cứ như vậy, mặc dù đem Bá Tống kéo vào đến sổ đen bên trong, nhưng Bá Tống thông qua chí tôn cửu tinh VIP Bạch Thánh con đường, vẫn như cũ có thể cùng hắn giao dịch. Ta muốn hay không nghĩ biện pháp hạn định bên dưới loại này giao dịch phương thức. Cái gì đều có thể bán đại lão thầm nghĩ trong lòng. Cái gì đều có thể bán đạo hữu, chúng ta tới kết toán bên dưới lần này đóng bát tu, cửu tu mộ tiền hàng. Một hồi, ta từ linh thạch tinh bên trên cắt một khối xuống tới cho ngươi. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Được, Bạch Thánh, lần sau có dạng này làm ăn lớn tiếp tục tìm ta. Cái gì đều có thể bán đại lão lộ ra nghề nghiệp hóa ấm áp tiếu dung. Không thể hạn chế. Giống Bạch Thánh khách hàng lớn như vậy, sao có thể cho hắn thiết chí hạn chế? Bá Tống về Bá Tống, Bạch Thánh về Bạch Thánh. Không thể bởi vì Bá Tống cái này sổ đen liền mất đi Bạch Thánh cái này khách hàng lớn. Kết toán hoàn thành trình khoản về sau, cái gì đều có thể bán đại lão lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lần sau có làm ăn lớn lời nói. Ta lại tìm cái gì đều có thể bán đạo hữu. Bạch Tiền Bối phân thân hào sảng nói. Theo gọi theo đến, cái gì đều có thể bán đại lão vỗ ngực bảo đảm nói, có tiền không phải vạn năng, nhưng chỉ cần có tiền liền có thể được cái gì đều có thể bán đại lão toàn diện phục vụ.
sắp xếp cẩn thận thứ 101 tầng về sau, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng, cái gì đều có thể bán đại lão từ động thiên tiểu thế giới trung chuyển rời đi ra. Cửu tu đại mộ không sai biệt lắm xây xong, ta thông báo một chút bản thể, xem hắn bên kia bất hủ giả chi mộ phía trên 100 tầng làm xong không có. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Lại nói, đại mộ đóng thành, có cần phải tới cái nghi thức? Tống Thư Hàng xoa cằm. Trong nước đại công trình làm xong về sau, hẳn là đều sẽ có chúc mừng nghiệm thu loại nghi thức đồ vật A. Mở mộ nghi thức sao? Cái gì đều có thể bán đại lão nói, nếu như nghi thức bên trên đem bá Tống đạo hữu đặt vào lời nói, ta liền lại ngoài định mức đưa một đôi tiểu pháp khí trấn mộ thạch thú. Tống Thư Hàng. Bản thể đáp lời nói. Cái kia bên cạnh 100 tầng bất hủ giả chi mộ cự ly làm xong còn có hơn 10 phút đồng hồ thời gian, cái kia bên cạnh cũng tìm rất nhiều giúp đỡ tại tăng tốc độ kiến tạo, nhưng phía trên 100 tầng kiến tạo độ khó lớn hơn một chút. Sở dĩ, chúng ta có 10 phút đồng hồ thời gian tổ chức cái mở mộ nghi thức. Thư Hàng muốn đi vào thể nghiệm bên dưới cái này xa hoa 100 tầng đại mộ sao? Bạch Tiền Bối phân thân xoay đầu lại hỏi, cái này Bạch Tiền Bối phân thân, là ưa thích gây sự hình. Đương nhiên. Nói thế nào cũng là 100 tầng xa hoa đại mộ, tại mở mộ nghi thức bên trên không đi vào thể nghiệm một chút há không đáng tiếc. Tống Thư Hàng vỗ ngực nói. Bất quá là bị chứa vào đến phi kiếm quan tài bên trong nằm lên một nằm, hắn cũng không phải không nằm qua. Ta cũng không phải là vì cái gì đều có thể bán tiền bối muốn đưa tặng ta một đôi hộ mộ thạch thú, mới muốn bị cất vào đại mộ. Ta chỉ là thuần túy muốn sớm thể nghiệm một chút loại này chết về sau, được chôn cất tại trong mộ kinh lịch. Mấy lần trước ta chết quá thảm, nổ thịt nát xương tan, liền bị chứa vào trong mộ cơ hội đều không có. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Sở các chủ ngốc mao. Thư Hàng ngươi đừng nói nữa, mọi người đều biết ngươi muốn tặng phẩm. Mặt khác, ngươi càng là giải thích, chúng ta liền càng cảm giác lòng chua xót. Trên thế giới tử vong kinh lịch giống ngươi như thế phong phú người cũng không nhiều. Mở mộ nghi thức muốn làm sao làm, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Da đen vũ nhu tử suy nghĩ một chút nói, ta đã thấy một vài chỗ tập tục là đem người chết để vào quan tài bên trong, sau đó dơ lên chạy một vòng, trên đường đi thả chút pháo loại hình, hấp dẫn người chú ý. Sở các chủ ngốc mao sung nói, hẳn là còn muốn có người diễn tấu tăng nhạc, ở phía trước nâng mở cờ đường. Tạo hóa tiên tử, ê a lắm điều ngốc ngốc. Không, tạo hóa tiên tử, chết theo cái gì cũng không cần. Tống Thư Hàng liền vội vàng khoát tay nói. Bạch Long tỉ tỉ nhìn qua cái này cửu tu chi mộ, lên tiếng nói, ta luôn cảm giác cái này đại mộ còn thiếu một chút thứ gì. Chính đang khi nói chuyện, bên cạnh thông nương tại quy tiền bối hiệp trợ bên dưới, giơ một khối bia lớn, đứng ở nàng bát tu chi mộ bên trên bát tu thông nương chi mộ. Há, đúng, bia đá đạo hữu đâu? Bạch Long tỉ tỉ nhẹ nhàng vỗ móng vuốt nói. Tống Thư Hàng trả lời, còn tại Tống U U nơi đó, hiệp trợ Tống U U nắm giữ ma hải thế giới đây. Chính đang khi nói chuyện, trong hư không truyền đến một trận không gian ba động. Bia đá đạo hữu hiện thân, phóng khoáng cười một tiếng, ta biết các ngươi đang triệu hoán ta, sở dĩ ta đến rồi. Tống Thư Hàng. Ma hải thế giới sự, đón lấy đến cần hạch tâm tiểu trợ thủ cùng Tống U U ở giữa hoàn thành kết nối, đã không chuyện của ta. Sở dĩ, ta đến rồi. Bia đá đạo hữu nói. Hắn nhấc bia nhìn về phía tòa kia xa hoa cửu tu bá Tống chi mộ rốt cục. Hắn chính thật phát huy được tác dụng thời điểm đến. Bia đá đạo hữu chủ động dùng sức nhảy lên, hóa thành một khối hơn 10 mét cao cự bia, ầm vang đứng ở cửu tu đại mộ phía trên. Bia trên người Bạch Tiền Bối mới đổi bá Tống chi mộ bốn chữ lập lòe tỏa sáng. Mấy chữ này, chính là cửu u chúa tể thân bút viết, tại cái này cửu u thế giới bên trong, phảng phất như là một loại pháp tắc. Trước kia, chỉ có bia nhưng không có mộ. Hôm nay, bá Tống chi mộ thành hình. Thứ này cũng ngang với là hoàn thành cửu u chúa tể cái nào đó tâm nguyện. Sở dĩ, bia thân rơi xuống trong nháy mắt, tất cả tham dự cửu tu bá Tống chi mộ kiến tạo cửu u tà ma nhóm, thu được tất cả đến một phần cửu u chúa tể ý chí ban ân. Trong tương lai một đoạn thời gian, bọn chúng lúc tu luyện, có thể thu hoạch được ngoài định mức cửu u tà năng gia trì, tốc độ tu luyện tăng gấp bội. Tại 100 tầng cửu tu đại mộ hạch tâm, cửu tu phượng hoàng đao luồn lên. Hắn đứng dậy kích hoạt lên lưu tại đại mộ bên trong cửu tu tổng khống trận pháp, cũng ở bên trong lưu lại thuộc về mình lực lượng. A, bia đá đạo hữu phát hiện mình cứ nhiên cũng bị tính vào đến cửu tu đại mộ chỉnh thể bên trong,
cửu tu chi mộ tổng khống trận pháp hướng hắn phát tới một đạo tin tức, hướng hắn trưng cầu. Bia đá đạo hữu hơi suy nghĩ một chút về sau, lựa chọn đồng ý. Sau đó, có một tầng cửu tu chi mộ trận văn kèm theo tại bia đá trên người đạo hữu, để nó cùng toàn bộ cửu tu chi mộ hòa làm một thể. Giờ khắc này, hắn trở thành hàng thật giá thật bá tống mộ bia. Kích hoạt đại mộ tổng khống trận pháp về sau, cửu tu phượng hoàng đao lách mình trở về thông nương bát tu chi mộ, đồng dạng mở ra thông nương bát tu chi mộ tổng khống trận pháp. Đến tận đây, tất cả số tự tu đại mộ, toàn bộ kích hoạt. Bát tu, cửu tu hai cái đại mộ, trong cõi u minh sinh ra một loại cộng minh. Không chỉ có là cái này hai tòa đại mộ, chư thiên vạn giới bên trong ẩn giấu còn lại 7 tòa số tự tu đại mộ, tại thời khắc này, toàn bộ bắt đầu cộng minh bắt đầu. Cửu tu phượng hoàng đao vốn chính là thiên đạo cẩu đản cha thoát thân chi pháp, là thiên đạo cẩu đản cha bỏ kim liên, tà liên thế giới cái này tiếp cận hoàn mỹ thoát thân phương án, khác thiết từ thiên đạo chi vị bên trên thoát thân thủ đoạn nói cách khác, đây là thiên đạo cẩu đản cha cho rằng so kim liên, tà liên phương án càng hoàn mỹ hơn phương pháp thoát thân. 9 tòa số tự tu chi mộ bên trong, liền ẩn giấu đi ban văn long thiên đạo huyền bí. Đại mộ tổng khống trận pháp bị kích hoạt trong nháy mắt. Tống Thư Hàng cảm giác mình tiếp thu được đến từ cửu tu chi mộ phản hồi. Không chỉ có là hắn, bên cạnh thông nương, còn có chư thiên vạn giới bên trong các vị đã từng số tự tu nhóm, toàn bộ tiếp thu được thuộc về bọn hắn số tự tu đại mộ phản hồi. Bất quá, bởi vì thông nương vẫn chưa hoàn thành nàng bát tu bát chuyển quá trình, Tống Thư Hàng cửu tu chi mộ là thuộc về sớm dự chi. Cửu tu phượng hoàng đao còn không có tiến hóa đến cuối cùng cửu chuyển trạng thái, sở dĩ. Lần này đại mộ phản hồi cường độ cũng không lớn, chỉ còn chờ thông nương đem cửu tu phượng hoàng đao hoàn thành bát chuyển, lại đem hắn chuyển giao đến Tống Thư Hàng trong tay, cũng hoàn thành cửu chuyển về sau, thuộc về số tự tu nhất hệ tối đại huyền bí, mới có thể chân chính giải khai. Dù cho còn chưa hoàn chỉnh, nhưng từ số tự tu đại mộ bên trong phản hồi qua tới lực lượng, cũng lại đem Tống Thư Hàng thể chất tăng lên một đoạn. Trước đó, Bạch Tiền bối kim đại thối đối Tống Thư Hàng toàn thân đá kích tôi thể. Đã đem thể chất của hắn tăng lên tới một cái điểm tới hạn. Lúc này, cửu tu chi mộ phản hồi thành cuối cùng một cây rơm rạ. Ông, Tống Thư Hàng trên người kim mang nổ trở đi, ở trên đỉnh đầu hắn, 199 con thánh viên hiển hiện. Cầm đầu đại thánh viên một mặt nghiêm túc, nghênh đón thứ 200 con thánh viên tiểu lão đệ. Tại sán lạn kim mang bên trong, thứ 200 con thánh viên sinh ra. Hắn cùng mình các vị tiền bối một dạng. Phủ thêm nho ra quần áo, tay cầm nho ra kinh thư, toàn thân như đen kịt sắt thép tạo thành. Lại có một đầu chân long quyển tại hắn trên cổ, trở thành bạch long tỷ tỷ khoản khăn quàng cổ. Đại thánh viên trang trọng mở ra kinh thư. Tất cả thánh viên tiểu đệ đồng bộ đuổi theo động tác của lão đại. Sau đó, 200 con thánh viên cùng chân long nhóm, dùng một loại mang theo mông lung cảm giác thanh âm bắt đầu ngâm tụng, điện 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 điện. Cự hình quan tài bảo kiếm bị Bạch Tiền bối phân thân một lần nữa tế ra. Tống Thư Hàng phi thường chủ động bò vào đến quan tài bên trong. Tô Thị A Thập Lục lần này không cùng hắn tiến vào quan tài, dù sao Tống Thư Hàng chính miệng cự tuyệt tạo hóa tiên tử nói lên chết theo đề nghị. Tại tạo hóa cùng công đức hai vị tiên tử tiếng đàn, tiếng thì bà bên trong, bá Tống bị chậm rãi đưa vào đến cửu tu chi mộ bên trong. Cái gì đều có thể bán đại lão yên lặng đi theo đưa tang đội ngũ hậu phương. Đưa tang bá Tống vốn phải là kiện rất vui vẻ sự, nhưng chẳng biết tại sao, cái gì đều có thể bán đại lão lại cảm giác tâm tình biến trở nên nặng nề. Một loại không cách nào hình dung bi thương cảm giác, phun lên trong lòng của hắn. Từ viễn cổ đến bây giờ, dù là không cẩn thận làm ăn lỗ vốn, cái gì đều có thể bán đại lão cũng không có giống giờ khắc này như vậy bi thương qua. Loại này bi thương, so phá sản còn khó chịu hơn. Tại cái này to lớn bi thương cảm giác trùng kích vào. Cái gì đều có thể bán đại lão đột nhiên chảy ra chân quý trường sinh giả chi nước mắt. Bi thương bầu không khí từ trên người hắn khuếch tán, bất chi bất giác lây nhiễm bên người mấy vị tiểu đạo hữu. Là chân quý trường sinh giả bi thương chi lệ. Tống Thư Hàng đã từng tiếp xúc qua tương tự bảo vật, sở dĩ đối cái gì đều có thể bán đại lão đột nhiên rơi xuống bi thương chi lệ phi thường mẫn cảm. Giờ khắc này. Hắn hận không thể lập tức liền bóc quan tài mà lên, đem cái này chân quý trường sinh giả bi thương chi lệ gói lại. Một giọt trường sinh giả bi thương chi lệ dù là không thông qua bất kỳ thủ đoạn nào xử lý, chỉ cần đem hắn hướng phía địch nhân ném ra,
thấp hơn trường sinh giả cảnh giới địch nhân liền đều sẽ bị cưỡng chế kéo vào đến bi thương trạng thái, khóc ròng ròng. Liền như là thiên khốc bảo điển hiệu quả một dạng. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng phản ứng lại nhanh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Phi kiếm quan tài đã bị đóng đinh, hắn coi như cưỡng ép phá quan tài mà ra, cũng không kịp đón lấy cái gì đều có thể bán đại lão bi thương trường sinh giả nước mắt. Lạch cạch cái gì đều có thể bán đại lão bi thương nước mắt rớt xuống đất, vẩy ra ra. Ẩn chứa trong đó trường sinh giả tổn thương cảm tình tự, cũng theo rơi xuống nước mắt khuếch tán ra tới. Sau lưng Tô Thị A Thập Lục, Quỳ Tiền Bối, Thông Nương, Da Đen Vũ Nhu Tử, Chuột Hamster Hào toàn bộ chịu ảnh hưởng, sau đó liền có loại không cách nào đè nén bi thương, phun lên các nàng trong lòng, hung ác đâm các nàng nước mắt điểm trung tâm. Đặc biệt là A Thập Lục, nàng trong trái tim còn chứa linh quỷ tiên tử, gấp đôi bi thương dâng lên, căn bản khắc chế không được. Trong nháy mắt, mở mộ nghi thức bên trên đại bộ phận thành viên bắt đầu khóc chít chít bắt đầu. Liền ngay cả cái kia 200 con thánh viên hư ảnh cũng không thể miễn dịch, một bên thấp giọng ngâm sướng điện điện điện, một bên nước mắt đầy viên mặt. Mở mộ nghi thức bầu không khí biến chính tông bắt đầu. Lơ lửng giữa không trung phụ trách quay chụp mở mộ nghi thức Bạch Tiền Bối phân thân sững sờ như thế nhập hí. Thư Hàng tiểu hữu lại không có thật sự quải điệu, chỉ là tổ chức một cái nghi thức mà thôi a. Làm sao diễn diễn, toàn thể thành viên đều khóc giống lên rồi. Bạch Tiền Bối phân thân màn ảnh nhất chuyển, rất nhanh liền phát hiện bi thương đầu nguồn cái gì đều có thể bán đại lão. Cái gì đều có thể bán đại lão là bi thương trung tâm. Thư Hàng tiểu hữu lúc nào cùng cái gì đều có thể bán đạo hữu có tốt như vậy tình cảm. Bạch Tiền Bối phân thân có chút mộng bức. Không chỉ là Bạch Tiền Bối phân thân mộng bức, cái gì đều có thể bán đại lão bản thân nội tâm cũng rất mộng bức. Nội tâm của hắn chỗ sâu thương cảm tới là đột nhiên như thế cùng mãnh liệt, khiến cho hắn không cách nào chống cự. Không đợi hắn khống chế tâm tình của mình, bi thương nước mắt liền đã rơi xuống. Chẳng lẽ trên thực tế, ta cùng bá tống ở giữa tình cảm phi thường tốt, ngay cả chính ta đều không có phát giác. Có cái hoang đường suy nghĩ phun lên cái gì đều có thể bán đại lão trong đầu. Phi, ta cùng bá tống ở giữa có cái truy tình cảm. Cái gì đều có thể bán đại lão mặc dù bi thương, nhưng cũng không có mất lý trí. Hắn nắm thật chặt trên người mình đơn bạc cái chăn, cũng đối với mình tiến hành một lần xâm nhập tự kiểm tra bản thân đột nhiên bi thương nguyên nhân. Đã thương thế của hắn cảm giác không thể nào là bởi vì bá tống nhập táng loại này hoang đường sự tình, như vậy. Là trước mắt một màn này tràng cảnh, câu dẫn lên nội tâm của hắn chỗ sâu cái nào đó ký ức. Là trước mắt cái này đại mộ cách cục. Bá tống cửu tu chi mộ chủ khung đến từ cửu tu phượng hoàng đao số tự tu thể hệ. Nhưng cái gì đều có thể bán đại lão tự hỏi đi qua cùng cửu tu phượng hoàng đao ở giữa cũng không có xâm nhập gặp nhau. Số tự tu nhất hệ đại mộ hẳn là cũng không cách nào gây nên hắn cộng minh. Đợi đã, bá tống cái này cửu tu chi mộ cách cục, ngoại trừ nguồn gốc từ cửu tu phượng hoàng đao số tự tu nhất hệ kết cấu bên ngoài, còn dung nhập một chương bất hủ giả chi mộ bản thiết kế cải tạo. Cái gì đều có thể bán đại lão chằm chằm vào Tống Thư Hàng kiếm hình quan tài, lấy bất hủ giả chi mộ bản thiết kế cộng bá tống hai cái điểm làm manh mối, trong đầu tiến hành mấy trăm loại thôi diễn. Trường sinh giả đại não tính toán tốc độ vô cùng kinh khủng, chỉ muốn bắt đến một điểm manh mối, trường sinh giả có thể trong nháy mắt đẩy ngược ra hoàn chỉnh nhân quả. Một lát sau, cái gì đều có thể bán đại lão đột nhiên ngẩng đầu nghẹn ngào đối Bạch Tiền Bối phân thân nói, Bạch đạo hữu, ta nghĩ thí nghiệm một sự kiện, có thể sao? Sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian, chỉ là muốn ở chỗ này thoáng tiếp nhập một chút ta công đức võng lạc. Thỉnh tùy ý, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Nếu như ta nói là nếu như phát sinh đối Bạch đạo hữu kế hoạch có ảnh hưởng biến hóa, Bạch đạo hữu không cần khách khí, đem ta ném ra cửu tu chi mộ là được. Cái gì đều có thể bán đại lão trả lời. Yên tâm đi, ta sẽ không khách khí. Bạch Tiền Bối phân thân nói, dù sao chúng ta cũng chỉ có cơ hội thất bại hai lần. Cái gì đều có thể bán đại lão khẽ gật đầu, sau đó hắn dùng sức dương lên cái chăn, tiếp vào đến công đức võng lạc thế giới. Tại Tống Thư Hàng cửu tu chi mộ bên trong mở ra một cái công đức võng lạc tiếp khẩu. Ngay sau đó, phanh, cái gì đều có thể bán đại lão bộ mặt đột nhiên nhận lấy trọng kích, cả người xoay tròn, từ Tống Thư Hàng cửu tu chi mộ bên trong bay ra ngoài. A a a a, đại lão tiếng kêu thảm thiết, một đường vẩy xuống. Đang tại khóc chít chít Tô Thị A Thập Lục, Da Đen Vũ Nhu Tử, Thông Nương bọn người. Xảy ra chuyện gì rồi?
A Thập Lục nức nở hỏi. Trên cổ Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói, là Bạch Chúa Tể đầu kia Kim Đại Thối. Trong hư không, Bạch Tiền Bối Kim Đại Thối hiện ra nguyên hình, vừa rồi một cước đem cái gì đều có thể bán đại lão đá bay, chính là đầu này đùi. Tại Cửu U thế giới trong địa bàn, ngay trước Cửu U Chúa Tể đùi, mở ra công đức võng lạc tiếp khẩu, cái gì đều có thể bán đại lão, đây quả thực là đang gây hấn với Cửu U Chúa Tể uy nghiêm. Bạch Tiền Bối chỉ là đá bay hắn, không có tiếp tục đi lên đối bạo hắn, đã là rất cho mặt mũi. Bị đá bay cái gì đều có thể bán đại lão ầm vang rơi xuống đất, tại Cửu Tu Chi Mộ sát vách ném ra một cái hố to. Một lúc lâu sau, ta liền biết, gặp gỡ Bá Tống liền sẽ không có chuyện tốt gì. Cái gì đều có thể bán đại lão sưng mặt, nằm ở cái này hố to đáy hố, một mặt tuyệt vọng. Mỗi lần hắn lộ diện cùng Bá Tống giao dịch, kết cục kiểu gì cũng sẽ phát sinh điểm gây bất lợi cho hắn ngoài ý muốn. Bá Tống huyền thánh quả thực là hắn sao chổi. Nhìn lấy, đợi đã, về ta muốn phát minh chuyên môn che đậy Bá Tống công pháp, đến lúc đó chỉ muốn ta thi triển môn công pháp kia, Bá Tống liền sẽ không nhìn thấy ta, nghe không được lời ta nói, ta cũng sẽ không nhìn thấy Bá Tống mặt, nghe không được thanh âm của hắn. Cái gì đều có thể bán lớn vuốt vuốt mặt mình, thể nói. Đối với một tôn trường sinh giả tới nói, phát minh như thế một cái pháp thuật cũng không khó khăn. Ta đã sớm hẳn là làm như vậy mới đúng, cái gì đều có thể bán đại lão nện một cái bắp đùi mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 170.